Trương Ban 3721, quân tiêu giao thật cũng không nghĩ đến, Bắc Minh Tiên sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Xem ra hắn tựa hồ là đã nhìn ra, quân tiêu giao tới Bắc Minh hoàng tộc, còn có ý tứ gì khác? Cũng là đối hải uy lân tộc lịch sử, có mấy phần tò mà quân tiêu giao cũng không có che giấu, nói thăm. Bởi vì hắn đối với cái kia côn bằng nguyên tố truyền thừa có chút hứng thú, cho nên muốn rõ ràng trong đó quan khiếu. Đã như vậy, ta đây cũng nguyện ý vì quân công tử giải hoặc. Bắc Minh Tiên mỉm cười, quân tiêu giao trong mắt lại lần nữa lộ ra sắc mặt khác thường này bắc minh hoàng tộc thái độ có phải hay không có chút hơi bị quá tốt rồi quân tiêu giao suy nghĩ một chút nói quân mẫu bất quá ột nhàn tản người như bắc minh hoàng tộc đối quân mẫu có kỳ vọng gì sợ là sẽ phải đế cho các ngươi thất vọng quân tiêu giao cảm thấy bắc minh hoàng tộc có lẽ đối với hắn cũng có sở câu bắc minh tuyên đám người dưỡng sờ sau đó cũng là lắc đầu cười khố một tiếng quả nhiên cái gì đều không thế vạt được quân công tử bắc minh tuyên âm trầm thở dài tại thọ yến bên trên quân tiêu giao dường như biểu hiện cực kỳ hung hãng càn quấy không coi ai ra hỉ nhưng tâm tự của hẳn lòng dạ lại là cực kỹ tình tế tỉ mỉ không kém chút nào một chút lão già hóa thạch sống quân tiêu giao một thoáng liền đã nhận ra bắc minh hoàng tộc đối với hắn như vậy tựa hồ cũng là có chỗ cầu quân tiêu giao hơi suy nghĩ nói ra quân mũ cũng là có qua có lại người tại hải long hoàng tộc các ngươi nhiều lần giúp đỡ có chuyện gì có khả năng nói ra trước đã quân tiêu giao chính là như vị người nào cho hắn mặt mũi hẳn liền cho người đó mặt mũi người nào mong muốn giao hảo hắn hắn cũng nguyện ý giao người bạn này quân công tử quả nhiên sảng khoái bất quá trước đó cũng là nên nói cho ngươi một chút hải nguyên lân tộc ân oán từ đâu đến cuối sau đó bắc minh tuyên cũng là cùng quân tiêu giao giảng rất nhiều trong đó một chút là tại thái cố tỉnh thần hải rộng vì lưu chuyến không tính là cái gì bí mật tỷ như bọn hắn bắc minh hoàng tộc tổ tiên chính là một đời trí cường côn băng nguyên tố nhất thống hải nguyên lân tộc tồn tại tại thời đại kia xem như hải nguyên lân tộc tột cùng nhất thời đại uy thế thậm chí đối sát thập đại bá tộc sau đổ đến theo thương mang đại kiếp bô xuống toàn bộ thương mang đều bị hắc ám bao phủ côn bằng nguyên tố tại cái kia một trường hạo kiếp bên trong đối kháng nhân vật cực kỳ khủng bố cuối cùng bỏ mình hải nguyên lân tộc bởi vậy lần nữa mất đi lãnh tụ cuối cùng trận giải tạo thành dùng bắc minh hoàng tộc hải long hoàng tộc thương hải hoàng tộc tam đại tộc mạch câm đầu thế lực nhưng dù vậy cũng khó có thế lại lần nữa khôi phục hải uyên lân tộc ngày xưa vinh quang mặc dù vẫn như cũ đứng hàng trong cường chủng tộc người vị trí đầu nhưng rõ ràng vô pháp cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh sau đó đến bắc minh hoàng tộc bên trong ra một vị hùng tài vĩ lực bắc minh vương hắn phát hiện côn bảng nguyên tố để lại truyền thừa bởi vì côn băng nguyên tố là toàn bộ hải uy lân tộc lãnh tụ cho nên truyền thừa của hắn rõ ràng sẽ không đơn độc lưu cho bắc minh hoàng tộc mà là lưu lại chờ ngày sau hữu duyên có thể tiếp nhận thân phận của hắn khi đó Bắc Minh hoàng tộc đều cho rằng, Bắc Minh Vương chính là kế thừa côn bằng nguyên tố ý chí nhân vật, đen tiếp nhận côn bằng nguyên tổ, trở thành nhất thống hải nguyên lần tộc mới, lãnh tụ. Mất quá côn bằng nguyên tổ di tàng, liên quan đến năm khối côn bằng cốt. Bắc Minh Vương tuy có 3 khối, nhưng còn có còn lại hai khối, tại Hải Long hoàng tộc cùng Thương Hải hoàng tộc trong tay. Khi đó liền ước định cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm. Nói tới chỗ này, Bắc Minh tên ngữ khí một trầu, tựa hồ tại bình phục mỗi lòng. Mà chung quanh, còn lại bắc minh hoàng tộc trưởng lão cũng là yên lặng bắc minh tuyết nghe đến nơi này thì âm trầm cầm bốc lên ngọc quyền quân tiêu giao cũng là thở dài hắn đã theo nhân ngư nữ hoàng nơi đó biết kết quả bắc minh vương vẫn lạc quân tiêu giao nói bắc minh tinh gật đầu nói đúng là như thế ta nghe nói có vẻ như là bởi vì hải thần điện theo bên trong lẫn vào quân tiêu giao nói bắc minh tiên hít thở sâu một hơi nói đây chẳng qua là quân công tử tại bên ngoài nghe nói một chút tin tức đi. Nhưng kỳ thật còn có một số tin tức. Một lần kia, thậm chí không chỉ là hải thần điện ra tay, còn có một giám thần bí tồn tại. Bắc Minh Tuyên nói. Ông quân tiêu giao mí mắt vừa nhất. Này loại che giấu, hắn cũng là không biết. Mà Bắc Minh Tuyên, ngữ khí trầm lạnh nói. Tuy nói bọn hẳn che giấu thân hình, nhưng kỳ thật, sau này tiêu biết. Đám kia thần bí tồn tại, đến từ thủy tố long tộc. Quân tiêu giao ánh mắt dừng lại, sau đó lập tức giật mình hắn đại khái hiểu là cái gì xáo lộng cũng hiểu rõ vì cái gì bắc minh hoàng tộc cùng hải long hoàng tộc không thích hợp âm thầm tranh phong đối lập các ngươi cho rằng là hải long hoàng tộc âm chồng liên hợp thủy tổ long tộc đối bắc minh vương ra tay quân tiêu giao điểm ra trong đó quan khiếu không sai bắc minh tuyên nói hải long hoàng tộc tuy nói là hải uyên lân tộc hoàng mạc nhưng kỳ thật bọn hắn một mực dùng long tộc tự cho mình là thứ hai bọn hắn dã tâm cũng rất lớn vẫn luôn không vừa lòng hải uy lân tộc do bắc minh hoàng tộc chủ đạo bắc minh vương xuất hiện sẽ nhất thống hải uy lân tộc đối hải long hoàng tộc tới nói nay không có thế tiếp nhận cho nên một lần kia còn không có tìm được côn bằng nguyên tổ truyền thừa bắc minh vương liền bị ám toán nói đến đây lúc ở đây một đám bắc minh hoàng tộc tộc nhân trên mặt đều là có cực hạn lãnh ý cùng hận ý ban đầu bắc minh vương xuất hiện đem lại lần nữa nhất thống hải uy lân tộc vì toàn bộ hải tộc mang đến cường thị kết quả lại lập đến như vậy nhằm vào. Quân tiêu giao nghe được, cũng là diện mạo nhàn nhạt, nhạt, Hắn cũng không phải bác minh hoàng tộc người, cho nên tự nhiên cũng không cảm giác được loại kia oán giận. Nhưng hắn lại lộ ra một vệt vẻ suy si tư nói. Có thể các ngươi vì cái gì cảm thấy, hải long hoàng tộc có thế mời được đến thủy tổ long tộc sinh linh. Quân tiêu giao, nhưng bác minh tuyên bọn người là sững sờ. Bọn hắn cũng không có xâm nhập quá sâu suy nghĩ. Chỉ biết là hải long hoàng tộc, nguyên bản liền thân ở tàu dân tâm tại hắn mặc dù tại hải uyên lân tộc lại vẫn muốn gia nhập thủy tổ long tộc quân tiêu giao lại lần nữa nói ta cảm thấy có mấy cái khả năng cứ nhất thủy tổ long tộc tiên kỵ hải uyên lân tộc phát chia không muốn để cho đã từng côn bằng nguyên tố thời kỳ cường thiện hải uyên lân tộc tái hiện bởi vì hải uyên lân tộc cung thủy tổ long tộc tích cấu quá giống không giống vân tộc chiến tộc chờ thập đại bá tộc dùng gia tộc huyết mạch vì kết nối chỉ có mặt nhà mình người coi như nội bộ có cạnh tranh đó cũng là tại chính mình phạm vi bên trong mà thủy tố long tộc cùng hải uyên lân tộc chính là cùng một cái bộ tộc tạo thành thế lực hải uyên lân tộc như triệt đề quật khởi trong phải là trở thành cái thứ hai thủy tổ long tộc đây là thủy tổ long tộc tuyệt đối không thế nào tiếp thu được bọn hắn không thể để cho hải uyên lân tộc nhất thống hải tộc quân công tử cái suy đoán này ngược lại cũng có chút đạo lý bác minh tuyên nói quân tiêu dao cười nhạt một tiếng nói ta cảm thấy đây chỉ là thứ nhất mà thôi mà lại hắn không phải là chủ yếu nhất. Y kia quân công tử cảm thấy, còn có nguyên nhân là Bác Minh tuyên chờ một đám trưởng lão cao tầng, tông mắt đều là rơi vào quân tiêu giao trên thân. Chẳng biết tại sao. Đối mặt quân tiêu giao. Bọn hắn đúng là có loại đối mặt loại kia, sống vạn cố lão quái vật ảo giác. Người trẻ tuổi này, tâm trí lòng dạ, quá mức kinh khủng. Quân tiêu giao khẽ cười một tiếng nói. Nguyên nhân chủ yếu, vậy dĩ nhiên là côn bằng nguyên tố truyền thừa, chương 3722 côn bằng nguyên tố truyền thừa Bắc Minh tuyên đám người nhìn nhau liếc mắt, đều là lộ ra một việc kinh ngạc. Có thể là, côn bằng nguyên tổ truyền thừa, mặc dù hiếm có chân quý. Nhưng thủy tổ long tộc truyền thừa, hắn là cũng sẽ không kém. Bắc Minh tuyên nói. Bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới lý do này. Nhưng cảm giác được dùng thủy tổ long tộc nội tình, hẳn là không đến mức. Quân tiêu giao khẽ lắc đầu nói. Cũng không phải. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua một loại nghịch thiên sinh linh. Long Côn. Long Côn. Bắc Minh tiến đám người lại lần nữa xương xảy ra ngoài ý muốn. Không sai, loại sinh linh này, cực kỳ nhịp thiên, có được côn băng cùng long tộc sở trường. Đều không, hết yếu, tương lai đã định trước trở thành trí cường tồn tại. Bất quá bởi vì quá mức hiếm thấy, cho nên trên cơ bản không thấy tam hơi. Quân tiêu giao chậm rãi nói. Trước không nói kiến thức của hắn có bao nhiêu lớn, chỉ là quân gia trong tàng thư các, liền di chép rất nhiều che giấu tự nhiên có quan hệ với này loại thần thoại sinh vật di chết. Tại côn bảng nguyên tố trong truyền thừa, hơn là sẽ không thiếu khuyết côn bảng tình huyết, hơn nữa còn là thần thoại đang cấp tình huyết, quân tiêu giao nói. Cho nên, quân công tử ý của ngươi là, thì tổ long tộc muốn có được côn băng nguyên tổ tình huyết, tạo ra long côn. Một bên, vẫn không có mở ra miệng bắc minh tuyết, bỗng nhiên mở miệng nói. Quân tiêu giao nghe đều là sững sờ. Cái mới nhìn qua này thanh lãnh nhược tuyết xanh nữ ý tưởng sâu xa làm sao lớn như vậy, hắn hơi hơi bật cười nói bắc minh tích cô nương chỉ dựa vào tính huyết khả tạo không ra sống sờ sờ sinh linh ý của ta là thì tổ long tộc như đạt được côn băng nguyên tổ máu huyết kỳ có thể mượn này dung hợp tu luyện coi như vô pháp cùng chân chính long côn so sánh nhưng cũng tuyệt đối so với đơn thuần long tộc huyết mạch muốn càng thêm cường đại đến lúc đó thì tố long tộc khả năng thật xảy ra vài vị mạnh đến nghịch thiên nhân vật đương nhiên này loại mạnh đến nghịch thiên là đối với tu sĩ khác sinh linh mà nói tại quân tiêu giao trước mặt không có ai dám nghịch thiên, không người xưng yêu nguyệt. bắc minh tuyết nghe vậy, khuôn mặt cũng là âm trầm đỏ lên, cảm giác đến ý nghĩ của mình thật có chút ý nghĩ hão huyền. đi qua quân tiêu giao dạng này một phiên chỉ điểm, bắc minh tiên đám người cũng là cuối cùng có thể xác định trong đó chân tướng. thì tổ long tộc sở dĩ giúp hải long hoàng tộc, thứ nhất là không muốn để cho hải nguyên lân tộc làm lớn, thứ hai là muốn có được côn băng nguyên tổ truyền thừa, mà hải long hoàng tộc thì vẫn muốn giao hào thủy tổ long tộc thậm chí gia nhập thủy tổ long tộc coi như tạm thời thêm không vào được cũng có thể phòng ngừa bắc minh vương cuột khởi nhưng bắc minh hoàng tộc một nhà độc đại có thể nói đây là đối với song phương thế lực đều có chỗ tốt sự tình cho nên bọn hắn vỗ đã hợp mới có bắc minh vương ngã xuống tại biết được tình huống về sao quân tiêu giao cũng là nói cái kia không biết bắc minh hoàng tộc đối quân mỗ, đến cuối cùng có gì chờ mong hắn có suy đoán nhưng vẫn là nghĩ bắc minh hoàng tộc nói ra Bắc Minh Tuyên cũng là không có che giấu, hết sức sảng khoái nói ra. Kỳ thật, chúng ta muốn đi tìm kiếm côn bằng nguyên tổ truyền thừa. Như lại cố kỳ, tìm tới côn bằng nguyên tố truyền thừa về sao? Bắc Minh Vương sự tình sẽ lại lần nữa trình diễn. Tại Bắc Minh Vương vẫn lạc hậu, ta hải nguyên lân tộc, mặc dù nhắc lên đối hải thần điện bất hủ chiến, cuối cùng đem hắn hủy diệt, diệt trừ một cái uy hiếp. Nhưng phía sau màn còn có thủy tổ long tộc, đó cũng không phải là chúng ta chỗ có thể giải quyết tồn tại, cho nên, Quân tiêu giao mìm cười lấy Bắc Minh tiên lời nói. Cho nên các ngươi Bắc Minh hoàng tộc mong muốn tìm đồng minh, mà lại là loại kia tương đối cường lực đồng minh, có thể trợ giúp các ngươi chung nhau chia sẻ đến từ thủy tổ long tộc áp lực, không biết quân mỗ nói có đúng không? Quân tiêu giao một phen. Cũng là nhường Bắc Minh tiên đám người yên lặng. Bắc Minh tức càng là nhị không được nói. Quân công tử, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện, không sai. Này đúng là bọn họ Bắc Minh hoàng tộc ý nghĩ, Tại biết được thân phận của Quân Tiêu giao về sao? Bác Minh Tuyên trong lòng liền đã tại dạng này suy nghĩ, Hải Long hoàng tộc nếu âm thầm cùng Thủy Tổ Long tộc câu kết làm bậy, vậy tại sao bọn hần Bác Minh hoàng tộc không thể tìm đồng minh đâu? Kỹ thật quân mỗ cho rằng, các ngươi Bác Minh hoàng tộc thuận tiện nhất lôi kéo, hắn là Thương Hải hoàng tộc, Quân Tiêu giao nói. Bác Minh Tuyên nghe vậy, âm trầm lắc đầu nói, Quân công tử có chỗ không biết, Thương Hải hoàng tộc sinh tính cẩn thận, luôn luôn trung lập từ trước tới giờ không lân vào ta bắc minh hoàng tộc cùng hải long hoàng tộc tranh đấu vay gất bọn hắn chỉ phải gìn giữ hắn trước ba địa vị liền thỏa mãn quân tiêu giao nghĩ đến hắn mặc dù tế ra thương hải hoàng lệnh thương hải hoàng tộc giàn người cũng là cẩn thận vô cùng không dám tùy ý ra tay giúp rỡ vừa nghĩ như thế giống như là thật phù hợp tính cách của bọn hắn nhưng quân tiêu giao không có trước tiên đáp ứng mặc dù hắn đối bắc minh hoàng tộc cảm nhận không sai nhưng loại sự tình này không chỉ cùng hắn có quan hệ còn liên quan đến thiên dụ tiên triều quân công tử ngươi không chỉ có là thiên dụ tiên triều tiêu giao vương tàng lương tựa khương họa long bực này trí cường giả dù cho thủy tổ long tộc cũng phải cố kỳ ba phần nếu người ta liên hợp tìm kiếm quân bằng nguyên tổ truyền thừa chính là không ngại thấy quân tiêu giao không có trước tiên trả lời bắc minh kiên lại lẫn nữa nói bắc minh tiên trưởng lão ngươi hẳn là biết được dây không phải cái gì việc nhỏ quân tiêu giao hơi hơi thở dài bắc minh tuyên lòng dạ biết rõ quân tiêu giao không có khả năng vô điều kiện trợ giúp bọn hắn này không thể bình thường hơn được dù sao đối thủ có thể là liên quan đến thủy tổ long tộc coi như quân tiêu giao giết thủy tổ long tộc sứ giá hân cũng không nhất định nguyện ý liên lụy đến đợt phong ba này bên trong tới ta bắc minh hoàng tộc dương nhiên sẽ không nhường quân công tử vô ích ra sức quân băng nguyên tố truyền thừa như tỉnh huyết các loại đều có thể cùng quân công tử chia đều còn lại đủ loại bảo bối quân công tử cũng có thể chiếm cứ bộ phận bắc minh tiên đám người xuất ra thành ý quân tiêu giao suy nghĩ một chút nói ta đôi cái kia côn bằng nguyên tố côn bảng tiên pháp cũng rất có vài phần hứng thú nay vừa nói ra ở đây còn lại vài vị bắc minh hoàng tộc trưởng lão vẻ mặt đều là hơi đối đây chính là côn bảng nguyên tố tuyệt học cũng là côn bằng nhất mạch hạch tâm thần thông cùng tiên pháp dính dáng dù cho chăng qua là tàn khuyết tiên pháp đều do cái gì đại thần thông phải cường đại nhiều lắm bắc minh tiên một lời đáp ứng nói như quân công tử cảm thấy hứng thú đến lúc đó tự nhiên có khả năng tu tập tuyên trưởng lão còn lại trưởng lão đều là sừng sốt bắc minh tuyên biết quân tiêu giao đối với côn bảng thần thông sớm đã đi đến trình độ đang phong tạo cực nói một cách khác hắn so bắc minh hoàng tộc sinh linh còn hiểu côn bằng pháp đã như vậy nếu để cho hắn phản cũng vẫn có thể giao hảo Nêu hạ một cái ấn tượng tốt càng có thể cả sâu cùng thiên dụ tiên triều quan hệ bắc minh tuyên trưởng lão quả nhiên sảng khoái đã như vợ ta đây quân tiêu dao cũng có qua có lại các ngươi mong muốn tìm truyền thừa hẳn là không thể thiếu vật này gì quân tiêu giao xuất ra một vật bắc minh tuyên đám người nhìn một cái hô hấp đều là một trầu côn bằng cốt bọn hắn con người bông nhiên co rụt lại đây chính là tìm kiếm côn bằng nguyên tổ truyền thừa chìa khóa quân tiêu giao tại sao có thể có quân tiêu giao cũng là cười nhạt một tiểu giải thích lai lị quá tốt rồi ta bắc minh hoàng tộc cũng còn có lưu một khối hải long hoàng tộc cùng thương hải hoàng tộc hắn là riêng phần mình còn có một khối quân tiêu giao nói vậy còn có cuối cùng một khối lúc trước bác minh vương chỉ loạn cái kia hải thần điện hẳn là thừa loạn cướp đi hai khối Bác minh tuyên nói nói cách khác hải thần điện còn có một khối quân tiêu giao chợt nhớ tới ở trên biển động phủ gặp được cái kia một đám hải thần điện tu sĩ vị kia tên là lâm nhì nữ tử còn có vị bà lão kia khi đó các nàng muốn cho quân tiêu giao giao ra lấy được hải thần chỉ tâm cho kia cái gì cái gọi là hải thần truyền nhân trong lẽ cuối cùng một khối côn bằng cốt ngay tại vị kia hải thần truyền trong tay người. Chương 3723, Hải thần điện đám kia tu sĩ, đối với vị kia cái gọi là hải thần truyền nhân, tựa hồ có khác lòng tin. Phảng phất hắn liền là hải thần điện cuột khởi hy vọng, thậm chí là chấn hương tình thần hải nhân tộc cứu thế chủ. Nói như vậy, cuối cùng một khối côn bằng cốt, thật có khả năng tại hắn trong tay. Mà lại theo khi đó, vị bà lão kia phản ứng có thể thấy được. Các nàng rõ ràng cũng là rõ ràng côn bằng cốt cùng côn bằng nguyên tổ truyền thừa có quan hệ, chắc hẳn hải thần truyền nhân đối cái kia truyền thừa cũng là có chỗ mất ngẽ, bất quá dạng này cũng là thuận tiện quân tiêu giao tin tưởng khẳng định rất nhanh liền có vị kia hải thần truyền nhân tin tức truyền đến mà vì sau quân tiêu giao cũng là tạm thời tại bắc minh hoàng tộc đến mức thọ yến bên trên sóng gió tự nhiên là tại hết sức trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ thái cố tỉnh thần hải lệnh vô số hải tộc thế lực chấn kinh liếu lưỡi càng có rất nhiều nhân tộc thế lực tu sĩ kinh than ứng không thôi bởi vì dĩ vãng dù cho nhân tộc cường thịnh nhất cũng chính là hải thần điện tõn tại thời kỳ nhân tộc cũng cho tới bây giờ đều không có hung hăng càn quấy đến dám ở hải long hoàng tộc đại bản danh đánh mặt của bọn hắn nhưng quân tiêu giao liền hết lần này tới lần khác làm được cho nên trong lúc vô hình tên quân tiêu giao ngược lại là tại tỉnh thân hải nhân tộc bên trong lưu truyền rộng rãi càng bị rất nhiều người tán thử sùng bái hải long hoàng tộc bên kia cũng là có thế nuốt giận vào bụng không có có phản ứng gì đến mức thủy tổ long tộc bên kia càng là tạm thời không có động tĩnh gì chủ yếu là cái kia long tộc sứ giả địa vị quá thấp đừng nói là hắn coi như là vị kia đứng ở sau lưng hắn đại nhân kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thủy tổ long tộc bên trong chói mắt nhất mấy vị kia tồn tại bất quá địa vị cũng xác thực không kém bởi vậy vị sứ giả kia mới dám lớn lối như vậy rất nhiều thế lực đều muốn biết tiếp xuống thủy tổ long tộc bên kia sẽ có động tác gì tại thay cố tỉnh thần hải bên ngoài mỗi một chỗ hiếm người dấu vết cố lão bí địa bên ngoài một đạo thân ảnh bỗng nhiên bu xuống ở chỗ này chấp tay kính cần nói đại nhân tiến đến hải long hoàng tộc tham gia thọ yến sứ giả chết rồi đi địa bên trong lạng yên không một tiếng động sau một lúc lâu mới có thanh âm nhàn nhạt truyền ra chuyện gì xảy ra hải long hoàng tộc hẳn là còn không có lá gan kia bấm đại nhân chuyện là như thế nào đạo thân ảnh này cũng là đem một chút tình huống nói ra đi địa bên trong lại lần nữa vang lên âm thanh kia. Chẳng qua là âm sắc mang tới một vệt lạnh ý, thì ra là thế, Thiên dụ tiên triều tiêu giao vương, cái kia hải nhược, lại sớm đã lòng có sở thuộc. Đại nhân, cái kia tiêu giao vương quả nhiên là không đem ngài cùng thủy tố long tộc không để cho mất. Còn có cái kia long nữ hải nhược, không vội, đối đãi ta ở chỗ này tu luyện hoàn tất, lại tự mình đi xem một chút. Mà lại, về sau ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn gì cùng Hải Long hoàng tộc thương nghị xử lý. Đúng, đại nhân, thuộc hạ cáo lui bí cảnh ngoại thân ảnh cũng là chắp tay rời di bí cảnh bên trong một đạo mông lung thân ảnh xếp bằng ở tiên quang sương mù lượn lờ chỗ mơ hồ có khả năng thấy hần sau lưng ngàn tỷ phù vân tại bốc lên tựa họ xây dựng thành một đầu uy áp minh mông ba đầu thiên long cái kia cỗ đế cảnh uy thế vô pháp che giấu long nữ hải nhược không có nữ nhân có thể phản bội bồn thiếu chủ vốn là muốn dùng tối vi lôi kéo thủ đoạn thu ngươi nhưng người tựa hồ cũng không lĩnh tình đã như vậy ngươi thiên lòng mệnh cách bốn thiếu chủ nhận đạo thân ảnh này nỉ non tự nói Ngước khí cũng là mang theo một loại băng lãnh đạm mạc long tộc luôn luôn đều có một loại tự ngạo tính cách chớ nói chỉ là hàn xuất thân thủy tố long tộc mặc dù không phải thủy tố long tộc bên trong cửa đại nhất cái kia mấy mạch nhưng cũng tuyệt không phải ai cũng có thể khiêu khích tồn tại mà lấy thân phận của hàn rõ ràng sẽ không thiếu nữ nhân hắn mục đích chủ yếu cũng đích thật là thiên long mệnh cách long nữ hải nhiều bất quá thuật tiện thôi nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Long nữ hải nhược, không chỉ dám chống lại ý chí của hãng hơn nữa còn có khác sở thuộc. Thiên dụ tiên triều tiêu giao vương, bốn thiếu chủ cũng là muốn gặp hỡ người đạo thân ánh này đang thì thầm. Thay cố tỉnh thần hải sóng gió, còn đang kéo dài. Mà người khởi xướng quân tiêu giao, thì y nguyên nhà nhã đợi tại Bắc Minh hoàng tộc. Thỉnh thoảng cùng Bắc Minh tiết chờ một đám Bắc Minh tộc nhân trao đối côn bằng thần thông. Mà phen này trao đối. Nhưng Bắc Minh hoàng tộc tất nhiều người đều kinh ngạc nếu không phải cảm giác không thấy quân tiêu giao trên người côn bằng huyết mạch khí tức, bọn hắn thật sự cho rằng quân tiêu giao là bọn hắn thất lạc tại bên ngoài thật lâu tộc nhân, bởi vì quân tiêu giao đối côn bằng thần thông lý giải quá mức tỉnh thâm, đến cuối cùng thậm chí kinh động đến bắc minh hoàng tộc vài vị lão tố xuất quan muốn cùng quân tiêu giao nghiên cứu thảo luận côn băng pháp, có thể nói cũng là bởi vì cái này quân tiêu giao cùng bắc minh hoàng tộc quan hệ cũng là càng ngày càng hòa hợp, mà như vậy thời gian cũng không có quá lâu rất nhanh một cái tin tức kinh người bắt đầu ở Thái Cố Tỉnh Thần Hải lưu truyền cái kia chính là có hải tộc thấy được một mảnh tiên vụ lượng lờ vùng biến trong đó có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ mọi loại phong cảnh đối với khu vực kia Thái Cổ Tĩnh Thần Hải toàn bộ sinh linh cũng không xa lạ gì đó là một chỗ tên là Thái hư biến cánh địa phương mọi người đều biết tại Thái Cố Tỉnh Thần Hải tồn tại một chút thận cảnh chính là là một loại tên là thận động vật biến vẫn lạc về sao hình thành bên cảnh huyễn trận trước đó thương hải hoàng tộc cái vị kia thương lộ nhi liền lang ngoài ý muốn lâm vào một chỗ thận cảnh bên trong sau này dưới sự chỉ mưng của dược vũ thoát ly mà cái kia thái hư biến cánh xác không phải bình thường thận cánh có thế so sánh Nhe đồn chính là một đầu thời cố thận thú ngã xuống sau hình thành kỳ lạ trường vực như vậy thận cảnh đừng nói đề cảnh chính là người mạnh hơn tiến vào đều có thể sẽ bị giam ở trong đó mà lại càng quan trọng hơn là thái hư biển cảnh không phải cố định tại nơi nào đó điểm hắn xuất hiện địa điểm thời gian đều là không cố định. Đây mới là làm người kiêm kỳ nhất, bởi vì không biết lúc nào liên có khả năng lâm vào trong đó. Cho nên đối với này Thái Hư Biến Cảnh, Thái cổ Tỉnh Thần Hải Sinh Linh đều là kính sợ tránh xa. Kẽ nhưng lần này lại khác, bởi vì có Hải Tộc Sinh Linh tại Thái Hư Biến Ngoại Cảnh thấy được, tựa hồ có một tòa mông lung hồn đảo phu hiện ở Thái Hư bên trong Biến Cảnh. Sau đó đến lại có tin tức chuyển ra, Hòn đảo kia tựa hồ liền là đã từng nhân tộc thế lực hải thần đào hải thần điện chỗ tin tức này vừa ra lập tức liền dân nõ toàn bộ thái cố tinh thần hải hải thần điện mặc dù đã hủy diệt thế nhưng hắn có một chút bảo bối hải uyên lân tộc chỉ lấy được một bộ phận còn có một bộ phận khác tìm như trần quý nhất tiên khí hải hoàng thần kích liền không có hạ lạc rất nhiều sinh linh chi đoán có thế hay không ngay tại này hải thần đảo bên trong khi tin tức kia truyền ra lúc tự nhiên cũng là đưa tới bát phương dối y oạ hải uyên lân tộc tam đại hoàng mạch lập tức liền được tin tức Bắc Minh Hoàng tộc bên này một tòa nghỉ sự đại điện bên trong Thái Hương biến cảnh hai thần đào. quân tiêu giao ngồi tại trong điện thượng tọa đang suy tư. Đây là Bắc Minh Hoàng tộc một tòa trọng yếu nghị sự điện bình thường không có khả năng nhiều người ngoài tiến vào nhưng quân tiêu giao thân phận đặc thù tự nhiên cũng tham dự nghị sự quân công tử việc này ngươi thấy thế nào Bắc Minh tuyên trờ trưởng lão ánh mắt nhìn về phía quân tiêu giao bọn hắn không biết được quân tiêu giao số tuổi thật sự nhưng thấy thế nào rõ ràng đều là từ bối. Mặc dù như thế, nhưng dùng quân tiêu giao chỗ cho thấy định tính cùng lòng đạ. Bọn hắn đã vô pháp coi quân tiêu giao là hậu bối đối đãi. Đối nghĩ của hắn cũng là cực kỳ coi trọng. Quân tiêu giao cân nhắc chốc lát nói. Dùng thái hư biến cảnh đặc thù hoàn cảnh, hải thần điện nắm cuối cùng nội tình đặt ở chỗ đó. Cũng là cái an toàn lựa chọn. Ta cảm thấy, vị kia hải thần truyền nhân, còn có hải thần điện tinh khí, hắn là liền ở trong đó. Bắc Minh tiên mấy người cũng là gật đầu, bọn hãn cũng là như thế nghĩ mặt khác dĩ nhiên còn có cái kia cuối cùng một khối côn bảng cốt quân tiêu gia nói so với mặt khác hải thần điện nội tình này côn bằng cốt mới là trọng điểm bởi vì liên quan đến côn băng nguyên tố truyền thừa hoàn toàn chính xác tan nghĩ không chỉ chúng ta biết hải long hoàng tộc cùng thương hải hoàng tộc dầu dàng cũng rõ ràng cho nên lần này bọn hãn tất nhiên cũng sẽ tiến đến bắc minh tuyền nói cái kia chuyến này tiến đến đoán chừng hơi nóng náo loạn Quân Tiêu giao món tay nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi lan can, mang theo một vẻ hưởng hờ. Hải Long hoàng tộc, bất quá là cung cấp hẳn tìm niềm vui tung tép nhãi nhét thôi. Trương bang bốn, tại thay hư biến cảnh cùng hải thần đảo tin tức truyền ra sao? Quả nhiên, Trương Hải hoàng tộc, Hải Long hoàng tộc đều đều có phản ứng. Thư Hải hoàng tộc, đông dạng chiếm cứ lấy biển lục địa bên trong mảng lớn rộng lớn lãnh thổ. Hơn trụ sở, ở vào một chỗ tên là giao nhân Vịnh biến địa phương chính là một phương nguyệt nha hình dạng hòn đảo phía trên cung khuyết liên miên điểm xiết lấy đủ loại châu quang xò hến lộ ra xa xỉ lộng lẫy vô cùng trương hải hoàng tộc chính là giao nhân bên trong quý tộc cho tới nay mặc dù không cùng bắc minh hoàng tộc cùng hải long hoàng tộc tranh phong nhưng hắn nội tình cũng là không thể khinh thường gần với này hai nạch hoàng tộc mà thôi tại thương hải hoàng tộc bên trong một phương khách trong điện dược phũ tạm thời đặt chân ở chỗ này hắn sinh tính cẩn thận ở chung quanh bố trí ngăn cách trận pháp sau lại lần nữa xuất ra thanh đồng la bản quả nhiên không sai diệp vũ ỉm mắt sáng lên trước đó châu vị kia địa môn tố tiên di hải bên trong hắn biết được địa môn bí tầng hạ lạc tại thay cố tinh thần hải phạm vi bên trong tại đi vào thái cổ tình thân hải về sau diệp vũ đã từng mượn nhờ thanh đồng la bản nhiều phiên dò xét nhưng thanh đồng la bản không có phản ứng chút nào hắn cũng không có thu hoạch mà bây giờ thanh đồng la bản cuối cùng có phản ứng Giò xét khóa chặt đến một khu vực nào đó địa điểm thật vừa đúng lúc chính là cái kia thái hư biến cảnh xuất hiện chỗ thì ra là thế diệp Phú hiểu rõ dùng lơ lửng không cố định khó kiếm hành tung thái hư biến cảnh tới che giấu địa môn bí tàng hoàn toàn chính xác cũng là không có gì thích hợp bằng mà lại cái kia thái hư biến cảnh bên trong huyễn cảnh đối với bình thường cường giả tu sĩ mà nói khẳng định là tuyệt địa cấm khu nhưng đối với nguyên sư mà nói chỗ kia không những không phải cấm khu ngược lại có thể cho bọn hắn đại triển tay chân bố trí xuống đủ loại huyền cảnh mê trận cái kia không thể nghi ngờ cũng là có thể làm cho địa môn bí từng càng thêm an toàn. Trong đầu, tạo hóa thiên môn khí linh thanh âm cũng vang lên. Diệp vũ như cái kia địa môn bí tảng, thật tại thái hư biến cảnh bên trong, vậy ngươi có được thanh đồng la bàn, sẽ chiếm hết tinh cơ. Dầu gì, còn có ta, đến lúc đó chúng ta tại cái kia trong đó, đen như cá vập nước. Diệp phũ, có được vị kia địa môn tố tiên bản bệnh nguyên khí, thanh đồng la bàn. Trong khoảng thời gian này, lại tu luyện một chút dòng dõi địa sư hạch tông nguyên thuật lại thêm bàn tay vàng tạo hóa thiên muôn khí linh diệp phú chân không biết mình tại sao thua mặc dù hải nguyên lân tộc tam đại hoàng mạch cùng một chỗ tiến đến hắn cũng có lòng tin đem bọn hân đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay bất quá cái kia quân tiêu giao. diệp Phú thậm chí liền tam đại hoàng mạch còn không sợ hần di chỉ có kiên kỵ quân tiêu giao. chẳng biết tại sao quân tiêu giao tổng cho hẳn một loại đặc thù cảm giác Diệp Vũ là người trên Việt, đối với này chút bản địa thố dân. Hắn kho tránh khỏi sẽ sinh ra một tiềm mơ hồ cảm giác tu Việt, giống như là nhìn sen trên sân khấu con hát. Nhưng duy chỉ có đối mặt quân tiêu giao lúc, Diệp Vũ cảm giác mình mới là đứng trên đài con hát. Mà quân tiêu giao, kỳ là khoan thai ngồi tại dưới đài sen cho vui người xem. Hoặc là nói, hẳn là đạo diễn hết thảy người giật dây. Loại cảm giác này nhường Diệp Vũ trong lòng cực kỳ không thoải mái. Yên tâm, lần này ngươi chiếm cứ tiên cơ, mặc kệ như thế nào đều có ưu thế tạo hóa thiên môn khí linh khẳng định nói nó hiện tại ngoại trừ đối diệp vũ rót xúc gà cho tâm hôn cũng không có những biện pháp khác dù sao hiện tại diệp vũ tại quân tiêu giao trước mặt hoàn toàn chính xác một cọng lông cũng không tính diệp vũ lắc đầu không có nghĩ nhiều nữa quân tiêu giao mặc dù là cái đại uy hiếp nhưng là ấn hình uy yếp ít nhất trước mắt hắn cùng quân tiêu giao còn không có vạch mặt cũng không có sinh ra loại kia triệt để đối địch xung đột. Bất quá, Thương Hải Hoàng tộc cũng là một cái có khả năng lợi dụng địa. Diệp Phú cũng hiểu được sự thể đạo lý, hắn suy nghĩ một chút, cũng là chuẩn bị đi tình thương Lộ Nhi. Nguyên bản, hắn cùng Thương Lộ Nhi quan hệ cũng là có chút hòa hợp, nhưng ở hắn cố ý giấu giếm thân phận của quân tiêu giao không nói sao. Thương Lộ Nhi rõ ràng đối với hắn cũng có chút khúc mắc cùng cách ngăn. Diệp Phú đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được thương lộ nhi bất quá nhưng diệp vũ ngoài ý muốn chính là tại thương lộ nhi bên người còn có một vị nữ tử dung mạo cùng thương lộ nhi giống nhau đến mấy phần dáng người muốn càng cao hơn ngũ quan người điểm đẹp đề cơ da trắng mần trong suốt cái trần điểm suýt lấy màu sắc rực rỡ lân phiến một bộ lộ mỏng váy dài nhìn qua như không rảnh mỹ ngọc đều khác thành lộ ra 10 điểm xúc động lòng người diệp vũ tiến lên hơi hơi chấp tay trên mặt lộ ra một vệt ý cười nói lộ nhi cô nương diệp vũ đại ca tương lộ nhi thấy diệp vũ khê vật đầu mặc dù vẫn như cũ là cùng trước đó một dạng xương hô nhưng ngữ điệu bên trong rõ ràng thiếu chút hứa thân cận bất quá bởi vì diệp vũ dù sao đã cứu nàng mà lại bản thân còn là một vị rất có thủ đoạn nguy sư cho nên thương lộ nhi cũng không có biểu lộ ra cái gì vạt bỏ chỉ ý nhưng độ thiện cầm rõ ràng hạ thấp không ít lộ nhi cô nương vị này là diệp vũ nhìn vẽ phía thương lộ nhi bên người cao gầy nữ tử hát nàng là tỷ tỷ của ta thương vũ san thương lộ nhi nói tên là thương vũ san nữ tử tầng mắt cũng là rơi vào trên người diệp vũ nguyên lai chính là diệp công tử đã cứu ta muội muội cũng là đa tạ thương vũ san nói chỗ nào bất quá tiện tay mà thôi vũ san cô nương khách khí diệp vũ cũng là hồi trở lại dùng cười một tiếng nói đúng rồi ta nghe lộ nhi nói diệp công tử chính là một vị thủ đoạn cao thâm nguyên sư thương vũ san không biết nghĩ đến cái gì nhìn về phía diệp vũ ánh mắt lóc lên một vầy quang thủ đoạn cao thâm không tính là hơi có đọc lướt qua đi diệp vũ nói thương vũ san khê lật đầu nói vậy thì tốt chắc han diệp công tử cũng hiểu biết liên quan tới thái hư biến cảnh xuất thế sự tình trong đó có hải thần đảo tung tích bất luận như thế nào ta thương hải hoàng tộc tất nhiên sẽ tiến đến như này thái hư biến cảnh không phải là bình thường địa phương che kín đủ loại mây chướng huyễn trận không biết dùng diệp công tử nguyên sư thủ đoạn có hay không có thể có chỗ trợ giúp dĩ nhiên ta thương hải hoàng tộc cũng sẽ dành cho thù lao diệp vũ nghe vậy đáy mắt có một vệt vui mừng lay chính hợp hàn ý nếu vũ san cô nương cùng với thương hải hoàng tộc như vậy thành tâm mời cái kia diệp mũ cự tuyệt cũng là lộ ra không thức thời diệp vũ gật đầu đáp ứng cái kia vậy làm phiền diệp công tử ta thương hải hoàng tộc nhất định có hậu báo thương vũ san nói ồ cái kia diệp mũ cứ làm một phiên chấn bị trước cáo từ diệp vũ mục đích đã đi đến hắn cũng là rời di trong lòng lại có tính toán hắn tự nhiên không có khả năng giúp thương hải hoàng tộc làm cái gì hắn bất quá là nhiều vào đó lẫn vào trong đó tìm kiếm bí tầng nếu có thế mượn đến thương hải hoàng tộc thế vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn hai tỷ muội nhìn xem diệp vũ bóng lưng rời đi thương lộ nhi do dự nói ngũ san tỷ mặc dù diệp vũ đại ca là cứu được lộ nhi tính mệnh nhưng hắn có vẻ như cùng thiên dụ tiên triều cái vị kia tiêu giao vương có chỗ hút mắc trước đó hẳn cũng là không có cùng chúng ta để lộ ra vị kia thân phận của tiêu giao vương thương vũ gia liền nói thương vũ Sa trước đó một mực tại tu luyện gần đây mới xuất quan liền nghe nói rất nhiều liên quan tới quân tiêu giao sự tích vị kia tiêu giao vương thật sự có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ đó dĩ nhiên vũ san tỷ ngươi là không biết vị kia tiêu giao vương là tuổi trẻ lại xuất khí mà lại hết sức bá đạo thực lực càng là thương lộ nhi nhị không được nói đại nhất thông thương vũ san khẽ lắc đầu nói ngươi cô nàng này hắn là vừa thấy đã yêu coi trọng người ta, bất quá. Vị kia tiêu giao vương nếu lui về thương hải hoàng lệnh, đây là đối ta thương hải hoàng tộc biểu đạt không vừa lòng, cũng là đánh ta thương hải hoàng tộc mặt. Thương vũ san nghĩ, Do so thương lộ nhi muốn hơn rất nhiều. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn cùng vị kia tiêu giao vương hỏa hoãn quan hệ sao? Thương lộ nhi hỏi. Thương vũ san trong mắt lấp lánh suy tư. Ta ngược lại thật ra nghĩ trước trông thấy vị kia tiêu giao vương. Nhi một chút tình huống có hay không có khả năng cứu vẫn dĩ nhiên như vị kia tiêu giao vương y nguyên khinh thường ta đây thương hải hoàng tộc tự nhiên cũng sẽ không cầm nhiệt tình mà bị hờ hững thương vũ san nói đến đây trắng nõn đẹp đẽ trên dung nhan toát ra một vệt mơ hồ kiêu căng bọn hắn thương hải hoàng tộc chính là giao nhân bên trong quý tộc sẽ không ứng nghiêm mặt đi nịnh nọt bất kỳ người nào khác hoặc là thế lực chương ba nghìn bảy thái hư biến cảnh sự tình truyền ra thái cổ tình thần hài thế lực khắp nơi đều biết lại có sóng gió đến bất quá này thái hư biển cảnh cũng không phải bình thường người dám vào đi. Như không có môn lộ cùng thủ đoạn, liên đại đề đều sẽ bị giam ở trong đó. Cho nên chủ lực cũng chỉ có hại Ươi lân tộc tam đại hoàng mạch. Cũng không lâu lắm. Bắc Minh hoàng tộc bên này, quân tiêu giao đám người chính là xuất phát. Quân tiêu giao cố ý mang theo tăng du. Dù. dù sao thái hư biển cảnh loại địa phương kia, có đủ loại mê chướng huyền trận. Tăng du thân là thiên sư nhất mạch truyền nhân, đối với loại hoàn cảnh này cũng hắn là am hiểu. Trương Hải Hoàng tộc cùng Hải Long Hoàng tộc cũng là tại không sai biệt lắm thời gian xuất phát thái hư biển cảnh cũng không ở bên trong biến mà là tại một phương xem như vắng vẻ vùng biến dùng quân tiêu giao đám người tốc độ tại thông qua một chút truyền tổng trận cung tế đàn sao không có qua thời gian quá dài bọn hắn cũng là cuối cùng tới gần một phương này vùng biến thấy được cái kia thái hư biến cảnh quân tiêu giao tầm mắt trông về phía xa mà di bất ngờ thấy nơi xa biến trời giao tiếp thời khác sương mù lượn lờ tiên quang mông lung trong đó phảng phất có huyền không cung khuyết có đỉnh đài lầu các, có sân hà bao la hùng vĩ, phong quang dĩ lệ. Nhìn một cái, đơn giản giống như là một phương hạo đại thế giới, lại như cùng trên biến tiên cảnh. Đó chính là thái hư biến cảnh. Tại Bắc Minh hoàng tộc lâu truyền bong truyền, quân tiêu giao tầm mắt đánh giá cái kia thái hư biến cảnh. Hắn có thể cảm giác được, cái kia thái hư biến cảnh nội, có được đặc thù trường vực. Một bên, Bắc Minh tiên cùng Bắc Minh tuyết mấy người cũng tại. Bắc Minh Tiên nói, lần này tiến vào thái hư biến cảnh, cũng là muốn làm phiền một thoáng quân công tử quân tiêu giao khương mỉ bắc minh tiền nói quân công tử có chỗ không biết nay thái hư biển cảnh bởi vì có được đặc thù trường vực cho nên tu vi càng mạnh càng là sẽ lâm vào loại kia trong ảo cảnh nhận áp chế cùng nhắm vào cho nên đế cảnh cường già tiến vào là thích hợp nhất nhiều nhất nhường cự đầu cấp tiến vào nếu là lại mạnh nhận áp chế cũng sẽ càng lớn khó mà phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực quân tiêu giao khẽ lật đầu lời như vậy tam đại hoàng mạch một chút đỉnh cấp cường giả liền khó có thể tiến vào bên trong như lão long vương chờ tồn tại cũng không có khả năng tiến vào thái hư biển cảnh như thế khiến cho hắn thuật tiện rất nhiều bình thường đại đế tự nhiên không cần nói dù là cự đầu cấp quân tiêu giao cũng không sợ bắc minh Tiên cũng là biết được quân tiêu giao năng lực lần này tại thái hư biến cảnh bên trong quân tiêu giao đem phát huy tác dụng rất lớn mà liền tại bọn hắn trao đổi trao đổi thời khác treo hướng khác lại có mặt khác hạo đãng đội tàu lái tới ghi danh bất phàm chính là thương hải hoàng tộc cùng hải long hoàng tộc hải long hoàng tộc bên kia một nhóm sinh linh cũng là trước tiên nhìn về phía bắc minh hoàng tộc bên này khi nhìn đến quân tiêu giao sao từng cái trên mặt đều là toát ra đến cực điểm băng lãnh sát ý hắn chính là vị kia thiên dụ tiên triều tiêu giao vương tại hải long hoàng tộc bên trong có một đạo thân ảnh nhìn về phía quân tiêu giao sắc mặt băng lãnh hắn thân mang xanh thăm long giáp tóc dài tung cai chan sừng rồng chiếu sáng rạng rỡ có phù văn lưu chuyến lạc ấn hắn tên là long nguyên câu chính là hải long hoàng tộc bên trong trẻ tuổi nhất trưởng lão ba vạn năm chứng đạo thành đế coi như không phải thiếu niên đế cấp nhưng tốc độ này cũng không tính chậm mà lại nhiều thời gian như vậy đi qua thực lực của hắn sẽ chỉ càng mạnh hải long hoàng tộc thọ yến lúc hắn cũng không có mặt giờ phút này hắn nhìn về phía quân tiêu giao tâm mất mắt sắc băng lãnh nguyên câu trưởng lão ngươi có thế không nên coi thường cái này người hắn mặc dù hung hãng cần quấy nhưng hoàn toàn chính xác cũng có hung hăng cần quấy tình vốn liên long ấp trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn bị hắn rút đi sừng rồng có hải long hoàng tộc trưởng lão nhắc nhở long nguyên câu ánh mát lạnh lùng như cũ ta trước đó tu vi lại có tiến bộ cũng là muốn tìm một cái đối thủ hú hồ thái hư biến cảnh có được đặc thù trường vực nơi giới tu vi đều sẽ áp chế ở một cái đối lập công bằng tình huống dưới ta cũng không tin tại dưới tình huống đó cái kia tiêu giao vương trăng lẽ còn có thể lật trời Long Nguyên Câu trong lòng sớm có dự định, tại Thái Hư biển cảnh bên trong, hắn muốn vì Hải Long hoàng tộc đòi lại mặt mũi, mà lại ở đây đợi đặc thủ tuyệt địa bên trong. Coi như quân tiêu giao cuối cùng đi không ra. Cũng có lý do từ chối, nói là Thái Hư biển cảnh nguyên nhân, nhưng Thiên Dụ tiên triều bất không được nhược điểm gì. Đối với Hải Long hoàng tộc lãnh ý cùng sát ý, quân tiêu giao hoàn toàn không nhìn. Hắn cũng sớm thành thói quen này loại ánh mắt. Đã từng, cũng không biết có nhiều ít địch thủ thế lực đối với hắn lộ ra qua bực này ánh mắt nhưng cuối cùng quân tiêu giao y nguyên đứng sừng sững những cái kia địch thủ lại sớm đã biến mất hóa thành cho bụi so sánh dưới quân tiêu giao cũng là chú ý tới thương hải hoàng tộc bên kia diệp vũ cũng tới bình thường tới nói như diệp vũ bực này khí vận chi tử thiên bệnh chi nhân nếu là không có gì tốt chỗ hắn là tuyệt đối sẽ không tới quân tiêu giao trước đó liền suy đoán diệp vũ tới thái cố tình thân hải có lẽ cùng trong truyền thuyết 13 bí tàng một trong, địa môn bí tàng có quan hệ. Hiện tại xem ra, hẳn là Dược Phủ đã nhận ra Thái Hư biến cảnh bên trong có cái gì. Vân là nói, địa môn bí tàng ngay tại Thái Hư biến cảnh bên trong. Quân tiêu giao tâm tư bách chiến, trở về sau tiến vào Thái Hư biển cảnh, cũng là muốn chú ý một chút Diệp Phũ động tĩnh. Mà lúc này, Thương Hải Hoàng tộc bên kia, lại là có một đạo lệ người thân ánh lãng không, đi vào quân tiêu giao bên này. Bắc Minh tên chờ Bắc Minh Hoàng tộc người nhìn thoáng qua, không nói thêm gì trong lòng lại tại thầm nghĩ hẳn là thương hải hoàng tộc hối hận khi đó tại thọ yến bên trên không có bảo hộ quân tiêu giao bây giờ nghĩ lại vân hồi cùng quân tiêu giao quan hệ mà tại quân tiêu giao bên người bắc minh tuyết cặp kia lành lạnh đôi mắt đẹp nhìn lại lại hơi hơi nhíu mày người đến tự nhiên là thương lộ nhi tỷ tỷ thương vũ san nang dáng người cao gầy ngũ quan đẹp đề cơ da trắng ngần cái chán điểm xiết lấy màu sắc rực rỡ lân phiến một bộ lụa mỏng váy dài bao bọc xúc động lòng người thân thể mềm mại nhìn qua như không rảnh nghĩ ngọc điêu khắc thành vũ san gặp qua tiêu giao vương thương vũ san khẽ vuốt cằm quân tiêu giao gật đầu nói có việc thương vũ san lúc này mới ngước mắt nghiêm túc dò xét quân tiêu giao dòng đôi mắt đẹp cũng là không tự chủ được lóc lên một vệt dị xác nàng trước đó còn cảm thấy nghe đơn có chút mơ hồ có thấy hiện tại nhìn thấy chân nhân vị này thiên dụ tiên triều tiêu giao vương nhìn qua hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm thương vũ sang suy nghĩ một chút nói ta thương hải hoàng tộc cùng thiên dụ tiên triều trước đó một mực giao háo quan hệ không tệ tảng là bị cùng thiên dụ tiên triều thương hải hoàng lệnh tỏ vẻ hữu nghị bất quá tiêu giao vương lại là nảm thương hải hoàng lệnh lui trở về đây có phải hay không có chút thương vũ sang muốn nói lại thôi đẹp đẽ biếu lộ ôn nhiêu nhìn qua đảo phảo phất giống là có chút bị ủy khuất có thể nói đối lại bất kỳ một cái nào nam tử thấy thương vũ san biểu lộ như vậy đều sẽ nhịn không được sinh ra một vật thương tiếc. Một bên, Bắc Minh Tuyết xem đến nơi này, chân mày to càng là hơi nhíu. Thương Vũ San chính là Thương Hải Hoàng tộc hoàng nữ, mà Bắc Minh Tuyết thì là Bắc Minh Hoàng tộc thiên chỉ kiêu nữ. Hai người bọn họ thường xuyên bị lấy ra tương đối. Giờ phút này, thấy Thương Vũ San đối quân tiêu giao lộ ra loại vẻ mặt này, Bắc Minh Tuyết không hiểu cảm giác rất khó chịu. Có thay nói, bình thường nam tử, như đối mặt thời khắc này Thương Vũ San, sợ là thật là có chút cảm giữ không được nhưng cũng tiếc. Quân tiêu dao là cái gì tầm mắt? Hắn thấy qua nĩ nước, sau người khác nếm qua cơm đều nhiều. Mong muốn cấp lại hắn tuyệt đại giai nhân, có thể từ nơi này một đường xếp tới cửu thiên tiên vực quân gia cửa chính. Quân tiêu dao ngữ khí thản nhiên nói. Vũ san cô nương cũng là không cần nói như vậy. Vật vô dụng, tự nhiên nên vật quy nguyên chủ. Trong 3726, quân tiêu giao lời này, có thể nói là nói hết sức trực bạch. Nếu cầm thương hải hoàng lệnh vô dụng, vậy tại sao muốn bắt lắng? ngươi nói thương hải hoàng tộc cùng thiên dụ tiên triều giao hảo nhưng ở thọ yến bên trên lúc thương hải hoàng tộc lại là cái giảm đều không dám thảo một cái đây coi như là đồng minh nên có thái độ sao quân tiêu giao đào cũng không phải là đạo đức óc không phải nhất định phải trương hải hoàng tộc giúp hắn không thế nhưng thương hải hoàng tộc lại không nghĩ dính vào đắc tội hải long hoàng tộc cùng thủy tổ long tộc lại không muốn chặt đức cùng thiên dụ tiên triều quan hệ cái gì đều muốn có phải hay không lòng quá cham điểm quân tiêu giao cũng không phải cái gì thánh nhân đã ngươi không xuất ra thành tâm ta tự nhiên cũng người chim ngươi nghe được quân tiêu giao này lại ngay thẳng bất quá ngữ cho dù là thương vũ gian cũng là cảm giác có chút khó xử ngày mặt khó coi lúc này một bên bắc minh tuyết bỗng nhiên đứng ra nói thương vũ gian các ngươi thương hải hoàng tộc nếu không có có lòng thành đây cũng là không cần cùng quân công tử nói thêm cái gì thế nào bắc minh tuyết cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì rõ thương vũ san sắc mặt càng thêm khó coi thấy thương vũ san cùng bắc minh tuyết hai nữ bởi vì quân tiêu giao mà tranh hấp chung quanh hết thảy thế lực gặp đều là kinh ngạc thay cô tỉnh thần hài hai vị nổi danh nhất kiêu nữ là tại tranh đoạt quân tiêu giao sao quân tiêu giao ở một bên nhàn nhạt, 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 nhìn xem không có cái gì biểu thị thương vũ san cũng là cảm giác có chút khó xử nàng cũng xem như một cái nội tâm kiêu ca người quân tiêu giao đều bày ra như vậy thái độ nàng tự nhiên cũng sẽ không trơ mặt ra cầm nhiệt tình mà bị hơ hững. Tam đại hoàng tộc đều là đều tới, tới vần thái hư hải cảnh rìa, mà ngoại trừ tam đại hoàng mạch bên ngoài. Còn có còn lại chư như huyết ma gia tộc chờ hải uyên lên tộc chỉ mạch, cũng là đến. Mặt khác, còn có một số thượng vàng hạ cám thế lực, đối với cái này, hải uyên lân tộc cũng không để ý. Đám này tạp nguy, coi như là tiến nhập thái hư hải cảnh, cũng không tạo được máy may uy, tiếp. Bất quá chịu chết thôi, quân tiêu giao tầm mắt quét qua. Cũng là chú ý tới, tại rất nhiều trong thế lực hắn phát hiện trước đó đám kia hải thần điện tu sĩ tung tích bao quát vị kia tên là lâm nhì nữ tử còn có vị bà lão kia đều là giấu ở một phương hải tộc trong thế lực nhưng không có gì bất ngờ xảy ra vị kia hải thần truyền nhân hắn là ngay tại hải thần đảo bên trong hải thần điện tu sĩ tới đây cũng đúng là như thường quân tiêu giao không có để ý như hải thần truyền nhân không trận hắn đạo còn tốt như cần hắn đạo hắn cũng sẽ không quản cái gì nhân tộc cùng hải tộc lập trường là hắn lâm nhỉ cũng là thấy được ở vào bắc minh hoàng tộc lâu truyền bên trên quân tiêu giao lai lịch của hắn lại là đông thường mang thiên dụ tiên triều tiêu giao vương không nghĩ đáng tiếc nhưng lúc kia có thế cùng hắn tạo mối quan hệ có thiên dụ tiên triều hiệp trợ lo gì ta hải thần điện không thể lại lần nữa cuột khởi lão ấu cũng là lắc đầu thở dài mang theo đáng tiếc chỉ ý lâm nhí ngược lại là lộ ra một vệt xem thường nói vị kia tiêu giao vương rõ ràng có thực lực như vậy cùng thân phận nhưng không có thân vì nhân tộc cái nhìn đại cục cho hải thần truyền nhân xuất thế hắn là có thể dẫn đầu chúng ta hải thần điện chấn hương toàn bộ thái cổ tỉnh thần hải nhân tộc nghĩ đến vị kia hải thần truyền nhân lâm nhì trong mắt cũng là không khỏi toát ra một vệt vẻ sùng kính dù sao nàng mua rồng thầm đất nghe rất nhiều liên quan tới vị kia hải thần truyền nhân sự tích mà một bên lão ẩu nghe vậy lại là im lặng không nói gì lâm nhì tựa hồ đối với hải thần truyền nhân có quá cuồng nhiệt huyễn tưởng cho dù là tại hải thần điện đỉnh phong nhất thời điểm vị kia hải thần truyền nhân cũng tuyệt đối không dáng tại hải long hoàng tộc trên địa bàn công nhân đánh hải long hoàng tộc mặt mà quân tiêu giao lại là tùy tiện làm được mà lại toàn thân trở ra riêng một điểm này đến xem quân tiêu dao cũng không phải là cái gọi là hải thần truyền nhân có thể so chớ nói chỉ là quân tiêu dao còn dám chọc thủy tố long tộc đối lại hải thần địa đừng nói hải thần truyền nhân coi như là hải thần điện chỉ chủ cũng không dám chưa chọc thủy tố long tộc a như lão ấu cũng không nói thêm gì nên để lâm nhỉ đầm chìm trong trong tưởng tượng cũng tốt tị kia hải thần chuyên nhân cho dù so ra kém quân tiêu giao. nhưng cũng vẫn là hải thần điện hy vọng cuối cùng tam đại hoàng mạch cũng là tiến nhập thái hư hải cảnh bất quá cũng không có toàn bộ tiến vào phai ra một chút tình anh thậm chí tại đế cường giả dùng một vị đế bên trong cự đầu làm dẫn đầu đến mức thực lực cảnh giới mạnh hơn coi như tiến vào thái hư hải cảnh cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế vẫn lạc nguy hiểm muốn lớn hơn cho nên tam đại hoàng mạch cường giả đều tại thái hư hải ngoại cảnh ở lại giữa quân tiêu giao đám người hồ tông bắc minh hoàng tộc lâu truyền tiến vào thái hư hải cảnh vừa tiến vào trong quân tiêu giao cũng cảm giác được trước mắt phảng phất xuất hiện đủ loại vân tạp huyễn cảnh rất nhiều người sự tình ngặt như là đèn kéo quân ở trước mắt lấp lóe không yên mà tu vi càng mạnh người bị huyền cảnh ảnh hưởng sẽ càng mạnh quân tiêu giao thần tâm nhất định trong đầu tam thế nguyên thần phổ chiếu nở rộ ánh sáng vô lượng hoa rất nhanh trước mắt của hắn liền khôi phục rõ ràng. Quân tiêu dao khóe mắt liếc qua quay qua. Hắn là cái thứ nhất tỉnh táo lại. Cái thứ hai tỉnh táo là Tăng Du. Quân tiêu dao cũng không ngoài ý muốn. Tăng Du bản thân lai lịch liền rất đặc thù, cùng thân bí thiên sư nhất mạch có quan hệ. Tăng thêm một chút thiên sư truyền thừa, nay huyền cảnh tự nhiên cũng không thẳng được nàng. Về sao? Những người khác lần lượt thức tỉnh. Bắc Minh tuyên thấy quân tiêu dao đã sớm tỉnh táo, cũng là đáy lòng âm thầm thở dài quân tiêu giao quả nhiên rất đặc thù nói không chừng lần này vẫn phải dựa vào hắn tương trợ tuy nói mọi người tỉnh táo nhưng cái này cũng không hề đại biểu tại thái hư hải cảnh liền an toàn đây vẫn chỉ là tại phía ngoài nhất càng đi chỗ sâu còn sẽ có đủ loại quỷ dị tam đại hoàng mạch còn lại thế lực đều tại đi sâu qua sau một thời gian ngắn bỗng nhiên có mỹ diệu dễ nghe tiếng ca từ chung quanh truyền đến như ngọc trai rơi mâm ngọc như khóc như tố thanh âm này quá dễ nghe tựa như ma âm sâu tay. Hãy yêu. Bắc Minh tuyên nói. Lâu truyền bên trên, có phòng hộ trận pháp bay lên. Một chút nguyên thần tu vì không cường giả, chỉ là nghe được thanh âm này, trong óc đều tại dấn động, tựa hồ mong muốn lần theo thanh âm đầu nguồn mà di. Tam đại hoàng mạch, còn có huyết ma sa tộc trở thể lực cường đại, tự nhiên không sợ. Nhưng một chút theo vào tới dục nước béo có thế lực cùng sinh linh, liền không có may mẩn như thế. Một chút thực lực không đủ ngươi, như là mất hồn, tựa như cái xác không hồn trốn tới nơi ra sương mù lựa lờ mặt biến lập tức có rất nhiều thân ảnh hiến hiện truyền đến máu thịt xé rách thanh âm cái kia trong đó chỗ dần hiện ra thân ảnh rõ ràng là mấy người đầu thân chim sinh linh có loài chim thân thế đầu lại là cực kỳ xinh đẹp nhân tộc nữ tử bộ dáng cái kia ma âm bắt đầu từ hẳn trong cố họng truyền ra hải yêu loại sinh linh này tam hiểu lĩnh hồn bị hoặc chỉ pháp dùng âm luật chỉ đạo ảnh hưởng những sinh linh khác thần hồn tiến tới như cái sắc không hồn bị điều khiển thanh vi tượng ngũ của bọn nó hoặc là chất dinh dưỡng chư vị cẩn thận chút nếu là có đế cảnh cấp bậc hải yêu xuất hiện vậy thì phiền toái bác minh tuyền nói đã từng thái cổ tinh thần hải liền từng có loại sự tình này một đau đế cảnh cấp bậc hải yêu trực tiếp sinh sinh dùng giọng hát đem nguyên một cái trên hòn đảo màn tỷ sinh linh trực tiếp nô diệt thành khối lỗi cùng đồ ăn cực kỳ khủng bố mà liền tại bắc minh tuyên tiếng nói vừa ra thời khắc một đạo phẳng phất có thế xâm nhập nhân thân hôn tiếng ca truyền đến cái kia âm luật phang phất đều biến thành thực chất biến thành từng tia từng sợi xiềng xích trốn tới ở đây rất nhiều sinh linh mi tâm chương 3727, cẩn thận là hải yêu vương có hải uy lân tộc sinh linh đang kinh ngạc thốt lên hải yêu vương cái kia ít nhất đều là đế cảnh cấp bậc tồn tại mà lại coi như là đồng cấp bậc đại đế đối phó cũng là cực kỳ khó khăn loại kia âm luật công kích linh hồn cùng với mị hoặc chỉ thuật khiến người ta khó mà phòng bị đồng cấp đại đế khác không cẩn thận cũng phải trúng chiêu. Chư vị, phòng ngự, bay lên đại trận, Bắc Minh hoàng tộc, Hải Long hoàng tộc, Trương Hải hoàng tộc nhóm thế lực đều là đều có hành động. Nơi xa, bất ngờ có mấy đạo bóng mờ hiền hiện tại vũ cánh. Không ngừng một đầu Hải Yêu Vương, có cường giả thấy thế, con ngươi bông nhiên co rụt lại. Không hổ là thái hư hải cảnh, quả nhiên hung hiếm. Cũng có hải tộc sinh linh vẻ mặt khó coi. Nay chút hải yêu. Phong phất là thiên sinh sinh hoạt tại thái hư bãi cảnh bên trong treo vài đầu hải yêu vương hiện thân, còn có phù thiên cái địa hải yêu rất hiện. những cái kia di theo hải uy lân tộc mà đến thế lực khắp nơi, đều là xuất hiện tốn thất thật lớn cùng hương ong. hải uy lân tộc tam đại hoàng mạch, bởi vì đều có đế bên trong cự đầu cấp bậc cường giá dẫn đầu, cho nên tạm thời còn không có vấn đề gì. đến mức quân tiêu rào cũng không có ra tay, đang quan sát tình huống trước mắt, thái hư trung hải cảnh khắp nơi đều lượn lờ lấy sương mù, người điểm mông lung còn có đủ loại huyễn cảnh hiến hiện tăng thêm xe lẫn ở trong đó hải yêu mị hoặc giọng hát không thể không nói cái này đích xác là một chỗ đại đế tiến đến đều phải đổ máu khủng bố cầm khu nhưng đối với quân tư giao này loại Liên mười đại kỹ quan đều tiến vào đi qua người mà nói cũng là không tính là gì hải yêu mị hoặc đối với hắn mà nói càng là như là miễn dịch đúng lúc này nơi xa sương mù mông lung vùng biến lại lần nữa có biến phát sinh có tập trung phá sóng đập tiếng nước vang lên một mảng lớn chói lọi ánh sáng màu xanh lam phun trào tới nhìn thật kỳ ánh sáng màu xanh lam kia rõ ràng là vô tận phù văn đạo thì tựa như mảng lớn mưa sao băng đánh thẳng tới ầm ầm bắc minh hoàng tộc nhóm thể lực chiến thuyền đều là lọt vào trùng kích tại kịch chấn tiền trên người trận pháp phù văn đều là bị ma diệt không ít cái đó là có người định thần nhìn lại cái kia rõ ràng là một đám người hình sinh linh toàn thân đều là màu lam sinh trưởng vầy cá lân phiến sau lưng thì dài một cặp cánh thịt khuôn mặt nhìn qua cùng nhân loại tương tự như lại càng thêm dữ tợn giang đanh bên ngoài đảo tựa như trong địa ngục ác quỷ dã xa. những sinh linh này há mùng phun ra màu lam phủ văn mười điểm trói lọi tản mát ra cực kỳ nguy hiểm gợn sóng tựa như mảng lớn màu lam thủy chiều cùng ngơ sao băng cuốn tới dù là chuẩn đề cường giả lâm vào trong đó đều sẽ bị trong nháy mắt bao phủ hóa thành cho bụi phải chết đó là hải ma có hải uyên lân tộc sinh linh sắc mặt tái đi hải ma cùng hải yêu một dạng đều là thái cố tỉnh thần hải bên trong khiến cho người nghe tiên đã sợ mất mật dị tộc cũng không phải hải ma nhất tộc mạnh mẽ đến mức nào mã là số lượng cực kỳ nịch thiên kết bày kết đội số lượng không phải mấy ngàn mấy vạn đơn giản như vậy mà là động một tí 10 vạn trăm vạn nếu như chỉ là đơn thuần số lượng nhiều thì cũng thôi di trọng yếu nhất chính là này hải ma bộ tộc có cái cực kỳ nịch thiên năng lực chính là bộ tộc có thể ở giữa các tác năng lượng có thể lần nhau truyền lại lưu chuyến, thậm chí dung hợp. Nói cách khác, nếu là ngàn vạn hải ma liên hợp lại, vậy thì tương đương với một vị cường giả. Như mấy chục hơn trăm vạn hải ma lực lượng dung hợp được, cũng có thể đối kháng đế cảnh nhân vật. Đây mới là bộ tộc này làm người kiên kỳ nhất nguyên nhân chỗ. Bộ tộc lực lượng dung hợp lại cùng nhau, đủ để khiến người nhìn mà sợ. Giờ phút này, người ra vùng biển cơ hồ sôi trào, thấy không rõ có nhiều ít hải ma. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, phẳng phất tạo thành một mảnh đại dương màu xanh lam, này hải ma cũng không công kích hải yêu mà là cùng hải yêu phối hợp vây giết hướng hải uyên lân tộc nhóm thế lực nghiệt xúc muốn chết mặt khác một chút theo vào tới thế lực đối mặt khống lồ như thế hải ma bộ tộc tuyệt đối sẽ biến sắc nhưng hải uyên lân tộc tam đại hoàng mạch đều có cự đầu tọa chấn tăng thêm riêng phần mình đều đều biết tôn đế cảnh cường giả tự nhiên không sợ tràng diện như vậy ra tay hải uyên lân tộc cường giả cũng là ra tay rồi còn có một số thế hệ trẻ tuổi nhân vật tuyệt đỉnh cũng là coi này là làm một trận lịch luyệt Bắc Minh hoàng tộc bên này, Bắc Minh Tuyết Phốt Sen đạp mạnh, thi triển ra, chính là quân tiêu giao quen thuộc côn bảng cực tốc. Sau một khắc, nàng liền là xuất hiện ở trong hư không, tay ngọc Phật ra, thi triển côn bằng pháp, một đầu côn ngư đảo biển mà đi, đánh chết mảng lớn hải ma. Một bên khác, Thương Hải hoàng tộc bên trong, Thương Vũ San cũng là ra tay, cân trong tay một cây pháp trượng, giao nhân đối với đủ loại nguyên tố bí pháp, tất là am hiểu, giờ phút này thương vũ san thì triển bí pháp lập tức nhấc lên minh mông gió lốc mà tại hải long hoàng tộc bên kia đồng dạ có một đạo sáng chói ánh vàng hoành không cái kia rõ ràng là một thanh màu vàng kim thiên thương xé rách toàn bộ thương khung ngươi rất thủ chính là hải long hoàng tộc vị kia trẻ tuổi nhất trưởng lão long nguyên câu hắn vừa vừa ra tay liền thể hiện ra bất phàm đế cảnh tu vi liên miên hải ma bị đánh chết hắn thân mang xanh thảm chiến giáp tóc dài phất phới sừng rỗng chiếu sáng dạng dỡ nhìn qua cũng là rất có hùng vũ anh tư tại ra tay về sau long nguyên câu tầm mắt nhìn về phía bắc minh hoàng tộc bên này trong mắt khiêu khích ý vị mười phần bất quá khiến cho hắn biểu lộ một châu chính là quân tiêu dao căn bản liền không có chú ý hắn thậm chí không có quãng tới ánh mắt Ồ. Ừ. long nguyên câu hừ lạnh một tiếng mẫu vàng kim thiên thương bắn ra minh mang lực lượng cần giết liên miên hải ma một bên khác bắc minh tuyết thấy thế cũng là đề tụ lực lượng thăng hướng hải ma bộ tộc chỗ sâu bất quá tuổi của nàng so long nguyên câu nhỏ quá nhiều cảnh giới cũng so với hắn thấp một cảnh giới oanh Bông nhiên cách đó không xa hải dương nổ tung một đầu thân ảnh khổng lồ hiến hiện màu lam ngựa ánh sáng dâng lên nổ vang rung động quấy lên lật trời sóng lớn nhưng chỉnh phiến hải vực đều như là sôi trào lên hải ma vương có sinh linh thấy thế sắc mặt đột nhiên tái đi cái kia hiện ra thân ảnh rõ ràng là một đầu trăm trượng khổng lồ hải ma vương, tuyệt đối là đế cảnh tu vi. Nhưng kinh khủng nhất là hải ma vương không chỉ thực lực bản thân khủng bố, nó càng có thế mượn nhờ hải ma tộc quân lực lượng. Nói cách khác, một đầu đế cảnh hải ma vương như mượn nhiều mấy chục vạn hải ma tộc quân lực lượng, thậm chí có khả năng cùng đế bên trong cự đầu giao phong. Giống hải ma vương phát ra một tiếng lào thét xen thầm phù văn, ngưng tụ làm trùng sáng, theo trong miệng nó dâng lên mà ra sau lưng hắn có tới mấy chục vạn hải ma tại đen lực lượng truyền cho hải ma vương hải ma vương thả ra đủ để hủy diệt hết thầy hải ma sóng ánh sáng không tốt bắc minh tuyên thấy thế vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến cái kia hải ma sóng ánh sáng trải qua bộ tộc lực lượng gia trì về sao đại đế đều không nhất định chống đỡ được đến bị thương nặng mà bắc minh tuyết bất ngờ tại cái kia sóng ánh sáng phạm vi bên trong hắn hy triển côn bằng cực tốc định ra tay như một đạo thân ảnh côn bằng cực tốc nhanh hơn hẳn đã không phải là nhanh đến xé rách không gian mà là như là thuần di trong nháy mắt xuất hiện tại bắc minh tuyết trước người oanh sau một khắc khủng bố đến đủ đế trong nháy mắt đánh chỉ một phương đảo tự hải ma sóng ánh sáng trực tiếp bị đạo thân ảnh kia ngăn trở mà lại không có ra cái gì một chiêu Quen thân tầng tầng pháp lực miễn dịch thần hoàn chuyến động như là một tầng lại một tầng thể giới khảm bộ trong đó tại lân chuyến không ngừng làm hao mòn lực lượng cái này xem đến nơi này tất cả mọi người là cảm giác ra đấu nấu tung cái kia một đạo hải ma sóng ánh sáng có thế là liền đại đế đều có thế trọng thương mạnh như hải long hoàng tộc long nguyên câu đều không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ là vị kia tiêu giao vương toàn bộ sinh linh đều là thấy được cái kia trăm tầng thân hoàn bên trong một tay thả lòng phía sau sắc mặt bình thản không gợn sóng bật y nam tử hắn đỗi ra một ngón tay hướng phía hải ma vương ép di cố thần diệt giới chỉ thứ ba chỉ diệt giới do khoảnh khắc một cây phẳng phất theo trong hồng hoang phá vỡ cự chỉ từ bầu trời nghiền ép mà xuống dù là thái hư hải cảnh chỗ đặc thù đều không thể ngăn cản một chiêu này nhất chỉ diệt giới uy năng kinh khủng bực nào kỳ thật dùng quân tiêu giao tu vi hiện tại hắn cũng thật có tùy tiện hủy diệt một phương thế giới năng lực một chỉ này điểm xuống dù là hải ma vương thân thể cao lớn tại đây diệt giới nhất chỉ trước đều có vẻ hơi nhỏ bé trực tiếp là bị nhiến tiết tại biến bên trong thân thế sụp đổ mưa máu đây trời này to lớn một màn rất có lực rung động nhiều ở đây hết thảy thế lực sinh linh đều là thất thanh chương 3728, trình phiến hải vực, tái lên vạn trượng sóng lớn, khổng lồ hải ma vương thân thể, sụp đổ vì đầy trời máu thịt khối vụng, đem mặt biển nhuộm đỏ. Một màn này, không chỉ nhường ở đây thế lực khắp nơi thất thanh, liên tiến công hải ma bộ tộc, đều là ngơ ngẩn, trong nháy mắt phòng phất chưa kịp phản ứng. Hải Long hoàng tộc, Long Nguyên Câu xem đến nơi này, con ngươi địa chấn, nắm màu vàng kim thiên thương tay siết chặt. Trương Hải hoàng tộc, Thương Vũ san đôi mắt đẹp đồng dạng im ảng rung động, một cánh tay ngọc nhị không được che chính mình giật mình môi đỏ nàng hiện tại mới phát hiện nàng trước đó đối quân tiêu giao ấn tượng đều là nghe nói tại thọ yến bên trên đủ loại sự tích cho tới bây giờ tại chính thức kiến thức đến quân tiêu giao năng lực sao nàng mới hiểu được vì cái gì quân tiêu giao đối với thương hải hoàng tộc sẽ khinh thường hắn là thật có cái này lực lượng ngược lại dược vũ là nhất không kinh hãi một cái kia đối với quân tiêu giao thực lực sớm đã có chỗ nhận biết có thể nói quân tiêu dao này vừa ra tay quả thực chấn trụ mấy người mà lại đây chính là tại thái hư hải cảnh nội quân tiêu giao đều có thể không nhận huyền cảnh ảnh hưởng phát huy ra thực lực như vậy không có sao chứ quân tiêu giao nghiêng đầu nhìn về phía bắc minh tuyết không có việc gì đa tạ quân công tử bắc minh tuyết vốn là cái lãnh diễm mỹ nhân như giờ phút này nàng lại là có loại hiếm thấy có quáp, thậm chí mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác được ngượng ngùng ui quân tiêu giao gật đầu nhưng lúc này bỗng nhiên ở phía xa mông lung sương mù ở giữa có một đạo bóng đen to lớn thong thả dao động tới không có phát ra một điểm thanh âm đó là một chiếc thiền toàn thân lượn lờ lấy một loại màu xanh lục phần sáng nhìn qua tàn phá cu kỹ phía trên buồng đều phá lạn tiền trên người có mấp mô dấu vết giống như là trải qua chiến tốn chiếc thuyền này như là theo bị thời gian quên trong góc bồng bình mà ra nhưng mà liền là này một chiếc thuyền xuất hiện lệnh ở đây hải uy lân tộc chờ thế lực khắp nơi sinh linh vẻ mặt đều là bỗng nhiên đại biến, rút đi huyết sắc. Coi như là trước đó. Hải yêu, hải ma đám sinh linh xuất hiện lúc, bọn hắn cũng sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Thậm chí, hải uyên lân tộc tam đại hoàng mạch cường giả đều là biến sắc. Là u linh truyền. Có sinh linh nhịn không được run sợ hoảng sợ nói. Thay cô tỉnh thần hải, rộng lớn vô biên, tự nhiên cũng có vô cùng thần bí cùng quỷ dị. Mà đi tại thái cổ tình thần hải bên trên u linh thuyền, chính là trong đó tối vi gian trà kinh khủng truyền thuyết, bất luận cái gì ngươi nếu là bị u linh truyền nâng tiếp khi đều sẽ thập tử vô sinh sẽ bị dân độ hướng hoàng tuyền không có bất kỳ cái gì may mắn quản ngươi là đại đế vẫn là cự giàu thậm chí là đỉnh phong cấp được không một may mắn thoát khỏi chính là bởi vậy u linh thiền thành thái cố tình thần hải một cái tuyệt đối không người dám đụng vào cống kỳ. giờ phút này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới u linh thiền vậy mà lại xuất hiện bất quá này thiền xuất hiện cũng đích thật là không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. tại u linh thuyền xuất hiện lúc thậm chí những cái kia hải yêu cùng hải ma đều là lộ ra kinh hãi chỉ ý bắt đầu tránh lui không tốt. Bác minh hoàng tộc bên này bắc minh tuyên vẻ mặt lại là nhất bởi vì quân tiêu giao bắc minh tuyết tích cái kia u linh thuyền gần nhất hưu sau một khắc treo cái kia u linh thuyền bên trong bất ngờ lao ra vô số màu đen rợi tờ. giống như là người sợi tóc nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái kia cái gọi là màu đen sợi tơ rõ ràng là một luồng lại một luồng hắc quang dùng phù văn đạo thì xây dựng mà thành đây trời màu đen sợi tơ như là bên thành một cái bao quát thiên địa cản khô lưới lớn đem vạn vật thu nạp trong đó quân tiêu giao thấy thế ống tay áo chấn động bắc minh tuyết trực tiếp tị đánh bay bay ngược ra màu đen sợi tơ thu nạp phạm vi mà quân tiêu giao thì bị bao quát ở trong đó quân tiêu giao dùng trăm tầng pháp lực miễn dịch thân hoàn bao phủ bản thân đồng thời thôi động lực lượng Toàn bộ thân thể, như một cái đại hồng lô, hương ngực võ cùng. Nhưng mà, những quân tiêu giao đều có ngoại ý muốn chính là, cái kia màu đen sợi tơ, ngoại ý muốn kiên cố. Có thể nói, đừng nói là đại đế, liền đế bên trong cự đầu đều không tránh thoát được. Cho nên, mặc dù bắc Minh Hoàng tộc cự đầu ra tay, cũng không cách nào đem người cạm bẫy này xé rách. Nếu là những người khác, bị U Linh Thuyền thu nạp, tất nhiên tuyệt vọng vô cùng. Bởi vì đây là bọn hắn từ nhỏ nghe đến lớn cầm kỳ truyền thuyết, không có người có khả năng thoát đi u linh thiền trói buộc nhưng quân tiêu dao sắc mặt bình tĩnh đang suy tư phân tích hắn toàn bộ thân hình cũng là bị màu đen sợi tơ ôm trọn hướng về u linh thiền mà tựa hồ là bởi vì bắt được con mồi u linh thiền cũng là lại, lại lần nữa hướng đi nơi xa tan biến tại trong sương mù bởi vì u linh truyền riêng cớ những hải ma đó cùng hải yêu cũng là tan tác như chim muông ở đây lập tức an tình lại quân công tử một thanh âm vang lên đó là bác minh tuyết như tuyết trồng chất ngọc xây dung nhan mang theo vẻ lo lãng rất khó tưởng tượng vị này thái cố tính thần hại nối danh lãnh mỹ nhân sẽ lộ ra như vậy thần sắc nàng biết quân tiêu giao là bởi vì cứu nàng cuối cùng mới có thế bị u linh truyền nâng lép đi tuyết nhi bắc minh tiên thân ảnh xuất hiện hư cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng thở dài hân là biết quân tiêu giao thủ đoạn thực lực thâm bất khả chắc. nhưng u linh truyền truyền thiết, cũng xác thực không phải giả liên bắc minh tiền đều không thế xác định quân tiêu giao có hay không có thế bình yên vô sự vì kia tiêu giao vương Liền chắc như vậy a à, cũng là chết oan uống. hải long hoàng tộc bên kia long nguyên câu cầm trong tay màu vàng kim thiên trương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mới vừa quân tiêu giao thủ đoạn đích thật là đem hắn đều chấn trụ khiến cho hắn đều vô cùng kiêng kỳ. nhưng bây giờ thì sao bất quá một lát mà thôi vì kia tiêu giao vương liền bị u linh truyền thu di cái kia u linh thiền quá mức quỷ dị dù cho đế cảnh cường giả tu vi cũng là hắn phải chết không nghỉ ngờ thập tử vô sinh nhân sinh lên xuống có đôi khi ngay trong nháy mắt trương hải hoàng tộc thương vũ san vẻ mặt có chút sững sờ Chẳng biết tại sao đáy lòng của nàng đúng là mơ hồ thở dài một hơi phảng phất quân tiêu giao tồn tại đại biểu bọn hắn thương hải hoàng tộc lựa chọn là sai lâm ai thật là đáng tiếc thương lộ nhi ngược lại hết sức là đơn thoãn chỉ cảm thấy trên đời này thiếu một vị sai ca Diệp Vũ thì là khẽ nhíu mày, hắn thật liền, hét như vậy, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nay có chút không quá thân thực cảm giác. Diệp Phũ, vẫn là không muốn phớt lờ, người kia không đơn giản. Trong đầu, tạo hóa thiên môn khí linh thanh âm vang lên. Tại ban đầu, cũng là nó nhắc nhớ Diệp Phũ, quân tiêu giao cái này người giấu rất sâu. Ồ, bất luận như thế nào, ít nhất trước mắt không có quân tiêu giao tham gia. Ta có khả năng bình yên đi tìm tìm bí tăng, Diệp Vũ trong lòng thầm nói. Hắn cảm thấy, chính mình có lẽ thật chính là thiên mệnh chỉ tử. Liên lão thiên gia cũng đang giúp trợ hắn, tạm thời giải quyết quân tiêu giao cái này tại họa ngầm. Phù thân, chẳng lẽ quân công tử hắn? Bắc Minh Tuyết hàm răng khẽ cần đôi môi, nàng có chút tự trách. Quân tiêu giao cũng là vì cứu nàng mới. Người hiền tự có thiên tướng, ta tin tưởng dùng quân công tử năng lực, hắn có lẽ có thể đánh phá cái này truyền thuyết. Bắc Minh tiên an ủi. Nhưng trước mắt, hắn cũng chỉ có thế như thế an ủi bởi vì bất luận là bắc minh tuyết vẫn là hắn thậm chí là bắc minh hoàng tộc đế bên trong cự đầu ra tay cũng không có khả năng theo u linh thiền bên trong nắm quân tiêu giao cứu trở về chương ba nghìn u linh thiền xuất hiện gián tiếp thay mọi người giải vây những hải ma đó cùng hải yêu đều là chi lui Má chúng thế lực thi thừa cơ hội này tiếp tục thâm nhập sâu bắc minh tuyết có chút thất thần hốt hoảng lần này đi theo quân tiêu giao mà đến chỉ có tăng du hải nhược cùng hắc giao vương đám người tạm thời đợi tại bắc minh hoàng tộc bên kia bắc minh tuyết thấy được tang du trên mặt đúng là không có lộ ra mảy may vẻ lo lắng ngươi không lo lắng sao bắc minh tuyết hỏi tang du lắc đầu sau đầu lời thề son sắt nói công tử năng lực tang du là biết đến thiên hạ này không có chuyện gì có thể làm khó công tử cõng tử nhất định sẽ hồi trở lại tới tìm chúng ta tang du đợi tại quân tiêu giao bên người thời gian không mắn đối với quân tiêu giao thực lực cùng thủ đoạn na sâu cảm xúc giống như bất luận đối mặt bất cứ chuyện gì quân tiêu giao vẻ mặt đều không có quá dại biển hóa thì chung là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ta du không tín không quan trọng một chiếc u linh thuyền liền có thể làm cho nàng ra công tử dãy kích trầm xa có đúng không nghe được tang du bắc minh tuyết cũng là trấn an một chút mặc dù trong lòng vẫn như cũ có lo âu và ấy nấy nhưng cũng sinh ra một chút hy vọng có lẽ quân tiêu giao thật có thế sáng tạo kỳ tích mà thế lực khác như hải long hoàng tộc thương hải hoàng tộc rõ ràng liền không cho rằng quân tiêu giao còn có đường sống sau đó bọn hẳn cũng là tiếp tục thâm nhận mà một bên khác sương mù mông lung không gian bên trong quân tiêu giao căng ra pháp lực miễn dịch thân hoàn khi tức bừng bừng phấn chấn minh mông lực lượng pháp tắc như như đại dương dâng lên nương cho lấy đế đạo hào quang lấp lánh cái kia màu đen sợi tơ, tơ tạm thời bị hắn đẩy lui quân tiêu giao tâm mắt nhìn quanh phát hiện mình đã sinh chỗ u linh thiền bong truyền phía trên Trước thiền này rất lớn tàn phá cú kỹ tràn ngập một loại cố ý thân tàu loang lỗ lấy đấu vết tháng năm rất nhiều đầu gỗ đều hư thối kim loại đều bị ăn mòn dì rét cảm giác giống như là từ xưa lúc phiêu lưu đến nay quân tiêu dao cảm thấy một loại trước nay chưa có lạnh lào cùng lạnh ý phang phất chiếc thiền này thật chính là đem người dẫn độ hướng hoàng tuyền bi ngạn loại cảm giác này làm người dùng mình tu sĩ bình thường nếu là rơi vào tình cảnh như vậy đừng nói suy nghĩ thoát ly biện pháp liền tư duy đều sẽ bị đông kết mà quân tiêu dao dù sao cũng là thấy người thể diện quá lớn bản thân tâm tính càng là bình tĩnh bình tĩnh tới cực điểm đạo tâm hòa hợp hoàn mỹ ở trên đời này còn không có chuyện gì có thể làm cho hắn tuyệt vọng nhưng mà không đợi quân tiêu dao dò xét tìm tòi trước này u linh thiền tại u linh truyền bong truyền phía sau cho khoang truyền ô quang nồng rộng tràn lập nương theo lấy màu xám sương mù theo trong khoang truyền dâng lên mà ra dòng chốc lát chỉnh con truyền thể phảng phất đều tại nố vang cái kia trong khoang truyền giống như là ấn sâu một đầu ác ma phát ra trầm trọng khàn khàn hô hấp muốn cướp đoạt sinh mệnh tình hoa hưu cho ô quang kia bên trong lại lần nữa trần ra vô số lít nha lít nhít màu đen sợi tơ lần này cả khủng bố hơn xa không phải bình thường đại đế thậm chí là cự đầu có khả năng đối kháng mà lại nương theo lấy màu đen sợi tơ còn có nồng đậm khói sáng cái đó là bất tử vật chất quân tiêu giao tổng mắt ngưng tụ trước này u linh thuyền bên trên đúng là có bất tử vật chất đến cùng là tình huống như thế nào trong qua là quân tiêu giao trước mắt cũng không có nhàn hạ suy nghĩ nhiều hơn cũng là ra tay rồi đủ loại mạnh mẽ thân thông chiêu thức thì triển mà ra đạo môn cửu tự chân ngôn bên trong chữ giai chân ngôn tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần thanh thế lục đại dị tượng luân chuyến đủ loại cực chiêu bắn ra khi thế mạnh đến chỉnh chiếc u linh thuyền đều tại run giấy kịch liệt cái kia màu đen sợi tơ chính là một đạo lại một đạo hắc quang trong đó là màu đen trật tự thần liên dùng phù văn pháp tắc xây dựng mà thành vô số lít nha lít nhít màu đen sợi tơ ôm trọ tới cùng quân tiêu giao thân thông ta chạm quân tiêu giao lúc này cảm thấy một loại áp lực cái kia màu đen sợi tơ nơi phát ra rất là khủng bố đến cùng là quân tiêu giao một mặt đối kháng tầm mắt nhìn lại cái kia màu đen sợi tơ nơi phát ra tựa hồ tại u linh thiền bù nhỏ trên tàu bên trong bất quá dùng quân tiêu giao hiện tại trạng thái khó mà tiến thêm tiêu giao vương lệnh bên trên khương ngoại long lưu lại thủ đoạn cũng đã dùng qua một lần mà lại này dù sao chẳng qua là khương ngoại long tiện tay lưu lại một đạo thủ đoạn chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất càng nhiều hơn chính là một loại chấn nhiếp cũng không có khả năng một mực xem như hộ thân phù đương nhiên quân tiêu giao cũng tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói hắn cất giấu lấy đủ loại át chủ bài thủ đoạn nhiều vô số kế mà liền tại quân tiêu giao muốn muốn hành động lúc thân xác hắn đột nhiên đình trệ bởi vì hắn đột nhiên chú ý tới cái kia màu đen sợi tơ bê trong bao hàm phù văn pháp tắc tựa hồ có một chút cảm giác quen thuộc tựa hỗ là côn bằng pháp quân tiêu giao mắt lộ dị sắc cái kia trong đó ẩn chứa pháp tắc bất ngờ cùng côn băng pháp có một chút tương tự u linh chuyển làm sao lại cùng côn băng dắt lôi kéo cùng nhau quân tiêu giao trong chốc lát tâm tư bắt chuyến phản ứng của hắn cũng rất nhanh là thì triển ra côn băng pháp Quân Tiêu Giao đối với côn bằng pháp lý giải liền Bắc Minh Hoàng tộc cũng than thở không thôi, có thể nói tại côn bằng pháp phương diện có thể cùng quân Tiêu Giao so sánh đoán chừng cũng chỉ có vị kia hùng tài vĩ lực Bắc Minh Vương cùng với càng sớm hơn lúc côn bằng nguyên tổ mà theo quân Tiêu Giao vận dụng côn bằng pháp những cái kia khó đây dưa màu đen sợi tơ cũng là trở nên dễ dàng phá giải đương nhiên không phải nói chỉ cần hiếu côn bằng pháp liền có thể tại U Linh thuyền bên trên bình yên vô sự quân tiêu giao côn bằng pháp có thể là liên bắc minh hoàng tộc đều không thể so sánh cùng nhau coi như là bắc minh cường giá của hoàng tộc ở đây vận dụng côn bằng pháp cũng không có khả năng giống quân tiêu giao như vậy tùy tiện phá vỡ sợi tơ cái kia đầu nguồn ngay tại trong khoang truyền quân tiêu giao một mặt phá vỡ những cái kia màu đen sợi tơ một mặt tới gần u linh thuyền bú nhỏ trên tàu trong đó ô quang tràn ngập có màu xám bất từ vật chất dâng lên nhìn một y phẳng phất giống là địa mục lối vào mà đúng lúc này quân tiêu dao bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo khàn khàn đá mài thanh âm lặng lẽ sâu trầm phẳng phất trải qua vạn cố mang theo mục nát khí tức đã từng kiếp tam quá nhiều thương ta trông thấy khó sám trong một cái thế giới khác thối mang đến tử vong ừ, hôn ui xuống chúng sinh điêu linh một cái ký nguyên tan vỡ một thời đại u u lời nói phẳng phất sán vào bên tai vang lên bất luận cái gì ngươi nghe được đều sẽ run giấy cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng lại đến trong xương tủy mà quân tiêu dao chẳng qua là nhíu mày nhìn về phía truyền kia khoang truyền ô quang tràn ngập chỗ phát hiện trong nó ngồi xếp băng một đạo nhân hình thân ảnh trước đó bị nồng đậm màu xám bất tử vật chất cùng với màu đen sợi tơ chỗ ông chọn mà bây giờ thì dương lộ ra đó là một người mặc tàn áo giáp rét lão giả xếp bằng ở trong khoang truyền lờ mờ có khả năng thấy hắn khuôn mặt đã là như khô lâu làn da màu đen rắn vào xương cốt, cho người ta cảm giác giống như là xác ướp hoặc là hết héo thay khô. Có khả năng khẳng định là vị lão giá này đã không thể tính là một người, hoặc là sinh linh, càng giống là quân tiêu giao trước đó. Tại đế vân chiến trường thấy, những cái kia bị bất tử vật chất ăn mòn, không sống không chết tồn tại. Mà lại, nhưng quân tiêu giao sắc mặt hơi hơi nương trọng là vị này áo giáp lão già khí tức, thâm bất khả chắc. Tuyệt không phải bình thường đại đế cự đâu có thể so sánh quý dị u linh thiền thân mang áo giáp như khô chi lão già còn có nồng động tràn ngập bất tử vật chất khí tức trang diện như vậy bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ rụt rẻ, cảm giác dùng mình Trương ban nghìn bảy trăm ba quân tiêu dao hơi hơi ngưng lông mày lão giả này thân phận hoàn toàn chính xác quỷ dị còn có mới từ trong miệng hắn nói ra hẳn giống như là trải qua kinh khủng đại kiếp áo giáp lão già một đôi tối om hốc mắt dường như nhìn về phía quân tiêu dao theo phía sau hắn lại lần nữa có ức vạn đạo ánh sáng màu đen hóa thành sợi tơ bạo tán mà ra xuyên thủng hướng quân tiêu giao quân tiêu giao thấy thế lại lần nữa tế ra côn bằng pháp hóa giải côn bằng áo giáp lão giá nhìn về phía quân tiêu giao thủ đoạn tối om trong hốc mắt dường như có từng điểm từng điểm hồn hòa hiển hiện nhưng ngược lại liền bị bất tử vật chất mai một quân tiêu giao chú ý tới điểm này hắn ánh mắt lóp lên trong chốc lát lập kế hoạch thi triển côn bảng cực tốc rút ngắn cùng lão già khoảng cách. Sau đó tế ra một vật, chính là thượng thương hắc huyết. Cho thượng thương hắc huyết xuất hiện, cái kia kinh khủng bất tử vật chất cũng là như là hóa thành vòng xoáy như phong bạo, bị thượng thương hắc huyết hấp thu. Sớm tại đế vẫn chiến trường lúc, quân tiêu giao liền phát hiện, thượng thương hắc huyết tựa hồ có thể hấp thu luyện hóa bất tử vật chất, nay cấp cho quân tiêu giao miễn dịch bất tử vật chất năng lực. Mà bây giờ, trên người lão già bất tử vật chất cũng là tại bị thượng thương hắc huyết hấp thu, treo bất tử vật chất bị hấp thu lão giả tối om trong hốc mắt đường như lại lần nữa có một chút hồn hỏa sáng lên sau đó han khan khan đám mài thanh âm vang lên cái thứ hai áo giáp lão giả nói câu không giải thích được cái thứ hai quân tiêu giao khiêu mi ngươi là cái thứ hai Đen côn bằng pháp tu luyện tới này các loại cảnh giới sinh linh tại bất tử vật chất bị hấp thu về sao áo giáp lão giả tựa họ cũng là cùng một chút suy tư của người giờ phút này mở miệng cái thứ hai chẳng lẽ cái thứ nhất là quân tiêu giao bỗng nhiên nghĩ đến một cái tồn tại Bác minh vương chẳng lẽ hắn đã từng đụng phải u linh thuyền dĩ bắc minh vương bản thân mạnh mẽ cảnh giới thực lực tăng thêm đối côn băng pháp lý giải thật sự là hắn là có khả năng từ nơi này áo giáp lão giả trong tay chạy trốn chẳng qua là này áo giáp lão giả thân phận là lão giả trong hốc mắt hôn hỏa sáng tối chập chờn cái kia bất tử vật chất lại lần nữa dâng lên mà ra lão giả thân hình chấn động trực tiếp đứng dậy Nô ra như vút chim tay khô héo đối quân tiêu giao trấn áp tới cái tay kia không có chút nào phát tắc gợn sóng lãi khủng bố đến cực hạn phảng phất có khả năng bắt diệt hết thả quân tiêu giao lông mì khóa chặt hán biết vị lão giả này sau lưng tất nhiên có bí mật nhưng bây giờ ngoại trừ đối kháng bên ngoài tựa hồ không có những biện pháp khác đúng lúc này bỗng nhiên có một vật từ trên người quân tiêu giao thoát ra tắt ra mông mông hào quang rõ ràng là khối kia côn bằng cốt quân tiêu dao cảm giác ngoài ý muốn mà khi khối này xương xuất hiện lúc cái kia áo giáp lão giả thân hình cũng là đột nhiên ngừng lại trong hốc mắt lại lần nữa có hồn hỏa tại kịch thiệt chập trờn Khoa chặt khối này xương tựa hồ có một loại nào đó cảm xúc thấy cái kia tạm thời ngừng lại thân hình áo giáp lão giả quân tiêu dao cũng là ngoài ý muốn vị này áo giáp lão giả chẳng lẽ cùng côn bằng nguyên tổ có quan hệ gì bằng không làm côn bằng cốt xuất hiện lúc lão giả tại sao lại có như vậy phản ứng trầm uyên hải nhãn áo giáp lão giả bỗng nhiên nói quân tiêu giao dừng lại hắn nghe qua cái từ này bởi vì trầm uyên hải nhãn chính là thương mang tỉnh không người đại kỳ quan một trong là năm ở thái cố tình thần hài kỳ quan nghe đồn có khả năng thôn phệ thiên địa luyện hóa thần ma chính là một chỗ cực kỳ thần bí chỗ tràn ngập đủ loại truyền thuyết áo giáp lão giả bỗng nhiên nói ra trầm uyên hải nhãn hẳn ý là áo giáp lão giá lại lần nữa tiếng nói khàn khàn nói Trầm uyên hải nhãn dưới đáy có ma Quân tiêu giao nghe vậy, càng là lông khóa chặt. Chẳng lẽ cái kia trầm uyên hải nhân cùng trong truyền thuyết côn bằng truyền thừa có quan hệ? Còn không đợi quân tiêu giao nhiều suy nghĩ gì, cái kia áo giáp lão già trong hốc mắt lại lần nữa có bất tử vật chất lan trần ra. Quân tiêu giao mặc dù tế ra thượng thương hắc huyết, hấp thu rất nhiều lão giả trong cơ thể bất tử vật chất, nhưng rõ ràng không có khả năng tiêu diệt triệt đế. Khi e áo giáp lão giả cánh tay vung lên, quân tiêu giao thân hình thoáng chốc biến ảo. Sau một khắc, hắn liền là xuất hiện ở trên mặt biến Ngươi ra, u linh chuyển lung la lung lay một đạo thân mang tàn áo giáp rách thân ảnh ngồi xếp băng ở trong đó quỷ dị bên trong mang theo một loại vĩnh hãng cô tịch đây rốt cuộc là quân tiêu giao đánh giá cái kia chiếc u linh thuyền áo giáp lão giá cùng côn băng quan hệ cũng là đáng giá suy nghĩ có lẽ cũng là bởi vì thấy được côn bảng cốt áo giáp lão giả mới có thể khiến cho hắn rời di đương nhiên cũng có thượng thương hắc huyết luyện hóa không ít bất tử vật chất quan hệ cái này khiến áo giáp lão giả dường như khôi phục một chút thuộc về mình ý chí. Trầm Uyên Hải nhãn dưới đáy, có ma. Quân tiêu dao nỉ non. Như hắn đoán không sai, cái kia côn bằng truyền thừa, tấm thành tựu tại Trầm Uyên Hải nhãn này một kỳ quan bên trong. Mà năm khối côn bằng cốt tập hợp về sao? Mới có thể tìm được trong đó côn bằng truyền thừa. Bất quá rõ ràng, vì kia áo giáp lão giả khuyên bảo, Trầm Uyên Hải nhân dưới đáy có ma. Sợ là đến lúc đó, sự tình không có đơn giản như vậy. Quân Tiêu giao trong lòng suy tư, tại chủ tính đến tiếp sau kế hoạch, nhưng trước mắt Hàn còn cần chuyên chú Thái Hư Hải Cảnh nội Cơ duyên. Quân Tiêu giao thân hình lóp lên, phá không mà đi. Thái Hư Hải Cảnh nội mặc dù có rất nhiều huyền cảnh, nhưng đối với Quân Tiêu giao tới nói, tự nhiên không tính là gì. Hắn coi như là không tận lực tu hành nguyên thuật, nhưng bằng mượn tự thân thiên phú thực lực, trình độ cũng không phải bình thường nguyên sư có thể so. Thậm chí những nguyên thuật đó đại tông sư đều không nhất định so đến được hắn một bên khác hải uyên lân tộc nhóm thế lực cũng là đi sâu thái hư hải cảnh càng là đi sâu càng là có thế cảm giác được kỳ đặc chỗ chúng ta mới vừa có phải hay không đi qua nơi này bỗng nhiên có hải uyên lân tộc cường giả mê hoặc nói bọn hẳn tựa hồ tại cùng một nơi quay tròn trương hải hoàng tộc bên này diệp vũ đại ca thương lộ nhi thương vũ san đều là nhìn về phía diệp vũ dưới loại tình huống này nguyên sư hiển nhiên là cực kỳ có lết dung đừng nóng vội để cho ta tới thử một lần. Diệp phú tế ra thanh đồng la bàn, bắt đầu đủ loại đo lường tính toán, thôi diễn. Bất quá nhiều lúc, Diệp Phũ ánh mắt sáng lên. Cái phương hướng này, hắn bắt đầu chỉ huy. Diệp công tử quả thật không tâm thường, thương vũ săn con người cũng là hơi sáng. Một bên khác, Bắc minh hoàng tộc, Tang Du cũng là bắt đầu suy tính, lựa chọn chính xác hướng đi. Diệp Vũ, cái nhà đầu kia không đơn giản. Diệp Phũ trong đầu, vang lên tạo hóa thiên môn khí linh thanh âm, ánh mắt của hãn cũng là nhìn về phía bắc minh hoàng tộc bên kia tăng du này quân tiêu dao vận khí cũng là tốt bên người đều là một chút tư chất bất phàm nữ tử dù cho dược vũ cũng là không thế không thừa nhận quân tiêu dao có chút làm cho nam nhân ghen ghét bất luận tô cấm lý linh tịch hải nhược hoặc là tăng du đều không phải là phàm tục nhưng mà những cô gái này lại đều nguyện ý vây quanh ở quân tiêu dao bên người chiến quân tiêu dao đơn giản liền là nam tính công địch bất quá cũng may hiện tại quân tiêu giao không rõ sống chết ít nhất lần này hắn sẽ không quấy dây đến kế hoạch của ta diệp vũ nghĩ tới chỗ này tâm tình cũng là không tệ chờ hắn vơ vét địa môn bí tàng để cho mình cùng tạo hóa thiên môn khí linh tăng lên ít nhất cũng có thể có một ít lực lượng cùng tư bản cùng quân tiêu giao chu toàn chương ban nghìn theo thời gian chuyển rời có diệp vũ cùng tăng du chớ nguyên sư ra tay Thư hải hoàng tộc cùng bắc minh hoàng tộc cũng là thuận lợi tìm được hướng đi mà hải long hoàng tộc bên kia cũng là có một vị nguyên sư trên thân bao phủ áo choàng trợ giúp hải long hoàng tộc lựa chọn hướng đi đến mức còn lại thế lực khắp nơi liền không có vận khí tốt như vậy trừ phi là bám vào tam đại hoàng mạch còn lại hải ươi lân tộc thế lực còn lại tuyệt đại đa số thế lực đều là riêng phần mình thất lạc mê thất tại mịt mờ thái hư hải cảnh bên trong đến mức hải thần điện đám người kia vị bà lão kia còn nổi danh võ lâm nhi nữ tử các nàng tự nhiên có thủ đoạn đặc thù có thế tìm kiếm hải thần đảo cảm ứng hải thần truyền nhân phương vị sau một thời gian ngắn cuối cùng trong mắt mọi người một hòn đảo lớn trôi nổi tại mông lung xương mù cùng trong ảo cảnh nhìn qua vô cùng to lớn quãng hạ xuống to lớn bóng mờ đây cũng là hải thần đảo rất nhiều sinh linh tầm mắt nhìn lại trước đó hải uyên lân tộc cùng hải thần đo bất hù chiến mặc dù thắng lợi thế nhưng cũng không có đạt được hải thần điện toàn bộ nội tình bao quát trọng yếu nhất côn băng cốt cùng với tiên khí hải Hoàng thần kích hiện tại tất cả mọi người cho rằng hải thần điện nhất vật chân quý hơn là ngay tại này hải thần đảo bên trong chờ một chút có nhân vật cấp bậc trưởng lão chú ý tới các ngươi xem toàn bộ huyền không trên hải thần đảo trải rộng đủ loại cố lão phức tạp trận văn mang đến một loại cực mạnh cảm giác áp bách hải thần đảo dù sao cũng là đã từng hải thần điện trung tâm có được đủ loại ngăn địch áp chế chỉ pháp cũng tính như thường trước mắt trong chúng ta người mạnh nhất chính là đế bên trong cự đầu nhưng cho dù là cự đầu cấp nếu là mạo muội đi sâu hải thần đảo sợ cũng gặp được cái gì ngoài ý muốn thái hư hải cảnh ngăn cách người mạnh hơn tiến vào mà hải thần đảo trận văn lại rủ để đối đại đế cùng cự đầu tạo thành áp chế nay rất khó không cho người hoài nghĩ hải thần đảo bên trong có lẽ sẽ có cái gì hung hiểm thậm chí có hải thần điện để lại bẫy dập không đến đều tới hải uyên lân tộc tự nhiên không có lùi bước lý lẽ cuối cùng các phương hoàng tộc đều thương nghị cự đầu cấp nhân vật tại hải thần đảo bên ngoài tọa chấn để phòng đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Những người còn lại thì là tiến vào hải thần đảo bên trong. Tiên hải thần đảo, phạm huy bao la vô cùng, có nguy nga núi lớn, xanh ung tươi tốt cây rừng, trời quang mây tạnh, sương mù mông lung, tràn ngập một loại sinh cơ giật giao ý. Tiên đảo thậm chí còn có một số sinh linh tồn tại, đều là một chút cố thú dị thú, khi tức cũng là mạnh mẽ. Trong đó cũng không ít quý hiếm hiếm hoi cổ dược bảo dược, dẫn tới một chút hại nguyên lân tộc sinh linh tranh đoạt tam đại hòa mạch ở giữa lần nhau cũng sẽ không khách khí người nào cướp được chính là của người đó bất quá bắc minh tuyết chờ hạch tâm tộc nhân đối với những cơ duyên này đương nhiên sẽ không quan tâm bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu tại hải thần đảo chỗ sâu bất ngờ có một tòa to lớn vô cùng cung điện tất cả mọi người thấy đều là trước tiên hóa thành quang hồng bỏ chạy dù sao trong đó khả năng có một kiện tiên khí hắn chỗ trần quỹ không thể nhìn ngược. tam đại hoàng mạch nếu là bất kỳ bên nào hoàng mạch đạt được một kiện tiên khí không thua gì tăng lên một phần mạnh mẽ chiến lực khi tiến vào cung điện sao cũng là có một chút kỳ chân dị bảo dẫn tới các phương sinh linh tranh đoạt nhưng chủ yếu nhất một nhóm người cũng không có dừng lại mà là tiếp tục di sâu trong cung điện trương hải hoàng tộc bên này diệp vũ mỉ mục nhất chiến đổi một bên thương vũ săn đám người nói vũ săn cô nương cái kia chỗ sâu nhất cơ duyên ta liền không đi tranh đoạt ta đi địa phương khác nhìn một chút, có cái gì bảo bối, thương vũ san cũng là gật đầu nói. Tốt. Cái kia Diệp công tử chính mình cẩn thận nàng cũng rõ ràng, Diệp phủ đi theo các nàng, sẽ không mò được chỗ tốt gì. Còn không bằng khiến cho hắn chính mình đi tìm tìm. Diệp phủ thần hình bỏ chạy. Hắn tự nhiên không phải muốn tại bên trong cung điện này tìm bảo bối gì. Mục đích của hắn, tân bản cũng không phải là hải thần đảo. Hơn thấy, cung điện này chỗ sâu, có lẽ có cơ duyên. Nhưng không có quan hệ gì với hắn đó là tam đại hoàng mạch tranh đoạt sân khấu so sánh dưới vẫn là địa môn bí tàng trọng yếu nhất diệp vũ âm thầm giới đi hải thần đảo sau đó tế ra thanh đồng la bản tìm kiếm phương vị rong đầu tạo hóa thiên môn khí linh thanh âm vang lên diệp vũ ngươi về sau như mở ra địa môn bí tầng hẳn là sẽ dẫn tới động tình lớn đến lúc đó những người khác sẽ biết được diệp vũ nói ta tự nhiên hiểu rõ nhưng mở ra cơ hội chỉ có lần này Diệp Vũ vì cái gì không đợi Hải Uyên Lân tộc nhóm thế lực sau khi rời đi lại đi tìm kiếm địa môn bí tàng mở ra? Bởi vì hắn cũng không biết, Thái Hư Hải cảnh lúc nào sẽ tan biết đây là không gian đặc thù hình thành sau một chỗ thời cổ thận thú ngã xuống. Có khả năng đem hắn tưởng tượng thành trước đó đoạn không thành, sẽ không định giờ tại Thái cổ tỉnh thần hải các ngõ ngách hiến hiện, phiêu lưu. Mà địa môn bí tàng, rất có thế liền bị địa môn tổ tiên dùng thủ đoạn đặc thù, cùng Thái Hư Hải cảnh dung hợp lại cùng nhau. Dòng dõi địa sư thủ đoạn, là có thể làm được loại chuyện như vậy. Cho nên, Diệp Phũ nhất định phái nảm bắt một cơ hội này. Nếu là thái hư hải cảnh tan biển, nghĩ lần sau lại xuất hiện, liền không biết muốn chờ đã bao lâu. Ta có thanh đồng la bàn nơi tay, coi như những người khác cũng tiến vào bên trong. Cuối cùng thu hoạch lớn nhất, vẫn là ta. Đương nhiên, Diệp Vũ như thế cấp bách. Còn có một cái khác lý do, liền là quân tiêu giao không tại. Hân không dám khẳng định quân tiêu giao có phải hay không vẫn lạc tại U Linh truyền lên nhưng ít ra lần này cuối cùng không có quân tiêu giao gieo ở trên đỉnh đầu lưỡi hay không có hắn có thể không bắt được cơ hội lần này sao diệp vũ tại xác định phương vị về sao cũng là hướng phía thái hư hải cảnh chỗ càng sâu lao gì cùng lúc đó hải thần đảo trong cung diện tam đại hoàng mặt nhóm thế lực cũng là di sâu đến hạch tâm chỉ địa tại oanh mở một tòa thanh đồng loang lố cửa lớn về sao Chặng mặt tới một cỗ cuồn cuộn nồng đậm uy ác khí tức tất cả mọi người tập trung nhìn vào bất ngờ thấy được tại mảnh không gian này chỗ sâu nhất một cây màu xanh biến trường kích cho nối hư không bên trong tán phát ra trận trận gợn sóng cái kia gợn sóng như là sóng biến dục sôi chấn động ra hạo đang vô cùng lực lượng chính là hai thần điện cái kia một cây dùng vĩnh hãng lam kim vì cơ tải diên đúc mà thành tiên khí hài hoàng thần kích tất cả mọi người tâm mắt đều là đỏ lên nhưng không có người ngay đầu tiên lao ra bởi vì rất nhiều người đều hiểu đây là thuộc về Hải Uyên Lân tộc Tam mạch tranh phong sân khấu. Hải Uyên Lân tộc cũng không có khả năng nhường Hải Hoàng thần kích rơi vào thế lực khác trong tay. Cẩn thận. Bắc Minh Hoàng tộc chờ Tam Đại Hoàng mạch, đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn chú ý tới tại bên trong khu cung điện này. Trải rộng cổ lão trận văn, dường như có một loại nào đó sức áp chế. Mà lại, bọn hắn còn chứng kiến. Tại cái kia Hải Hoàng thần kích phía dưới, có một khối to lớn, Như Ngọc Thạch Tiên Nguyên xuyên thầu qua tiên nguyên mơ hồ có khả năng thấy trong đó phong tồn lấy một đạo thân ảnh xem ra liền là vị kia hải thần truyền nhân hải uyên lân tộc cũng là biết được lúc trước hải thần điện có một vị thiên tư sư tuyệt thế hệ Trăng qua là khi đó hải thần điện hủy diệt nhưng không có nhìn thấy vị kia tung tích xem ra là khi đó hải thần điện liền đã lưu lại chuẩn bị ở sau an bài cổ không có có đảm lực người liền không cần tranh đoạt hải long hoàng tộc bên kia long nguyên cầu thứ nhất lao ra treo hắn nhít người thương hải hoàng tộc bắc minh hoàng tộc cường giả cũng là không lại chờ đợi cho dù có chỗ hung hiếm bọn hắn cũng có ứng đối thủ đoạn mà liên tại tuyệt đại đa số sinh linh đều phong tới cái kia hái hoàng thần kích lúc bỗng nhiên toàn bộ mặt đất bên trên trận văn hiển hiện nương theo lấy tuyệt thấy ít sạch trong khoảnh khắc một đám hải uy lân tộc sinh linh tựa như cùng gạt lúa mạch ngã xuống huyết vũ tung tóc vấy đương nhiên một chút cường giả có chỗ thủ đoạn tại chống cự trận văn lực lượng mà những cái kia ngã xuống hải uy lân tộc sinh linh máu tươi tỉnh khí tựa hồ là theo trận pháp tràn vào cái kia tiên nguyên bên trong sau đó kết kết tiên nguyên mặt ngoài che kính vết dạ tông âm một chiếng nổ tung hải thần truyền nhân thức tỉnh chương ba nghìn bảy theo lấy tiên nguyên phá toái một đạo dáng người anh tí thân ảnh nổi lên đó là một vị thân ma hoàng kim chiến giáp nam tử khuôn mặt nhìn qua xem như tuổi trẻ dung mạo cũng là cực kỳ tấn mỹ cơ da trắng ngần như là hiện ra ánh ngọc. Tóc dài cũng là màu vàng kim, vô cùng sáng chói. Cả người thật như một tôn hải thần khi phách khiếp người. Tại quanh người hắn có màu vàng kim sóng lớn mãnh liệt. Cả người khí huyết trần đầy, tình khí thần như lò lửa lớn, tàn mát ra hừng hực vô cùng hào quang, bế nghề quần hùng. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện lúc, ở đây toàn bộ sinh linh đều là hơi ngưng lại. Hải thần truyền nhân, rất nhiều người ánh mắt khóa chặt. Hải thần truyền nhân tu vi tại đế cảnh, cho dù cùng thiếu niên đế cấp có trên lịch, nhưng cũng xem như thiếu niên đế cấp phía dưới cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, toàn bộ cung điện. Có trận pháp tại nổ vang vận chuyến. những cái kia vẫn lạc sinh linh, một thân khí huyết tỉnh hoa, đều là thông qua trận pháp truyền thâu đến hải thần truyền nhân trên thân. Tiên người hắn, ngượn lời lấy một cỗ huyết sắc khí huyết, đủ loại sinh mệnh cơ năng đang nhanh chóng khôi phục. "Cô, cái gì hải thần truyền nhân, liền hải thần điện đều hủy diệt, ngươi một người có thể nhấc lên cái gì bọt nước?" Theo hừ lạnh một tiếng, hải long hoàng tộc long nguyên câu ra tay rồi trong tay màu vàng kim thiên thương như một đạo kim sắc tỉa chớp cắt đứt hư không hướng phía hải thần truyền nhân xuyên tới hải thần truyền nhân mới vừa thức tỉnh tựa hồ cũng có một cái chớp mắt ngây người nhưng trong nháy mắt hắn lái lại tỉnh thân nhìn về phía trước mắt một đám thế lực hải uyên lân tộc hải thần truyền nhân trong mắt cũng là hiện ra khắc cốt lạnh ý cùng sắc ý hải thần điện cùng hải uyên lân tộc thù hận tự nhiên không cần nhiều lời hải thần truyền nhân cũng là ra tay trong tay kết xuất một chiếc đại ấn, có rời sông lấp biến oai. Sục sôi minh mông lực lượng phát tác, hóa thành bao phủ hết thầy sóng lớn, khuyết tán mà ra, âm, thậm chí long nguyên câu, đều là bị đế lui. Long ngược khí huyết sôi trào, hắn ánh mắt bên trong mang theo một vệt che lấp. Đầu tiên là thấy được quân tiêu giao khủng bố. Hiện tại, lại tại hải thần truyền trong tay người an quả đã. Hắn cảm giác rất là khó chịu. Đại nhân, bỗng nhiên, có một đám người. Khi tức bùng nổ trong đó bất ngờ cũng có ba vị đế cảnh cừu giả chính là ấn dấu hải thần điện tu sĩ trong đó liền bao quát trước đó xuất hiện qua vị bà lão kia đương nhiên còn có vị kia tên là lâm nhi nữ tử cũng ở trong đó tại tận mắt thấy hải thần truyền nhân xuất thể sao lâm nhỉ vô cùng kích động trắng nôn nghĩ đệ trên dung nhan đều là hiện ra một vệt kích động đỏ ửng vị nam tử này chính là bọn hàn hải thần điện hy vọng cuối cùng cũng là thái cổ tình thần hài nhân tộc cuối cùng sống lưng quả nhiên phù hợp nàng huyễn tử cao lớn, anh vũ, tóc vàng rối tung, khi tức ép buộc, có ngâm chiếm vạn biến chỉ thế, hải thần điện dư nghiệt, côn băng cốt ở nơi nào? có hải nguyên lân tộc cường giả quát lạnh nói, bọn hắn tới đây, một biết chủ yếu chính là tiên khí hải hoàng thần kích, cùng với côn băng cốt, hải thần truyền nhân nghe vậy khoe miệng trần ra một tia cười lạnh, trên người hắn hoàn toàn chính xác có một khối côn băng cốt, mã đổi thành một khối, tại hải thần điện một người khác trên tay, hiện tại cũng không biết ở nơi nào mong muốn côn bang cốt a à, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ tính mạng của các ngươi gì hải thần truyền nhân giọng mang sắc ý chỉ bằng mấy người các ngươi trương hải hoàng tộc một vị đế cảnh trưởng lão mã lộ khinh thường chỉ ý tăng thêm hải thần truyền nhân hải thần điện bên kia cũng là bốn vị đế cảnh cường giả mà hải uy lân tộc bên này một phương hoàng mạch liền có bốn vị đế cảnh cường giả tuy nói tam đại hoàng mạch tâm cũng không đủ nhưng ít ra bọn hắn có thế hệ định chờ giải quyết hải thần điện về sau lại riêng phần mình băng bản sự tranh đoạt cơ duyên Mù muộn hải thần chuyến nhân đối với cái này chẳng qua là một tiếng cười nhạo sau đó hắn giơ tay lên oanh trong chốc lát cái kia cần lơ lửng tiên khí hải hòa thần kích tự chủ khôi phục lưỡi kích rung động tản mát ra khủng bố vô biên uy năng gợn sóng ngươi vậy mà có thể thôi động có đế cảnh trưởng lão mặt sắc bông nhiên biến hóa coi như là dùng đế cảnh cường giả năng lực cũng xa xa vô pháp phát huy ra tiên khí chân chính lực lượng nhưng mà hải thần truyền nhân đạt được hải hoàng thần kích tán thành càng là sớm tại xa xưa trước liền làm xuống chuẩn bị hải hoàng thần kích bên trong có hải thân truyền tâm huyết của người ta lạc ấn để thôi cho nên cho dù thực lực của hắn bây giờ vô pháp ông hải hoàng thần kích nhưng bằng mượn tâm huyết lạc ấn hắn cũng có thể điều động hải hoàng thần kích bộ phận lực lượng thậm chí nếu hải hoàng thần kích chủ động đối địch diễu hải thần truyền miệng người bên trong bắn ra sát âm bản thân hả tu vi liền rất mạnh tại đế cảnh bên trong chiến lực tự đỉnh lại thêm có thế thôi động bộ phận hải hoàng thần kích lực lượng cố khí tức kia trong khoảnh khắc khiến cho chỉnh tòa cung điện bạo loạn không tốt mau lui lại hải uyên lân tộc vô số cường giả biến sắc bọn hắn lần này tiến vào người mạnh nhất cũng chỉ là đế bên trong cự đầu hơn nữa còn chấn thủ tại hải thần đảo bên ngoài hiện tại hải thần truyền nhân có thế thôi động hải hoàng thần kích bộ phận lực lượng còn thật không có vài vị cùng giai đế cảnh có thể ngăn trở hắn mấy người thoát ra trở ra nhưng mà cũng có không kịp người trực tiếp là bị hải hoàng thần kích tản mát ra kích ánh sáng quét chúng trong nháy mắt một phân thành hai bắc minh hoàng tộc bên này vào quân bảng cực tốc bắc minh tiên bắc minh tuyết đám người cũng là trước tiên lui rời cung điện ai nếu là quân công tử ở đây bắc minh tiên lại nghĩ tới quân tiêu giao nếu là hắn ở đây hắn là liên không đến mức nhường vị này hải thần truyền nhân khoa trương a bất quá cùng là nhân tộc quân tiêu giao đối hải thần điện đến tột cùng lại là thái độ gì còn nói không rõ ràng cho Hải Uyên lân tộc rút khỏi cung Hải Thần Truyền nhân tạm thời dừng tay, cũng không có đuổi theo ra ngoài. Trong cung điện, đại trận tiếp tục tại vận chuyển. Những cái kiên nã số sinh linh đều là hóa thành cuồn cuộn năng lượng, bị Hải Thần Truyền nhân hấp thu. Đại nhân, lão ẩu chờ Hải Thần Điện Tu sĩ đi vào Hải Thần Truyền nhân trước người, trên mặt cũng là mang theo kính cấn vẻ kính sợ. Ồ, các ngươi khổ cực, chờ ta tạm thời hồi phục điều tức, liền đem đám này Hải Uyên lân tộc chém. Yes. Hải Thần Truyền nhân sắc mặt mang theo lạnh lùng sát ý đại nhân cũng không thể khinh địch tại hải thần đảo bên ngoài còn có cự đầu cấp cường giả lão ông nói đế bên trong cự đầu hải thần truyền nhân nghe vậy cười nhạo một tiếng nơi này là thái hư hải cảnh cho dù là đế bên trong cự đầu cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực lại nhận huyễn cảnh mấy nhíu mặt khác ta còn có thể điều động hải hoàng thần kích lực lượng hôm nay ta liền muốn trước chém giết hải uy lân tộc bế bên trong cự đầu đòi lại một điểm tiền lãi hải thần truyền trong tay người nắm hải hoàng thần kích tóc vàng phất phới tuấn nghĩ như như pho tượng trên mặt ngưng kết băng hân sát ý một bên lâm nhi thấy bá khí sườn xương hải thần truyền nhân càng làm mẽ đến hoa cả mắt nan nhị không được tiến lên phía trước nói đại nhân trước đó một chỗ hải thần điện động phũ xuất hiện chúng ta vốn là nghĩ đem bên trong hải dương chi tâm mang tới cho đại nhân điều tức tu vi như lại bị người cướp đi, còn có một cái khác hối côn bằng cốt cũng tại trong tay người kia hải thần truyền nhân nhanh vậy khẽ nhíu mày Lâm Nhì cũng là giải thích một phiên. Thiên dụ tiên triều. Tiêu giao vương. À. Ngươi nếu nói hắn bị U Linh Thiền thu đi, này cũng là có chút phiền toái. Dù sao khối kia côn bằng cốt rất quan trọng, hải thân truyền nhân suy nghĩ lấy. Còn có một khối côn bằng cốt, hoàn toàn chính xác trong tay hắn. Mà chỉ có tập hợp đủ 5 khối côn bằng cốt, mới có thể tìm được côn bằng nguyên tổ truyền thừa. Trước giải quyết bên ngoài đám kia hải uy lân tộc, lại tính toán sau. Hải thân truyền trong tay người lưỡi kích khẽ đáo, dậm chân mà ra. Đúng. Còn lại biến thần điện cường giả tu sĩ cũng là đi theo phía sau. Lâm nhỉ nhìn xem hải thần truyền nhân Anh Tuấn bóng lưng rơi mắt xinh đẹp bê ly. Quá nhiên. Hải thần truyền nhân liên là thái cố tỉnh thân hải nhân tộc vọng Chỉ Quang. Trung bang ba hải thần đảo bên ngoài. Một đám hải uyên lân tộc sinh linh cũng là bỏ chạy ra tới. Vài vị đế bên trong cự đầu lập tức liền có cảm ứng. Ta mới vừa cảm ứng được hải thần đảo bên trong tựa hồ có minh mông gợn sóng bao phủ chuyện gì xảy ra có đế bên trong cự đầu hỏi thăm đúng vì kia hải thần truyền nhân còn có tiên khí hải hoàng thần kích có người giải thích nói mà bất quá nhiều lúc hải thần truyền nhân đám người cũng là xuất hiện ở trên hải thần đào phương hư không bên trong chu quanh hải uyên lần tộc cùng với mặt khác một chút thế lực sinh linh tu sĩ đều là quay quanh sắc mặt lãnh khóc hải thần truyền nhân ngươi đây là tự chui đầu vào lưới sao hải long hoàng tộc đế bên trong cự đầu đứng ra ánh mắt bẫy nghề mang theo lạnh ý mứa miệng tự chui đầu vào lưới tại đây thái hư hải cảnh bên trong ai là con mồi còn chưa nhất định hải thân truyền nhân cười nhạo một tiếng oanh hải long hoàng tộc cái kia tôn cự đầu trực tiếp ra tay rồi vô tận lực lượng pháp tắc xây dựng thành một đầu che khuất bầu trời hải long chảo cái kia cũ gơn sóng xa không phải bình thường đại để có thể sao đại đế thất trọng một bước tức cầu lên một lần thiên liên tiểu cảnh giới trên lệch đều rất rõ ràng chớ nói chỉ là đại cảnh giới chỉ ở giữa trên lệch bất qua có lẽ là bởi vì tại Thái hư hải cảnh nội dù cho đế bên trong cự đầu đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực bởi vì phát huy thực lực càng mạnh nguyên thần thức hại càng lại nhận Thái hư hải cảnh hạn chế nhưng dù vậy uy lực của nó cũng không phải bình thường đại đế có thế ngăn cản Hải thần truyền nhân thấy thế cũng là ra tay điều khiến Hải hoàng thần kích sắp bánh kích mang dâng lên mà ra và vứt phá vỡ biến trời nhất tiến vô tận sóng lớn theo này một kích khuếch tán ra tới Nhìn thật kỹ, cái kia sóng lớn rõ ràng là do Vô Tận Phù Văn tạo thành. Hải Thần truyền nhân bản thân liền thiên tư siêu tuyệt, cho dù không phải thiếu niên đế, nhưng cũng cực kỳ yêu nguyệt. Tại đế cảnh bên trong, đều tính là tuyệt đối cường thế cái kia một hàng. Lại thêm tiên khí hải hoàng thần kích, còn có Thái Hư hải cánh đối với đế bên trong cự đầu áp chế. Dần đến giờ phút này, cho dù là đối mặt đế bên trong cự đầu, Hải Thần truyền nhân cũng là không sợ chút nào. Ông kinh thiên tiếng va chạm vang lên, khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn chính là cái kia sắc bình kích mang trực tiếp là chăm phá hải long hoàng tộc cự đầu hải long chảo dư thế không giảm chăm kích mà dĩ oanh hải long hoàng tộc cự đầu lại lần nữa ra tay nhất kịch a chạm thân hình của hãn liên tục lui bước vẻ mặt cũng là thoáng có chút khó coi đường đường cự đầu lại bị thấp một cảnh giới tu sĩ chỗ đánh lui dây tuyệt đối là sỉ nhục mặc dù là có loại loại nguyên nhân nhưng cũng lệnh ánh mắt của hắn rất khó coi mà hải thần điện bên này một đám tu sĩ càng là hưng phấn không thôi lâm nhi càng là lộ ra một bộ mê muội biểu lộ hải thần truyền nhân liền đế bên trong cự đầu đều không sợ giờ khắc này lâm nhi thật cảm thấy bọn hẳn những năm này kiên trì đều không có uống phí hải thần truyền nhân có thể dần đầu bọn hắn trọng chân thuộc về hải thần điện vinh quang ồ dương nghiệt mà thôi làm sao có thể lật trời trương hải hoàng tộc còn có bắc minh hoàng tộc cự đầu cấp đại đế cũng là đứng dậy bọn hắn có ăn ý mặc kệ về sau như thế nào, trước mắt vẫn là trước giải quyết hải thần điện đám người này lại, đói. Mà hải thần truyền nhân thấy thế, cũng là không sợ, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bể nghỉ. Ngay tại kịch chiến hết sức căng thẳng thời khác, tâm ẩm. Tại thái hư hải cảnh chỗ càng sâu, tựa hồ có tình huống như thế nào phát sinh. Có minh mông gợn sóng truyền đến, mơ hồ trong đó còn có khả năng thấy, vô số trận văn hào quang đang lưu chuyến. Ồ, chuyện gì xảy ra? Lẽ là thái hư hải cảnh bên trong huyễn cảnh? không không phải huyền cảnh cái kia là chân thật khí tức trong lẽ thái hư hải cảnh nội còn có khác bảo tàng cái kia đột ngột xuất hiện khí tức ba động lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người hải thần truyền nhân ánh mắt lấp lánh tại hắn phong tồn trước hắn từng nghe nói bên trong hải thần điện có người đàm luận thái hư trung hải cảnh tựa hồ còn có mặt khác bí mật bất quá bọn hẳn lại tìm không thấy đầu mối gì không có chút nào manh mối chẳng lẽ hải thần truyền nhân trong mắt tỉnh mang lóc lên bây giờ hắn phá phong mà ra tự nhiên là muốn trọng trấn hải thần điện Má trọng trấn hải thần điện căn gì cần nội tình cần tài nguyên có lẽ cái kia chính là một cái đại cơ duyên lớn thời cơ chúng ta đi hải thần truyền nhân nói mang theo một đám hải thần điện tu sĩ đội không mà đi chúng ta cũng dị hải uyên lân tộc bên này thấy thế cũng là bỏ chạy tại thái hư hải cảnh chỗ sâu nơi này sương mù mông lung muôn vàn cảnh tượng biến hóa phảng phất thời thời khác khác đều có vô số huyễn cảnh ở đây lưu động mà liền tại này chỗ sâu nhất bất ngờ có một đạo bằng bạc vô biên bóng mờ tại sương mù bên trong nối lên cái kia bóng mờ như là thái cổ sơn nhạc một thật lớn cuồn cuộn vô cùng xuyên thấu qua sương mù nhìn lại rõ ràng là một đầu giống như vỏ sò so con hào đặc thù sinh linh hải thần điện đoàn người còn có hải uyên lân tộc đoàn người tuần tự đến tận đây làm thấy đầu này to lớn sinh linh lúc trong mắt đều là toát ra một vệt vẻ rung động đây là thận thú có hải tộc lấm bẩm nói bất quá nay cũng quá lợi, tại thái cố tỉnh thần hải bên trong, cũng tồn tại loại này thận thú, thận cảnh liền là chúng nó tạo nên. Bất quá thận thú, cũng là sườn núi nhỏ một kích cỡ tương đương, mà trước mắt đầu này thận thú, như là nguy nga thái cố sơn nhạc, không nổ vô đây là. Thiên thận, có hải tộc trưởng lão nói. Thiên thận, một loại sinh linh cực kỳ khủng bố, chính là thận thú bên trong vương giả. Phun ra ra thận khí, có thể trong nháy mắt nhường toàn bộ thế giới sinh linh trầm lân tại huyễn cảnh ở trong bây giờ đang ở thái cố tỉnh thần hải cơ hồ đã ất trích trang lẽ thái hư hải cảnh liền là đầu này thiên thận tạo thành cũng may dầu này thiên thận chẳng qua là một cỗ thi bằng không tất cả chúng ta cũng phải bị vây hết ở trong đó mấy người lòng còn sợ hãi thiên thận vẫn lạc sau hình thành thái hư hải cảnh đều khủng bố như thế hó mà đào thoát chớ nói chỉ là thiên thận khi còn sống các ngươi xem lê đo thân ở giữa lộ ra một cái khe mấy người ánh mắt nhìn đầu kia thiên thận ở giữa hoàn toàn chính xác có khe hở có rất nhiều trận văn hào quang treo bên trong lan tràn ra xen trước khi đến gợn sóng liền là từ trong đồ chuyển đến lúc này hải uyên lân tộc cùng hải thần điện tạm thời không có đối kháng mà là trốn vào ngày đó thận khe hở bên trong khi tiến vào về sau tất cả mọi người làm nẹn họng nhìn chân chối bởi vì thiên thận nội bộ rõ ràng là một cái bao la vô cùng không gian thế giới vô tận không gian trận văn đang lưu chuyển nếu là như vậy mọi người cũng không đến mức như vậy kinh ngạc rung động nguyên nhân là tại đây ngày hôm trước thận trong cơ thể bất ngờ có một tòa vô cùng to lớn cổ lão cung điện toàn bộ thiên thận nội bộ phát sáng mông lung mơ hồ có khả năng thấy rất nhiều tinh thần đang lưu chuyển thậm chí có mặt trời lên mặt trăng lạn chi cảnh tự tại lơn truyền ra thấy còn có minh mông thiên hạ theo cổ lão cung diện đỉnh bua xuống nhường nơi này càng thêm mông lung đây rốt cuộc là hết thảy tiến vào nơi này sinh linh đều là kinh hãi mơ hồ trong đó bọn hắn cũng đại khái hiểu trong lòng có suy đoán tựa hồ tại trong lúc vô tình bọn hắn phát hiện một cái cơ duyên to lớn bí tàng chương ba nghìn bảy trăm ba mươi có thay nói hải uyên lân tộc nhóm thế lực nay từ đầu tiến vào nơi này mục đích chủ yếu là vì hải hoàng thần kích cùng côn bảng cốt mà bây giờ chẳng ai ngờ rằng bọn hắn sẽ có này phát hiện mấy người quãng đi tầm mắt do xét này tòa cung điện cùng bình thường cung điện khác biệt nay tòa cung điện vô cùng to lớn cùng loại tố ong toàn thân mang theo một loại nào đó đồng thau màu sắc lộ ra mười điểm xưa cũ tràn ngập một loại cổ ý mã cùng cung điện chỉ có vài chỗ vào hộ môn khác biệt nay tòa cung điện không chỉ giống tổ ong cũng cùng tổ ong đồng dạng mặt ngoài trải rộng có rất nhiều lít nha lít nhít môn hộ tựa như từng cái hang động rõ ràng kiến trúc này không giống như là lấy ra ở người sinh sống càng giống là một loại nào đó tăng bảo địa chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại thái hư hải cảnh đầu này thiên thận trong cơ thế vậy mà có cơ duyên này dù cho hải nguyên lân tộc đều là có chút mộng tìm không thấy đầu mối mà lại để bọn hắn nghỉ ngơi là trước đó vì sao nơi này không có một chút động tĩnh bọn hắn tự nhiên không rõ ràng đây là bởi vì dược vũ mở ra nơi này cẩm chế mới khiến cho chỗ này bí tàng lại thấy ánh mặt trời mọi người tại đây mặc dù nghỉ hoặc nhưng cũng không do dự lập tức liền có hải tộc cường giá động khôn đấy ra trong đó một cánh cửa tiến vào bên trong nhưng mà bất quá một lát trong đó chính là truyền đến một tiếng hét thảm hình như có huyết khí dâng lên mà ra cái này tất cả mọi người hơi hơi giật mình xem ra này tầng bảo điện cũng không phải cái gì đất lành tổng cộng có chín chín trăm chín mươi chín chỗ môn hộ trong đó tuyệt đại đa số đều là tử môn tiến vào sẽ có đại hung hiển bắc minh hoàng tộc bên này tao du nhìn thoáng qua thân là nguyên sư nàng tự nhiên có phương diện này thiên phú mà lại nàng nhìn thấy cái kia trên điện phủ có rất nhiều trận văn đang lưu truyền trong đó một chút trận văn để cho nàng cảm giác có chút quen thuộc. Cũng dòng dõi địa sư có quan hệ sao? Tăng Du trong lòng thì thào. Mặc dù liên bà bà cho nàng là thiên sư nhất mạch truyền thừa, nhưng nàng thân là nguyên sư, tự nhiên cũng đã lập một chút dòng dõi địa sư thủ đoạn. Dù sao thiên sư, địa sư đều là nguyên sư bên trong cổ xưa nhất nguồn gốc. Tăng Du thậm chí suy đoán, chẳng lẽ cái này là 13 bí tàng bên trong địa môn bí tầng? Bất qua Tăng Du cũng hết sức cẩn thận. Quân tiêu giao không ở đây, nàng cho dù có suy đoán cũng tạm thời sẽ không cùng bác minh hoàng tộc người nói tại tăng du trong lòng duy có quân tiêu giao liên bà bà số ít mấy người là nàng có khả năng trăm phần trăm tín nhiệm mặc dù cái kia trong cung điện có rất nhiều hung hiếm nhưng tất cả mọi người cũng đều rõ ràng trong đó tuyệt đối sẽ có kinh người bí tầng cho nên mọi người cũng là bắt đầu diêu phản mình tiến vào bắc minh hoàng tộc bên này tăng du mang theo bắc minh tiết đám người lựa chọn một chỗ môn hộ tiến vào bên trong Dòng điện phủ cũng có đặc thù không gian pháp tắc, mà lại cực kỳ hỗn loạn, một chút sinh linh. Coi như may mắn, không có bước vào tử môn, tiến vào bên trong về sau. Cũng sẽ ngẫu nhiên rơi vào nơi nào đó. Trương Hải Hoàng tộc bên này, Thương Vũ Sang cùng Thương Lộ Nhi, tại tiến vào bên trong về sau. Cùng đại bộ đội tẩu tán, chỉ có lĩnh tỉnh vài vị Thương Hải Hoàng tộc sinh linh cùng với các nàng. Thương Hải Hoàng tộc cái vị kia cự đầu đế cũng không biết ở nơi nào. Tại các nàng trước mắt xuất hiện chính một tòa tọa tượng là tảng đá lũy thế mà thành cung điện các nàng thân ở hành lang dài giang dọc bên trong hai bên đều là cao ngất đến không biết phần cuối vách tường căn bản không có khả năng bay qua tiên mặt tường có đặc thù trận văn gia chỉ cũng không có khả năng đánh vỡ tỷ tỷ chúng ta đây là ở dâu bên trong tương lộ nhi có chút sợ hãi đừng nóng vụt chúng ta bây giờ muốn tìm tới trưởng lão bọn hàn lại thăm dò nơi này thương vũ san nói nàng cũng xem như chấn định mà bất quá một lát sao tại cuối hành lang bỗng nhiên có lần lượt từng bóng người xuất hiện tản mát ra khí tức cường đại rõ ràng là một chút đạo bình cũng không phải là còn sống sinh linh mà là khôi lỗi đạo binh khôi lỗi vừa thấy được vật sống chính là phát động công kích mà lại những không tốt lỗi này tu vi cực kỳ không yếu trong đó có chuẩn đế cấp khôi lỗi đạo binh thương vũ san đám người sắc mặt nhất biến các nàng cùng vào tới khôi lỗi đạo binh chiến đấu nhưng mà coi như các nàng đánh lui đánh nát một chút đạo binh đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng khôi lỗi đạo binh vào tới. Đây chẳng lẽ là một chỗ nơi tập luyện, thương vũ san sắc mặt có chút khó coi. Các nàng đối với chỗ này đều không hiếu nhiều lắm. Nếu như hiểu, là có thế biết thân là người ba bí tàng bên trong địa môn bí tàng, nghĩ muốn lấy được trong đó cơ duyên. Tự nhiên không đơn giản. Cái này khôi lỗi đạo binh, chính là địa môn nhất mặt đặc hữu khôi lỗi, lúc trước luyện chế ra rất nhiều, dùng tới chấn thủ bí tầng. Thương vũ săn đám người ở trong hành lang tìm kiếm đường ra, nhưng nhưng căn bản tìm không thấy hướng đi. Thông hướng mặt khác lối đi lô hống, phẳng phất có thể trong chớp mắt sinh ra ngàn vạn loại biến hóa. Này cũng là địa môn nhất mạch biến ảo chỉ trận. Phốc phốc. Tại Thương Vũ San bên cạnh, một vị thương hải hoàng tộc sinh linh bị một có khối lỗi đạo binh trên thùng thân thể. Tỷ tí, Thương Lộ Nhi vẻ mặt đã là trắng bệch. Nếu là Diệp công tử ở đây liền tốt. Thương Vũ San bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Vũ. Diệp Vũ thân là ngươi sư, mặt đối dưới mất tình huống, hẳn là có chỗ ứng đối phương pháp mà một lát sau còn lại vài vị thương hải hoàng tộc sinh linh đều là bị đánh hy chỉ còn lại có thương vũ san cùng thương lộ nhi thương vũ san thân là thương hải hoàng tộc hoàng nữ tự nhiên có hộ thân đồ vật nàng tế ra một kiện bí bảo biến thành một ngụ úi lồng ánh sáng màu xanh lam đưa nàng cùng thương lộ nhi bao phủ bất quá đối mặt rất nhiều lít nha lít nhít khôi lỗi đạo bình coi như là này bí bảo cũng chống đỡ không được quá lâu một đoạn thời khác kết kết cái kia bí bảo lồng ánh sáng cuối cùng phá toái. Thương Vũ San cản răng, Thương Lộ Nhi càng là hù đến mặt môi trắng bệch. Nhưng vào lúc này, những cái kia vọt tới khôi lõi đạo binh, bông nhiên không động. Tựa như ngừng kết. Thương Vũ San cùng Thương Lộ Nhi đều là thần sắc dừng một chút, trong đôi mắt đẹp lộ ra nghỉ hoặc. Mà lập tức, các nàng con ngươi một trầu. Nhưng thay cái kia tập trung khôi lõi đạo bân, phát tán hai bên. Một đạo thân ảnh, theo bên trong đi ra. Chính là Diệp vũ Diệp Phú đại ca, Diệp công tử, Thương Vũ San cùng Thương Lộ như hai nữ, đều là lộ ra kỳ lạ vẻ ngoài ý muốn. Hai vị cô nương, không có sao chứ? Diệp Phú trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt. Diệp công tử, đây là. Nhìn xem những khối lỗi kia đạo binh, Thương Vũ San cảm giác, chúng nó hiện tại giống như nhận lấy Diệp Phú điều khiển. Kỳ thật những khối lỗi này đạo binh, chỉ cần dùng phương pháp đặc thù, liền có thể điều khiển. Bất quá người bình thường tự nhiên là không rõ ràng, Diệp Phũ mỉm cười. Cái này khôi lỗi điều khiển chi pháp, tự nhiên là hắn theo cái kia địa môn tổ tiên khô lâu bên trên học đến. Diệp Phũ trước hết nhất tới đây. Mở ra bí tầng. Ở trong đó trước tìm kiếm vơ vét một phiên. Bất quá mặc dù hắn có được thanh đồng la bàn, cũng không có khả năng lập tức trường khống toàn bộ địa môn bí tả Mà sau đó không lâu, hắn chính là cảm ứng được thương vũ gian, thương lộ nhi đám người khí tức, thế là liền xuất thủ tương trợ. Dù sao này một phần quan hệ, hắn vẫn là nghĩ duy trì không có mấy cái hồng nhan, tính là gì thiên mệnh chi nhân, khí vận trì tử. Đa tạ dập công tử cứu giúp, thương vũ san trên mặt cũng là lộ ra một vệt cảm kích. Trước đó, nàng theo thương lộ nhi nơi đó nghe nói. Diệp Vũ có vẻ như nhận biết quân tiêu giao, mà lại đối với hắn tựa hồ không quá cảm mạo dáng vẻ. Sau này, thương vũ san nghĩ thăm dò quân tiêu giao thái độ, kết quả bị hắn vô tình cự tuyệt, mất di mặt mũi. Mà bây giờ dâu, quân tiêu giao bị U Linh Thiền thu đi. Cơ hồ thập tử vô sinh, Ma Diệp Vũ lại cứu tính mạng của các nàng, Thương Vũ Sang bỗng nhiên cảm giác có chút vui mừng. May mắn khi đó quân Tiêu Giao cử tuyệt nàng, không phải nếu là các nàng Thương Hải Hoàng tộc cùng quân Tiêu Giao hỏa hoàn quan hệ, khẳng định sẽ để cho Diệp Vũ không thích. Diệp Vũ không thích, hiện tại liền sẽ không xuất thủ cứu các nàng. Quả nhiên hết thảy đều là tốt nhất an bài. Chương ba nghìn bảy trăm ba mươi Diệp công tử tiếp xuống chúng ta đồng hành đi. Thương Vũ Sang suy nghĩ một chút nói thân là thương hải hoàng tộc hoàng nữ nàng còn chưa bao giờ như vậy chủ động mời một vị nam tử đồng hành bất quá tại trước mắt như vậy trong hoàn cảnh cũng chỉ có diệp Phú có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn cái này được a à. diệp Phú khẽ gật đầu này loại bị mỹ nhân xem trọng cảm giác hoàn toàn chính xác rất không tệ đáng tiếc diệp Phú âm trầm lắc đầu hắn đã lòng có sở thuộc những cô gái này cũng chỉ có thể làm hồng nhan trí kỷ trong lòng của hắn duy có vị kia tên là sư sư nữ tử trong mắt Hần, sư sư vẻ đẹp hoàn toàn không phải thương vũ san đám người có thế do, so, hoàn toàn không tại một cái thế giới ở kiếp trước huyền cơ tình sư sư có thể xương đẹp nhất người liên tô cẩm lý cùng muội muội của hần thanh nhi tại sư sư trước mặt đều có chút một tia ảm đạm diệp vũ tiên tướng sư sư coi như đi tới nơi này thương mang tình không cũng tuyệt đối là một vị danh chấn tình không tuyệt thế tiên tử mỹ nhân chẳng qua là tên của nàng khả năng có thay đổi không phải nguyên danh giống như tô cẩm lý như vậy Diệp Vũ cũng đã ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ hãn triệt đế phát dục, quật khởi, thực lực mạnh lên đến có khả năng đi dạo thương mang sao. Hân Liên muốn đi tìm tìm trong suy nghĩ nữ thần. Diệp công tử, chúng ta gì thôi. Thương Vũ san nhắc nhở. Diệp Vũ lấy lại tính thần, khẽ gật đầu. Liên tại bọn hắn muốn muốn rời khỏi thời khắc. Bỗng nhiên, một đạo anh tuấn thân ảnh xuất hiện tại đây mảnh lối đi, khi tức như hắn như biến bốc lên. Thân mang hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hải lam thần kích mái tóc đài vàng óng tối tung như một tôn khỏe mạnh chiến thần rõ ràng là hải thần truyền nhân hắn chỉ có một người rõ ràng cũng là cùng hải thần điện tu sĩ khác đi rời ra thấy diệp vũ cùng với chung quanh những cái kia ngưng trệ bất động khôi lỗi đạo binh hải thần truyền nhân trong mắt lóe lên một vệt dị quang hải thần truyền nhân thương vũ san cùng thương lộ nhi nhìn thấy người tới ngày mặt đều là nhất biến hải thần truyền nhân bản thân thực lực tăng thêm tiên khí hải hoàng thần kích lực lượng khiến cho hắn ở chỗ này đều có thế cùng đế bên trong cự đầu tách ra vật tay tuyệt đối không phải là các nàng chỗ có thể chống đỡ trương hải hoàng tộc hải thần truyền nhân trong mắt có lãnh ý đối với hải uy lân tộc toàn bộ sinh linh hải thần truyền nhân đều lòng có sát khí bắt quá ánh mắt của hãn trước rơi vào trên thần diệp vũ ngươi tựa hồ có thế điều khiến nơi này khôi lỗi chẳng lẽ là một vị nguyên sư diệp vũ mặt không đối sắc hắn sớm rời di hải thần đảo tự nhiên không rõ ràng hải thần truyền nhân xuất thể tình huống nhưng theo thương vũ gian chờ miệng người bên trong hắn cũng biết vì này hắn là hải thần điện phong tồn cường giả mà lại tay hắn câm đầu vật chính là tiên khí nếu là bỏ qua một bên tạo hóa thiên môn khí linh anh sang phỏng diệp vũ thực lực bản thân tuyệt đối vô pháp cùng hải thần truyền nhân chống lại phải thì như thế nào ngươi muốn thế nào diệp vũ thản nhiên nói hải thần truyền có người nói ngươi đã là nhân tộc cái kia cũng cần phải đứng tại nhân tộc lập trường hà tất trợ giúp hải nguyên lân tộc cùng ta đồng hành nơi này bảo bối, ngươi có thế được chia một bộ diệp vũ mắt biến sắc huyễn. hải thần truyền nhân này thuận miệng nói, hắn cũng sẽ không tin. nếu ta cự tuyệt đâu? diệp vũ nói. hải thần truyền nhân cười một tiếng, trong tay hải hoàng thân kích khẽ đảo, như cự tuyệt, đó chính là nhân tộc phản đồ, phản đồ luôn luôn so kẻ địch đáng hận hơn. diệp vũ nghe được đều là âm trầm nhíu mày. này hải thần truyền nhân, một bộ vì nhân tộc suy nghĩ bộ đáng, nhưng hắn hải thần điện có thể đại biểu cả nhân tộc sao? thật có lỗi diệp mẫu cùng ngươi không thích hợp diệp vũ lãnh đạm nói đáng tí hải thần truyền nhân khẽ lắc đầu sau đó một kích hoành ra bên mông pháp tác trí quang bắn ra ngợn sóng khủng bố đến kinh người diệp vũ cũng là điều khiến rất nhiều khôi lỗi đạo binh cùng nhau xông về phía hải thần truyền nhân những khôi lỗi này đạo binh thực lực đều không tầm thường nhưng hải thần truyền nhân quá mức mạnh mẽ trong tay càng là có tiên khí nơi tay có thể tự chủ bần ra bộ phận uy năng sáng chói kích mang lóe lên liên mi khôi lỗi đạo binh bị chém vỡ sụp đầu vì vô số mảnh vỡ. Hai vị cô nương, chúng ta gì? Dược Phũ nói. Hắn cũng biết, chính mình không phải hải thần chuyên nhân đối thủ. Muốn đi. Hải thần truyền nhân ánh mắt lãnh khóc, một tay bóp phiên hải ấn chấn áp mà xuống, một tay hải hoàng thần kích lại lần nữa quét ngang mà ra. Diệp Phũ thấy thế, trực tiếp tê ra một phương hào quang sáng chói đạo đài. Này đạo đài tỏa ánh sáng, trực tiếp bao phủ Diệp Phũ, thương vũ gian, thương lộ nhi ba người. Thân hình trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ, Ồ, chiêu thức thất bại, hải thần truyền nhân lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ồ, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng các ngươi trốn không thoát. Hải thần truyền nhân thu kích, thân hình lao đi. Nay tại thế lực khắp nơi sinh linh, tại bi tầng này bên trong thăm dò di sâu lúc, tại bi tầng bên ngoài, quân tiêu giao thân ảnh rốt cục xuất hiện. Giờ dị u linh thiền về sao? Hắn đi trước hải thần đào do xét một phiên, phát hiện vị kia hải thần truyền nhân đã phá phong xuất thế, sau đó liên cảm ứng được địa môn bí tàng chỗ cùng là 13 bí tàng một trong này địa môn bí tàng hẳn là sẽ không so hoàng tuyền bí tàng kém đi nơi nào hy vọng đừng khiến ta thất vọng a à. quân tiêu giao nỉ non mà hậu thân hình là tan biến tại chỗ tiến vào thiên thận thể nội không gian tại bí tầng bên trong một chỗ khác có hai bóng người đẹp đẽ cũng tại mê cung tường đá trong hành lang tìm kiếm chính là bắc minh tiết cùng tang du hai nữ khi tiến vào bí tầng lúc các nàng đều là gặp hỗn loạn không gian pháp tắc cho nên bắc minh tuyết cùng bắc minh Tiên còn có bắc minh cường giả của hoàng tộc thất lạc bất quá cũng may tang du cùng với nàng thân là nguyên sư dưới loại tình huống này tự nhiên là trọng yếu nhất là tang du cũng xác thực thông qua một chút nguyên thuật lấn tránh rất nhiều hung hiểm còn có rất nhiều đạo binh khôi lỗi cũng là bị các nàng chỗ này qua tang du cố nương có thể xác định phụ thân ta bọn hẳn chỗ phương vị sao bắc minh tuyết hỏi ngô tạm thời còn không được nơi này đều là bao phủ trận pháp không chỉ có hạn chế chấn áp tu vi lực lượng mà lại cũng che giấu thần hồn cảm giác trừ phi nguyên thần tu vi đặc biệt mạnh mới có thể có chỗ hiệu quả tang dù nói bắc minh tuyết nhẹ gật đầu tuyết chàng mí mắt hơi hơi rủ xuống một bên tang dù thấy không khỏi hỏi tuyết cô nương chẳng lẽ ngươi còn tại lo lắng công tử dường như bị nhìn xuyên bắc minh tuyết như băng như tuyết trên dung nhai lái lên một vệt ứng đỏ dù sao có ta nguyên nhân ở bên trong. Cái kia U Linh Thiền cũng xác thực quá mức thần bí quỹ dị. Ta cảm thấy, tuyết cô nương không cần lo lắng quá mức. Tăng Du nói. Đối với quân tiêu giao, ta Du đã là một loại gần như sùng bái thần chỉ cảm giác. Hy vọng như thế. Bác Minh Tuyết nói. Ngay tại hai nữ nói chuyện với nhau thời khác, bỗng nhiên, phía sau có một chút thân ảnh xuất hiện. Bác Minh Tuyết lập tức đã nhận ra, nhìn một cái, biểu lộ hơi hơi biến hóa. Hiện thân một đám người không phải bắc minh hoàng tộc mà là hải long hoàng tộc quan trọng nhất là hải long hoàng tộc cái vị kia đế bên trong cự đầu bất ngờ cũng ở trong đó tại bắc minh tuyết phát hiện bọn hắn thời điểm hải long hoàng tộc đoàn người cũng là trước tiên chú ý tới bắc minh tuyết một chút hải long người hoàng tộc biểu lộ lúc này liền miền nước hải long hoàng tộc cùng bắc minh hoàng tộc quan hệ có thể không tính là hài hòa hải long hoàng tộc cái vị kia cự đầu đế tầm mắt thì là rơi vào tang du trên thân lé lên một vệt ánh sáng sau đó hướng đi các nàng Trương ban 1736, thấy Hải Long hoàng tộc đoàn người tiếp cận. Bác Minh Tuyết Ngọc Nhan bên trên mang theo một vệt vẻ cảnh giác, một bên Tang Du, trong mắt cũng là toát ra một vẻ địch ý. Quân Tiêu giao cùng Hải Long hoàng tộc quan hệ không tốt, công tử kẻ địch, chính là nào Tang Du kẻ địch? Long Tường tiền bối, các ngươi đây là? Bác Minh Tuyết hơi hơi nhăn lông mày. Hải Long hoàng tộc vị này đế bên trong cự đầu, tên là Long Tường, chính là Hải Long hoàng tộc cao tầng bên trong một vị bối phận địa vị khá cao trưởng lão trước mắt bắc minh tuyết cùng tang du tự nhiên không có khả năng đối kháng bọn hắn bắc minh hoàng tộc tiểu nha đầu dùng làm bản đế sẽ ra tay với ngươi sao dường như nhìn ra bắc minh tuyết tâm tư long tường trưởng lão lộ ra một vệt ở trên cao nhìn xuống dạng mạc tuy nói hải long hoàng tộc cùng bắc minh hoàng tộc tranh đấu dây vắt nhưng ít ra còn duy trì lấy mặt ngoài ổn định hài hòa nếu là bắc minh tuyết chết rồi bị bắc minh hoàng tộc phát hiện Vậy sau hải nguyên lân tộc sẽ sinh ra đại động đăng. Mà bây giờ, còn không phải lúc. Lại nói, Bắc Minh Tuyết mặc dù thiên tư yêu nghiệt, nhưng ít ra hiện tại, còn không bị cự đầu cấp đại đế không đế trong mắt. Vậy vân bối liền cáo tử. Bắc Minh Tuyết hơi hơi chấp tay. Muốn cùng Tăng Du rời đi. Chậm rãi, Long Tường trưởng lão lại, nói. Ngươi có khả năng đi, nàng lưu lại. Long Tường trưởng lão nhìn về phía Tăng Du. Bắc Minh Tuyết biến sắc, long tường trưởng lão năng là thiên dụ tiên triều tư giao vương người bắc minh tuyết nói hé nào ngươi muốn cầm thiên dụ tiên triều tên tuổi ép ta cái kia không biết tốt xấu tiêu giao vương đã ngã xuống tại u linh thiền hắn cái này tôi tớ cũng là có chút ý tứ long tường trưởng lão lãnh đạm nói lúc trước hắn liền chú ý tới tang du là một vị nguyên sư bọn hắn hải long hoàng tộc mang tới vị kia nguyên sư cảm giác cũng không bằng tang du tại trước mắt này loại bí tăng trong hoàn cảnh một vị nguyên sư tác dụng không thể nghĩ ngờ thậm chí có thể giúp bọn hần tìm tới càng nhiều bảo bối bí tàng cho nên long tử trưởng lão tự nhiên là không thể nào buông tha tang du nhưng mà nghe được long tử trưởng lão ta du lại không biết theo ở đâu ra dũng khí lấy nàng lớn nhất giọng hô công tử mới không có việc gì mà lại na hết cũng không sẽ giúp các ngươi làm bất cứ chuyện gì mặc dù là lớn nhất tiếng nói nhưng nghe vào cũng vẫn như cũ giống như là ác màu gào thách. lớn mặt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt long tường trưởng lão còn không nói gì hắn bên người vài vị hải long hoàng tộc tộc nhân đột đập quát lớn bọn hắn vốn là đối quân tiêu giao có một bụng oán khí quân tiêu giao để bọn hẳn hải long hoàng tộc mặt đều vứt sạch hiện tại đối quân tiêu giao người bên cạnh tự nhiên không có gì hào sắc mặt long tường trưởng lão thì biểu lộ đạm mạc nói nguyện ý hoặc không nguyện ý đó cũng không phải là ngươi nói tính ta à, còn không người dám vi phạm thân là một tôn đế bên trong cự đầu ở lâu cao vị long tường trưởng lão tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn hắn còn không tin một tiểu nha đầu có thấy trong tay hắn lật ra cái gì bọt nước tang du cô nương bắc minh tuyết cũng làm bí mật truyền ổng muốn cho tang du tạm thời thỏa hiệp dù sao tang du cũng không phải bác minh hoàng tộc người long tường trưởng lão yết bắc minh tuyết có lẽ còn có diều cố kỳ nhưng yết một cái tang du có thế là không có áp lực chút nào nhưng mà tang du tính cách mặc dù yếu ớt đối mặt người sống lúc càng là có loại sợ hãi bộ dáng thế nhưng hiện tại nàng ngoài ý muốn cố chấp cùng kiên quyết nàng không lại trợ giúp cùng quân tiêu giao đối nghịch kẻ địch long tường trưởng lão ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái cũng là có dũng khí có thể này sao lại không phải một loại ngu sần long tường trưởng lão trực tiếp là một trưởng cầm lấy tăng du thân là nguyên sư tăng du còn có tác dụng long tường trưởng lão nghĩ trước đem hắn chấn áp một vị đế bên trong cự đầu ra tay sao mà khủng bố coi như nơi này có đủ loại hoàn cảnh hạn chế áp chế cái kia cũng tuyệt không phải ai cũng có thể gánh vác được bắc minh tuyết biến sắc nhưng cũng bất lực tăng du cũng là cảm thấy một cỗ thao thiên áp lực phảng phất cả mảnh trời không đều đố sụp mà xuống công tử tăng du tâm siết chặt nàng mặc dù cũng có một chút thủ đoạn nhưng cùng đế bên trong cự đầu trên lệch thực sự quá lớn mà liên tại như vậy cực hạn dưới áp lực tăng du trong đầu bỗng nhiên lấy lên một chút áo ảnh những cái kia ảo ảnh nàng cũng từng gặp tại vãng sinh động lúc nàng tại vãng sinh hồ bên trong lên lờ mờ vặp qua cái kia mông lung cảnh tượng cái đó tang du lòng đầy nghỉ hoặc mà đúng lúc này một đạo kiếm mang nương theo lấy bảy đạo tiên thiên sát đạo pháp thì dâng lên tới trực tiếp chém về phía long tường trưởng lão xuất trường tay người nào cảm thụ được cái kia cỗ lăng lệ kiếm thế cho dù là thân là đế bên trong cự đầu long tường trưởng lão vẻ mặt đều là xuất hiện biến hóa chẳng lẽ là bắc minh hoàng tộc cự đầu đế xuất hiện hắn đảo tay vồ một cái lực lượng pháp tắc dâng lên mà ra đế bên trong cự đầu so với bình thường đế cảnh mạnh hơn một cái đại cảnh giới tự nhiên là có nguyên nhân hắn hùng hồn pháp tắc lực lượng cùng đối với pháp tắc lý giải so với bình thường đế cảnh cường giả phải cường đại quá nhiều thì triển lên đủ loại pháp tắc thân thông tự nhiên cũng là xuất thần nhập hóa long tường trưởng lão một cái tay đều là trong nháy mắt bao trùm lên màu xanh biển long lân hiện bắn như kim loại lạnh lẽo cứng dần sáng bóng mà khi hắn tìm kiếm lúc vẻ mặt đột nhiên biến hóa cái kia kéo tới kiếm quang đúng là trực tiếp cắt ra bàn tay của hẳn long lân căn bản không được mảy may tác dụng đủ loại lực lượng pháp tắc dâng lên cũng không cách nào ngăn cản cái kia kinh khủng kiếm mang tiết sạch long tường trưởng lão gấp vội rút thân trở ra để huyết phun tung tóe nửa bàn tay trực tiếp bị chém đi phải biết hắn như là một vị cự đầu không phải bình thường đại đế có thể so hôm nay tới đây mặt khác hai lớn hoàng tộc cự đầu thực lực cũng là cùng hãn tại sàn sàn với nhau không có khả năng như vậy thương hắn. Là ai? Long tường trưởng lão gầm thét, thậm chí cảm thấy đến, chẳng lẽ là nơi đây bí tàng thú hộ giả. Nơi ra, một đạo thân ảnh hiển hiện, lời nói mang theo vô biên lạnh ý cùng sát ý. Ta quân tiêu giao người bên cạnh, cũng là người một cái tạp trùng có thế di động, tiếng nói truyền đến. bắc Minh tích công tử, tiếu lộ lập tức sửng sốt, sau đó đôi mắt đẹp không thế tin nhìn về phía nơi ra. Tăng du khuôn mặt cũng là lộ ra mừng tỡ. Bắt quá, so với bắc minh tiết giật mình nàng đối với quân tiêu dao còn sống cũng là vạn phân vững tin cho nên cũng không kinh ngạc cái gì là ngươi long tường trưởng lão nhìn người tới cũng lã lấy làm kinh bãi tỵ kia thiên dụ tiên triều tiêu giao vương không phải là bị u linh thiền một đợt mang đi sao mà lại ngươi một bước tới nói quân tiêu giao cảnh giới thực lực sao có thể làm hương hắn vị này cự đầu một đám hải lý cá trạch hết lần này đến lần khác khiêu khích quân mõ xem ra muốn thật đế cho các ngươi chảy máu, mới biết được đau. Quân tiêu giao tấn giật vô song gương mặt, là một mảnh như loại băng hàn đạm mạc, bao che khuyết điểm. Có thể là thật sâu cắm dễ tại quân gia trong huyết mạch thuộc tính, quân tiêu giao cũng là như thế. Ai dám đánh bên cạnh hắn người chú ý, người nào liền phải trả giá đần. Tiêu giao vương, mặc dù không biết ngươi là như thế nào may mắn, treo u linh thiên bên trên chạy trốn, nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói chuyện với ai, long tường trưởng lão sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, cái kia chỉ dãy mất tay cầm cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đế bên trong cự đầu cao một cảnh giới chính là ngày đêm khác biệt quân tiêu giao tại hải long hoàng tộc mặc dù từng trần áp long ấp trưởng lão nhưng cũng chỉ triển lộ ra đế cảnh tu vi mà tại trước mắt như vậy hoàn cảnh mặc dù đế bên trong cự đầu thực lực cũng sẽ là phải hạn chế nhưng như thế nào gì nữa cũng không đến mức không đối phó được một vị đế cảnh người chết không cần nói nhảm quân tiêu giao dương tay vồ một cái đại la kiếm thai rơi vào trong lòng bàn tay ngước khí dạ mạc cần rỡ long tường trưởng lão trên người đế khí dâng lên đế đạo hào quang tràn ngập cự đầu cấp đế đạo hào quang như là vạn cố rượu dương sáng chói mặc dù nhận áp chế ngợn sóng cũng là vô cùng kịch liệt quân công tử cẩn thận bắc minh tuyết không khỏi thất sắc mặc dù quân tiêu dao ở trong mắt nàng hết sức thần bí thực lực thâm bất khả chắc nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là một tôn chân chính cự đầu chương ba đế cảnh thất trọng một bước trào lên một lân thiên đế cảnh cùng đế bên trong cự đầu trên lệch một cái đại cảnh giới có thể nói là ngày đêm khác biệt nếu là bình thường quyết đấu cái kia căn bản không có máy may lo lắng nhưng vấn đề là quân tiêu giao là người bình thường sao oanh long tường trưởng lão trực tiếp ra tay rồi treo hắn ra tay cả vùng không gian đều đang run giấy lực lượng pháp tắc sôi trào bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc tù trải rộng đủ loại cổ lão trận văn sinh ra một loại áp chế bằng không, long tường trưởng lão này tùy ý ra tay, thiên địa tình thần đều phải vẫn diệt. Giờ phút này, Long tường trưởng lão khí tức đáng sợ, tựa như một đầu vạn cổ chân long, khiến cho thiên địa đều tại chấn động. Cho hẳn lấy tay oanh ra. Trong hư không, nối lên một đầu hải long hư ảnh, dương nanh múa vuốt, xé rách cần khôn. Có thể nói, một kích này cũng đủ để đem một vị đế cảnh trọng thương. Quân Tiêu giao thấy thế, cũng là không sợ chút nào bên ngoài cơ thể chờ chống trăm đạo pháp lực miễn dịch thần hoàn đang không ngừng luân chuyến nhưng mà long tường trưởng lão một trưởng oanh đến đúng là trực tiếp phá vỡ rất nhiều thần hoàn không thể không nói để bên trong cự đầu so với trước đó quân tiêu giao gặp phải một chút đại đế thực lực đều cường đại hơn quá nhiều cho dù là tại trước mắt bị áp chế hoàn cảnh cũng phát huy ra vượt xa đế cảnh thực lực đối lại mặt khác đề cảnh liên phá mở quân tiêu giao pháp lực miễn dịch thần hoàn đều tố sức ta à, người cái này thất xác được chính mình thi triển ra thần thông uy lực tầng tầng bị suy yếu long tường trưởng lão cũng là lộ ra một vệt kinh ngạc à. vị này tiêu giao vương đủ loại kỳ quái thủ đoạn cũng không phải ít quân tiêu giao trước người lại lần nữa hiện ra một ngụm to lớn hắc động phang phất có thể chứa hạ nhật nguyệt luyện hóa càn khôn chính là thôn phệ áo nghĩa cụ tượng thể hiện thôn giới hắc động hắc động vừa ra có thể thôn phệ luyện hóa chư giới long tường trưởng lão đầu kia hải long trực tiếp là bị nuốt vào trong đó làm hao mòn là giả không ngươi tiểu tử này, Long Tường trưởng lão ánh mắt cũng là chìm xuống, thủ đoạn khác lại biến bóp lên ấn quyết, lập tức nơi này có cuồn cuộn sóng lớn đơn trào. nhìn kỹ, cái kia trong đó tái lên mỗi một giọt nước, vậy mà đều là một ngươi sao? võ tận tĩnh thần hội tụ mà thành cuồn cuộn ngân hà tình sóng, nay tính sóng cuồn cuộn mà đi, đơn giản như là màng lớn ngân hà vô tận tình thần miền ép mà đi, thủ đoạn khủng bố tới cực điểm. đây là Hải Long Hoàng tộc một môn cường đại thần thông tình sóng đảo sóng quyết có thể nói nếu là tại bên ngoài dùng long tường trưởng lão đế bên trong cự đầu thực lực thi triển ra chiêu này cuồn cuộn tĩnh sóng có thể trong nháy mắt đen rất nhiều sinh mệnh ngươi sao bao phủ ma diệt hóa thành hư vô mà quân tiêu giao đối với cái này trao qua là một quyền oanh kích mà ra muốn hết thấy quân tiêu giao động tác long tường trưởng lão ánh mắt bộc lộ một vệt lạnh lùng nhưng mà quân tiêu giao một quyền này túc dục hơn một ức tu di thế giới lực lượng đối mặt cái kia vô tận tĩnh thần áp bách quân tiêu dao trong cơ thể đồng dạo có võ cùng thế giới lực lượng tại dâng lên mà ra âm ẩm nơi này lập tức phát sinh chấn động mạnh tang du bắc minh tuyết còn có hải long hoàng tộc một nhóm sinh linh cũng là vội vàng thối lui đến nơi xa ông ông âm cái kia tỉnh sóng bên trong vô số người sao trực tiếp là tại quân tiêu giao một quyền này phía dưới nổ tung quân tiêu giao một quyền liền phá vỡ hải long hoàng tộc cường đại thần thông ngươi long tường trưởng lão đều là hơi sững sờ cái này tiêu giao vương làm sao cảm giác có chút tà môn còn không đợi hẳn chi nghĩ nhiều quân tiêu giao trong tay đại lạ kiếm thai chảm ra nương theo lấy tiếng nguyệt kiếm ý ra chỉ một kiếm hoành không chém về phía long tường trưởng lão vô tận mưa ánh sáng bay tán loạn nương theo lấy tiến nguyệt khí mông lung làm sao có thế long tường trưởng lão kinh ngạc cái kia hãn là lực lượng thời gian đó không phải là gần thần thậm chí cấp độ thần thoại mới có thể chạm đến quy tắc sao làm sao quân tiêu giao hiện tại liền có thể triển lộ ra một chút áo nghĩa dù cho hẳn là đế bên trong cự đầu cũng không có khả năng hiện tại liền lĩnh ngộ thời gian tiến nguyệt huyền bí vị này tiêu giao vương đến tột cùng là cái gì quái thai như long tưởng trưởng lão không kịp nghĩ nhiều thân thông tái xuất bằng bạc long khí nương tha lấy sóng biển bao phủ mà ra phẳng phất có thể lật tung tứ hải nhưng mà đều là vô dụng đại la kiếm thai bản thân liền đủ mạnh lại trong chất tiến nguyệt kiếm ý còn có thất thải trảm thiên hồ bên trong bảy đạo tiên thiên sát đạo pháp thì mạnh như cự đầu cấp long tường trưởng lão giờ phút này cũng là biến sắc âm um. một kiếm phân hải đen long tường trưởng lão chưa thức phá gỡ nhưng mã trực tiếp xò xuyên qua mà đi long tường trưởng lão mặt sắc đột biến thì triển thủ đoạn chống lại nhưng vẫn là bị nhất kiếm quán xuyên lồng ngực máu bẩn tung tóe như thế cường giá coi như bị xó xuyên lồng ngực cũng không phải tết thương chí mạng nhưng nương theo mà đến còn có loại kia tuyến người chỉ lực đúng là nhường long tường trường lão đều cảm giác tự thân sinh mệnh phòng phất theo tuyến người trôi qua khí huyết cũng bắt đầu suy bại cái này khiến hắn sợ hãi đế bên trong cự đầu thực lực dâng lên mà ra khí huyết mút trời tại chống lại điều đó không có khả năng nơi xa hải long hoàng tộc một đám sinh linh đều là sắc mặt kinh biến bọn hẳn trong nháy mắt thậm chí hoài nghĩ ánh mắt của mình xảy ra vấn đề một vị đại đế vậy ma thương tổn tới một vị đế bên trong cự đầu điều này có thế sao phù hợp khách quan quy luật sao một bên khác bắc minh tuyết cũng là kinh ngạc đến tay ngọc che môi khó mà tin được nàng đã đem quân tiêu giao nghĩ hết sức cao thâm mặt chắc thâm tàng bất lộ nhưng quân tiêu giao luôn là ngoài người ta dự liệu ngươi long tường trưởng lão mặt sắc cũng là khó coi quân tiêu giao lười nhác cùng long tường trưởng lão nói nhả đại la kiếm thai lại lần nữa quay lại chém tới cái kia tản mát ra vạn sợi kiếm măng mỗi một sợi cũng có thể chảm phá cản khôn vạch phá nhật nguyệt tình thản long tường trưởng lão thấy thế lại là lần đầu tiên cảm thấy một cỗ đến cực điểm nguy hiểm từ khi trở thành cự đâu đế về sau hắn đã thật lâu không có loại nguy cơ này cảm giác hắn cũng không chăn trở nữa tế ra một kiện pháp khí rõ ràng là một cây màu xanh đậm trụ lớn nhìn qua lại có chút cùng loại với trước đó quân tiêu giao theo hải long hoàng tộc cướp tới lạc tình thần thiết trụ lớn mặt ngoài điêu khắc có phù điêu có chín đầu hải long quấn quanh chính là Long Tường trưởng lão tế luyện đề khí, cửu long chấn hải trụ. Nay đề khí không chỉ trộn lân tiên kim, cả là dung nhập lạc tĩnh thần thiết chờ hiếm hoi bảo liệu, uy năng vô tận. Tiểu tử thật sự cho rằng bản để không trấn áp được ngươi sao? Long Tường trưởng lão điều khiển cửu long chấn hải trụ, một trụ trấn dưới, thao thiên thủy chiều phun trào, phảng phất nổi lên chín biển. Cần bên trên, chín đầu hải long phảng phất sinh động như thật, muốn thoát ly trụ thế, chấn áp chín biến một cỗ khó có thể tưởng tượng chấn áp lực lượng chiếu nghiêng xuống có thể nói lực lượng có thể trong nháy mắt đem một vị đại đế chấn áp nằm vô pháp nước nhích thậm chí đế khu vỡ nát quân tiêu giao đối với cái này mặt không bình chỉnh hắn như là thân thể thành để người đế khu xa không phải bình thường đại đế có thể so sánh cùng lúc đó trong cơ thể hắn có hỗn độn khí sông lên trời không tựa như hỗn động thủy triều đánh ra mà ra hôn độn chỉ lực long tường trưởng lão mặt sắc cũng là có chút co lại bất quá hắn như là so quân tiêu giao rồng dã cao hơn một cái đại cảnh giới. Long tường trưởng lão không tin không chấn áp được. Nhưng mà sự thực là, thật sự là hắn không chấn áp được. Oanh, âm ầm tiếng vang bản ra. Hồn độn chỉ lực nhất lên minh mang thủy triều. Dù là cửu long chấn hải trụ, đều là chấn không được, trực tiếp bị lật tung. Sau đó, đại la kiếm thai lại chém tới, phun sức kiếm mang ngàn tì sợi, uy năng kinh thiên. Cái kia cửu long chấn hải trụ, trực tiếp là bị vỡ nát rất nhiều lỗ hồng cái này, long tường trưởng lão đều có chút mắt trợn tròn, quân tiêu giao không chỉ người mạnh, đinh khí của hắn cũng ngư bức như vậy sao? đáng hận, như bản đế có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực, ha có tiểu tử ngươi ở đây hung hăng càn quấy chỗ trống, long tường trưởng lão không khỏi oán hận nói. mà quân tiêu giao, mắt sắc đạm mạc. bất luận thực lực ngươi như thế nào, đổi quân mũ mà nói, không có khác nhau, coi như ngươi có thể phát huy ra cự đầu toàn bộ thực lực, hôm nay cũng phải chết, cùng vọng long tường trưởng lão hét to sau một khắc quân tiêu giao ra tay rồi trong con mắt có chân ngôn chữ cổ hiển hiện chính là đạo môn cửu tự chân ngôn bên trong chữ giai chân ngôn tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần đặt chân thân cấm tĩnh vực hôn động khai thiên. vạn đạo phủ đồ hai đại hỗn động thấy dị tượng thi triển mà ra ngượn sóng võ cùng khủng bố tràn ra khí tức có thể phá diệt hết thảy long tường trưởng lão sắc mặt cũng là tại thời khắc này triệt để biến hóa nhị không được thất thanh sợ hãi nói không có khả năng thần cấm tĩnh vực ngươi là thần cấm cấp đại đế trương ban nhìn bảy trong ba mươi lấy long tường trưởng lão đế trung cự đầu tâm cảnh giờ phút này vẻ mặt cũng là đột biến thần tâm tại cực độ rung động bình thường tới nói tại đến đế cảnh về sao như trước đồ như vậy vượt cấp mà chiến đen sẽ trở nên vô cùng gian nan dù sao tại đề cảnh bên trong dù cho một cái tiểu cảnh giới trên lịch cũng không nhỏ một cái đại cảnh giới cái kia càng là khó mà nhảy vọt hào rộng nhưng má có một loại vô cùng yêu nghiệt tồn tại coi như tại đế cảnh bên trong cũng có thể vượt cấp mà chiến chính là những cái kia đặt chân thần cầm lĩnh vực tồn tại cũng được xưng là thần cấm cấp đại đế thần cấm cấp đại đế không phải một cảnh giới xưng hô mà là đối với có thể đặt chân thần cấm lĩnh vực cường giả xưng hô này loại tồn tại dù cho tại đế cảnh bên trong đều là cực kỳ hiếm hoi hiếm thấy yêu nghiệt quái thai bất quá bước vào thần cấm lĩnh vực cũng là có khác biệt bình thường tới nói có thể nhảy vọt một cái hoặc là mấy cái tiểu cảnh giới liền đây dùng mịch thiên coi là thân cấm cấp nhưng vấn đề là quân tiêu giao cùng hắn có thể là trên lịch dòng dã một cái đại cảnh giới dũ cho đặt chân thần cấm lĩnh vực này cũng khó tránh khỏi có chút kinh khủng phải hết cho dù là hỗn độn thể cũng không có khả năng mịch thiên đến lại trình độ này a hai long tường trưởng lão đều là thầm mãng có loại tức đến nổ phối làm sao này loại yêu nghiệt bị hắn đụng phải hai đại hỗn độn thể dị tượng lại trong chất sức chiến đấu gấp 10 lần tăng thêm quân tiêu giao bản thân thân thể lực lượng. Có thể nói, coi như là Long Tường trưởng lão, có thể hoàn toàn phát huy ra cự đầu cấp thực lực, hắn cũng không chiếm được máy may chỗ tốt. Muốn hộp, Long Tường trưởng lão cũng chỉ là cự đầu tiền kỳ mà thôi. Cha qua là sơ bước vào cự đầu cấp, cũng không là loại kia tu luyện thật lâu, tu vi thâm hậu đế trung cự đầu. Mặt khác, lại trong chất nhận áp chế ảnh hưởng. Có thể nói, hắn là thật không chiếm được máy may cảnh giới tiện nghị, không có gì sánh kịp vang vọng bắn ra long tường trưởng lão chỉ cảm thấy tự thân phảng phất bị vô tận hỗn độn chi lực bao phủ tùy ý một cái hỗn độn thủy chiều đánh tới liên khiển cho hắn đế khu chấn động xương cốt phá toái miệng phun máu tươi hẳn đế khí cửu long trấn hải trụ cũng là phảng phất phát ra gào thét toàn thân che kín vết dạ quân tiêu dao cầm trong tay đại la kiếm thai dùng ngàn tỷ tu di thế giới lực lượng ra chỉ tại đại la kiếm thai lên chém xuống một kiếm kết, kết cái này long tường trưởng lão tế luyện thật lâu đế khí trực tiếp là giãn ngứt sau đó không chịu nối gánh nặng trực tiếp sụp đổ đại la kiếm thai thần kiếm chấn động mưa ánh sáng vung vãi trực tiếp hấp thu luyện hóa hắn tỉnh hoa ngươi long tường trưởng lão con ngươi chật co lại trên mặt khó nén kinh hãi hắn tựa hồ hoàn toàn khinh thường vị này thiên dụ tiên triều tiêu giao vương không nghĩ tới hắn giấu như thể sâu hai đại hỗn động thể dị tượng đánh rơi xuống mà xuống dù cho long tường trưởng lão cũng là không chịu nổi chớ nói chỉ là hơn liên tùy thân đấy khí đều vỡ nát quân tiêu giao năm ngón tay năm quyền một cái lục đạo luân hồi quyền lại lần nữa oanh kích mà đi nương theo lấy sáu cái minh mông thế giới hiển hiện vô tận luân hồi lực lượng cuồn cuộn phảng phất muốn đem người kéo vào vô tận luân hồi luân hồi lực lượng long tường trưởng lão chừng to mắt dù cho dùng tâm cảnh của hắn giờ phút này đều là thần tâm run rẩy đầu tiên là tưới nguyệt trì lực sau đó hỗn độn trì lực hiện tại lại ra tới luân hồi lực lượng hẳn rất khó tưởng tượng quân tiêu giao làm sao có được đều là cao như thể tầng cấp lực lượng mà lại hắn mỗi một môn lực lượng đều đặt đến cực kỳ tỉnh tham trình độ cũng không phải nở vời tăng thêm còn đặt chân thần cấm lĩnh vực đây quả thực yêu nghiệt đến để cho người ta không lời nào để nói thậm chí long tường trưởng lão cảm thấy dù cho trong truyền thuyết thiếu niên đề cấp tại quân tiêu giao trước mặt cũng không đáng chú ý a à. kết thúc đối với long tường trưởng lão chấn kinh quân tiêu giao nhìn như không thấy long tường trưởng lão đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn ngươi đứng bên cạnh hắn ai cũng không có tư cách động cha quân tiêu giao lục đạo luân hồi quyền hạ xuống long tường trưởng lão mặc dù lại lần nữa dây ruộng, cũng là là chuyện vô bố khó mà đào thoát dị tượng trấn áp Hôn động thế dị tượng không phải là bình thường này không khỏi nhiều quân tiêu giao càng thêm chờ mong ngày sau tu luyện ra hỗn động tứ tuyệt thiên đến lúc đó như dòng tường trưởng lão bực này tồn tại hôn động tứ tuyệt thiên vừa ra hắn liền phải bị luyện chết ở trong đó tuyệt đối so với hiện tại còn muốn đơn giản đứt khoát long tường trưởng lão đế khu chịu không được hỗn độn thế dị tượng trồng chất lục đạo luân hồi quyền còn có gia trì sức chiến đấu gấp 10 lần chữ dai chân ngôn lúc này sụp đố thành huyết vụ đầy trời quân tiêu giao thật cũng không lãng phí thôi giới hắc động thi triển mà ra đem luyện hóa vì không có chất bấn can nguyên nhất tình hoa đến mức một đôi rừng rồng cũng là cực kỳ cứng rắn cũng không có phá toái bị tăng du thu hồi đem đi luyện dược nấu canh đều rất không tệ trong huyết vụ một đạo nguyên thần chi quang bỗng nhiên theo bên trong thoát ra. Chính là Long Tường trưởng lão nguyên thân, mang theo trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Quân tiêu giao tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc. Hắn tông niệm vừa động, một đạo to lớn kiếm quang theo trong thức hải của hắn hiến hiện, bí mật mang theo cuồn cuộn luân hồi chỉ ý, phang phất có thể đem người nhất kiếm chảm nhập luân hồi, chính là quân tiêu giao. Do tam thế nguyên thần tự sáng tạo mà đến trí cường nguyên thần sát phạt chỉ pháp, tam thế chảm thần kiếm một trong, vang thế luân hồi kiếm, này một cái nguyên thần chỉ kiếm chảm ra long tường trưởng lão nguyên thần càng là kinh hãi đến gần như vận vẹo quân tiêu giao thân thế yêu nghiệt thủ đoạn yêu nghiệt thì cũng thôi đi đặc biệt nguyên thần còn biến thái như vậy nay mẹ nó còn là người sao long tường trưởng lão tông cảnh triệt đế sập muốn chửi má nó ngươi ngưu bức như vậy nói ra a à, già heo ăn thịt hồ đúng không bất quá long tường trưởng lão nghĩ lại giống như quân tiêu giao hoàn toàn chính xác không có đóng vai qua heo hắn vẫn luôn rất cường thế, hết sức bá đạo, dù cho đối mặt lão Long Vương, Hải Long tộc dài, đều không mang theo hư. Thậm chí, quân tiêu giao trước đó, liền rõ ràng nói, hôm nay muốn chém hắn, chỉ là chính hắn không tin, quá mức xem thường vị này tiêu giao vương. Long tường trưởng lão hối hận đến nghĩ quất chính mình hai tất tai, ngươi như nghịch ta, Hải Long hoàng tộc sẽ không bỏ qua. Long tường trưởng lão phát ra lo thét, tu vi càng mạnh người, nhưng thật ra là càng tiếc mệnh, hàn thật vất vả, hao hết vô số tuế nguyệt mới tu luyện trở thành đế trung cự đầu còn không hào hào hưởng thụ bao lâu liền chết như vậy quá oan tân tiêu giao lại là lắc đầu thớ dài quả nhiên giữ lại tiết mục không thể thiếu chết trước đó vẫn phải miệng tiện uy hiếp một đôi lời không có chút hồi hộp nào vãng thế luân hồi kiếm nhất kiếm trăm diệt long tường trưởng lão nguyên thần kỳ thật cho dù không phải chuyên tu nguyên thần đế trung cự đầu nguyên thần cũng sẽ không kém gì nơi nào không có khả năng tùy tiện bị chảm diệt nhưng làm sao, quân tiêu giao nguyên thần phương diện cũng là tuyệt thế yêu nguyệt. Nay một cái vàng thế lân hồi kiếm xuống, để trung cự đầu nguyên thần đều không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị xóa di. Sau đó, quân tiêu giao tầm mắt lại quét về phía đám kia hải long hoàng tộc sinh linh. Đám kia sinh linh giờ phút này đã, ngây người. Tráng váng, một chút phản ứng nhanh, gấp vội rút thân rút lui. Quân tiêu giao đương nhiên sẽ không buồn thả. Đại la kiếm thai độn không, tự chủ sát lục. Đen đám kia hải long hoàng tộc sinh linh đều xóa di nơi này yên ương trở lại công tử tăng du chạy chậm đến quân tiêu giao trước người tựa như một đầu nghe lời cấu cấu không có sao chứ quân tiêu giao ngữ khí ôn hỏa tăng du hiển nhiên là trung tâm với hắn cho nên mới sẽ cùng hải long hoàng tộc lên xung đột quân tiêu giao xem người đệ nhất không có thiên tư tu vi mà là nhân phẩm nhân phẩm không được lại có dùng cũng chỉ là bạch nhãn lang rõ ràng ta du đối quân tiêu giao là tuyệt đối khăng khăng một mực một bên bắc minh tuyết mới từ quân tiêu giao chém đi một tôn cự đầu rung động bên trong lấy vại tình thần cũng là tiến lên phía trước nói quân công tử ngươi không có chuyện gì thuận tiện trước đó đều là bởi vì ta những lời kia liền không cần nhiều lời trước mắt chúng ta vẫn là trước tìm kiếm chỗ này bí tàng quân tiêu giao nói Trung ba nghìn có thái nói nếu không phải tận mắt nhìn thấy Bắc Minh Tuyết tuyệt đối khó mà tin được, một vị đế cảnh vậy mà có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới, chén giết một tôn đế trung cự đầu. Mặc dù nơi này đối tu vi cảnh giới có hạn chế, nhưng lại như thế nào hạn chế, cự đầu liền là cự đầu, cũng không đến mức bị đế cảnh ít ngược lại. Bắc Minh Tuyết giờ mới hiểu được quân tiêu giao là hạng gì tồn tại. Sợ là trong truyền thuyết thiếu niên đế cấp cũng không nhất định có hắn như thế dữ dội a. À. Sau đó quân tiêu giao, Tàng Du, Bắc Minh Tuyết ba người cũng là đi sâu này mảnh bí tầng. Có quân tiêu giao này tôn đại lão tại, tự nhiên là không cần lại có bất kỳ lo lắng nào. Cũng không cần tránh né cái gì hung hiếm, bất luận cái gì cơ quan, trận pháp, khôi lối. Quân tiêu giao đều là một trưởng ma diệt, một đường quét nga. Liên Bắc Minh Thiết đều thầm giật mình. Nguyên bản này mảnh bí tang là địa ngục cấp độ khó, nhưng đi theo quân tiêu giao bên người. Trực tiếp biến thành hưu nhàn mô thức căn bản không cần động thủ, chỉ cần nhìn xem liền tốt mà theo bọn hắn đi sâu quân tiêu giao đám người cũng là phát hiện trong đó rất nhiều cơ duyên đều là một chút phong phú kho tàng cái gì tiên linh đan đủ loại đan dược tự nhiên không cần nhiều lời còn có đủ loại khoáng vật thần liệu quý hiếm dị bảo các loại địa môn thân là một phương nguyên thuật tông phái môn hạ nguyên sư trời nam biển bắc tìm nguyên chạy sâu lấy được đủ loại kỳ dị bảo bối tự nhiên nhiều vô số kế có thể nói máy may không thua hoàng tiền bí tầng nay chút đều là bị bọn hắn bỏ vào trong túi trong đó mặc dù đại đa số đồ vật quân tiêu giao cũng nhỉ không thuận mắt thế nhưng lấy ra bồi dưỡng thế lực cùng thủ hạ là không thể tốt hơn mặt khác có một ít tài liệu liên quân tiêu giao cũng sẽ ở ý có thể lấy ra dung nhập tiên nữ lô phôi thô bên trong hoặc là đút cho đại la kiếm thai cùng tiêu giao đề đinh ngoài ra còn có một số có quan hệ nguyên thuật bản chết tay quân tiêu giao không có hứng thú tất cả đều bị tăng du thù lấy Cùng lúc đó, tại một bên khác, Diệp Vũ cũng là cùng thương Vũ San. Thương lộ nhi đám người, tại đi sâu bí tầng. Có lẽ là bởi vì Diệp Vũ có thanh đồng la bàn duyên cổ. Cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, cũng mở ra không ít tăng đá cung điện, vơ vét không ít bảo bối. Không thể không nói. Diệp Vũ cũng biết thật là có khí vận tại thân. Hắn lấy được mấy thứ đồ, cũng xác thực đều có đại tác dụng. Mặt khác, hắn còn phát hiện một bộ thi hài, mặc dù ngã xuống lâu nay, cũng là uy áp kinh người. Sương cốt như ngọc. Trọng yếu nhất chính là cô thi hai này một đôi mắt cầu, y nguyên tồn tại như là hắc ngọc, tạo hóa thiên môn khí linh nhất nhở. Nay tất có thể là một vị địa môn nhất mạch mạnh mẽ nguyên sư. Bởi vĩ đồng tử của hắn hẳn là đồng dõi địa sư chuyên môn thiên phú, địa cực âm đồng. Loại thiên phú này cực kỳ khủng bố, có thể khống chế quỹ mị, khu xử quỷ quái, điều khiển âm binh, còn có thể hiêu thấu đáo đủ loại địa hình trận pháp, ông u quý vực, thậm chí có thể điều khiển địa sát lực lượng, cùng này tướng đúng thì là thiên sư nhất mặt nguyên thiên thần nhãn nguyên thiên thần nhãn cùng địa cực âm đồng chính là hết thảy nguyên sư đều tha thiết ước mơ đỉnh cấp thiên phú có thể nói chỉ cần có thể đạt được thứ nhất tương lai không hề nghỉ ngờ sẽ trở thành vì một vị cấp cao nhất nguyên thuật đại tông sư thậm chí như thế yêu nghĩ thiên phú cho dù là không tù nguyên thuật tu sĩ đều sẽ rất muốn đạt được bởi vì như thế thiên phú đã không ngừng dùng cho tìm nguyên đào quáng còn có đủ loại năng lực nghĩ lực cùng với đủ loại huyền diệu thậm chí còn có chiến lực mạnh mê. Chẳng lẽ muốn đem con mắt của ta móc ra, đối thành này một đôi địa cực âm đồng. Diệp Vũ cảm giác có chút cách ứng. Không cần như thể, trở về sau ta luyện hóa một chút báo bối. Năng lực khôi phục một chút. liền có thể đem địa cực âm đồng năng lực, nán tội đến cặp mắt của ngươi lên. Tạo hóa thiên môn khí linh nói. Còn có thể dạng này. Diệp Vũ kinh ngạc. Này cũng không phải cái gì đổi mắt giải phẫu, mà là đem năng lực truyền giả di. Đó là tự nhiên không phải ta làm sao xưng là tạo hóa thiên môn tạo hóa thiên môn khí linh ngữ khí cũng là mang theo một tia ngạo ý vậy được diệp phú đen thì hài thu hỏi bất quá hẳn biết địa môn bí tàng bên trong chân chính bảo bối còn tại chỗ sâu nhất hắn có thể cảm giác được tại bí tầng hạch tâm chỗ sâu có một cỗ cực kỳ hùng hồn vợn sóng chắc hẳn nơi đó sẽ có kinh lớn mà bây giờ quân tiêu giao lại bị u linh truyền chuyển... nữ yếp đi đến mức những người khác diệp phũ căn bản liền không để trong mắt hắn có thanh đồng la bàn, lại lấy được mặt khác một chút bảo bối, đã có lực lượng, có thể trở thành bí tàng bên trong người được lợi lớn nhất. Sau đó, Diệp Phú cũng tiếp tục điều khiến thanh đồng la bàn, tiếp tục thâm nhập sâu bí tàng Tại qua sau một khoảng thời gian, Diệp Phú đám người cuối cùng tiến nhập bí tàng hạch tâm, vừa tiến vào trong, bọn hắn liền bị đủ loại bảo quang nhanh chóng mắt bị mù. Tại ở trong đó tường phóng, đều là một chút cực kỳ chân quý dụng cụ. Còn có một số phẩm chất cực cao nguyên khí, bởi vì địa môn chính là nguyên thuật tông phái duyên cớ cho nên bi tàng bên trong đủ loại thần binh nhựa khí ngược lại số lượng không phải rất nhiều nhưng trong đó một chút nguyên khí phẩm chất thậm chí có thể so với đế khí ngoài ra còn có một số thân tài bảo liệu cố rửa cây các loại diệp Phũ chưa từng gặp qua bậc này tràng diện dù cho dùng tâm tính của hắn đều là khó mà bình tĩnh trở lại hô hấp mang theo một chút gấp rút hắn có thế chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn tự như là một tên ăn mày đi tới một tòa trong kinh khố khắp nơi đều có hoàng kim thương vũ sang cùng thương lộ nhi hai nữ cũng là có chút ngốc các nàng mặc dù tâm mắt không thấp nhưng nơi này bảo bối số lượng cũng là đủ để khiến các nàng chấn kinh diệp vũ chân chính đồ tốt còn tại tận cùng bên trong nhất khả năng có có thể đến ngươi thế biến phương pháp tạo hóa thiên môn khí linh nhắc nhở rong mắt diệp vũ tỉnh mang lấp lên thân hình hẳn cũng là bỏ chạy tại đây ra một tòa cửa đồng lớn sao chạm mặt tới chính là một cỗ cực kỳ hưng hực phần sáng mang theo bạo liệt khí tức cùng lúc đó kèm theo còn có khiến người cơ hồ nghe ngóng muốn sút giò nông động tiên khí diệp vũ định thân nhìn lại bất ngờ thấy ở trong đó có một ngụm to lớn ao nước nói là ao nước kỳ thật không chính xác bởi vì trong đó cũng không có nước thậm chí cũng không có quá nhiều tiên đạo vật chất mà là tràn ngập nồng động ánh chấp, phang phất là hóa lỏng lôi điện đó là cái gì diệp vũ có thể cảm giác được nước mặt kia trì có được phi phàm lực lượng cái kia hắn là là một ngụm bao hàm sấm sét lực lượng lôi chỉ như thế để cho ta nhớ tới trong truyền thuyết một chút tiệt thế yêu nghiệt chứng dạo lúc sẽ có gọi là hỗn độn diệt thế lôi trì xuất hiện tạo hóa thiên môn khí linh nói trước mắt này khấu lôi trì mặc dù không cách nào cùng truyền thuyết kia bên trong thiên kiếp bên trong hỗn độn diệt thế lôi trì so sánh nhưng cũng đã cực kỳ hiếm thấy mà lại trọng yếu nhất không chỉ có là này khấu lôi trì mà là tại lôi trì trung ương bất ngờ có một khốc màu bạc tiểu thụ tiêu thụ bên trên chỉ có một khỏa trái cây màu bạc trái cây mặt ngoài lạc ấn vô tận lôi đạo phù văn cuốn quanh vô tận lôi điện chỉ lực mang theo một cỗ sinh diệt chi ý không chỉ như thế còn tắn mát ra một cỗ cực kỳ nồng nạc tiên đạo khí tức để cho người ta chẳng qua là nghe một luông toàn thân đều giống như tê dại phảng phất muốn phi thăng lên trời khí linh cái kia chẳng lẽ là tiên dược diệp vũ tiếng nói đều là mang theo một vệt khô khóc hắn còn chưa bao giờ thấy qua chân chính tiên dược không sai, đó phải là tiên dược, ban nhược vạn kiếp quả. Chương 3740, ban nhược vạn kiếp quả. Diệp Phú thì thảo. nghe tên cũng cảm giác này tiên dược rất cao quý. Trên thực tế, chỉ cần là tiên dược cũng rất cao lớn hơn, cực kỳ hiếm có hiếm thấy. Thậm chí, như đạt được một gốc tiên dược, còn có thể nịch thiên cải mệnh, hoàn toàn thay đổi tương lai tu luyện quỹ tích. Diệp Phú, cái này cùng tiên dược khác biệt, ban nhược vạn kiếp quả, hội tụ càng khôn lôi đỉnh tính hoa, chính là lôi chi một đạo thể hiện hắn chủ yếu nhất năng lực liền là tôi thế cũng có thể khiến người ta trưởng không thân hòa sấm xét lực lượng vô vạn diệp vũ ngươi này sau tu luyện cơ sở liền là cần một bộ vô địch thể phách nhục thế của ngươi càng mạnh ngày sau ta giúp ngươi tái tạo thể chất ngươi tu luyện cũng sẽ càng thông thuận này gốc tiên dược đối ngươi 10 điểm trọng yếu có thể trợ giúp ngươi truy đoán vô địch thân thế tạo hóa thiên môn khí linh rất ít nói rõ lý do nhiều như vậy rõ ràng nay gốc tiên dược đối diệp vũ tầm quan trọng không thể nghĩ ngờ diệp Phú cũng là mắt tỏa tỉnh mang hẩn cũng biết hàn tu vi hiện tại mặc dù không kém nhưng đừng nói cùng quân tiêu giao so chính là cùng những cái kia chân chính yêu nguyệt so sánh đều có chênh lệch rất lớn như đạt được viên này bàn nhược vạn kiếp quả kỳ có thể đền bù hắn nhược điệt. vì hắn đánh xuống hoàn mỹ nhất cơ sở mà lại diệp vũ nếu ngươi luyện hóa này bàn nhược vạn kiếp quả đối với tương lai người chứng đạo độ kiếp sẽ có cực lớn trợ giúp đến lúc đó ngươi thậm chí có thể có được miễn dịch bộ phận thiên kiếp năng lực tạo hóa thiên môn khí linh lại bổ sung ban nhược vạn kiếp quả vốn là lôi đỉnh thuộc tính tiên dược nếu là luyện hóa tự nhiên cũng có thể trưởng không có được sống xét lực lượng đối độ thiên kiếp có trợ giúp thật lớn mặc dù tạo hóa thiên môn khí linh cảm thấy dùng diệp vũ vận mệnh cửu tử thân phận ngược lại không đến nỗi liền cái đại đế kiếp đều không độ qua được nhưng ít ra có bàn nhược vạn kiếp quả có thế nhiều một phần bảo đảm cũng là tốt. diệp vũ đương nhiên sẽ không chần chờ, chuẩn bị ra tay. hai tiên dược. một bên thường vũ san cùng thương lộ như thấy thế, cũng không nói gì. mặc dù tiên được chân quý, nhưng diệp vũ dù sao cứu các nàng. mà đúng lúc này, nơi xa có động tĩnh truyền đến, có người bước vào nơi này, là tiên dược. một đạo khó nền ý mừng rỡ thanh âm vang lên. diệp vũ ánh mắt chìm xuống. đoàn người đi vào mảnh không gian này, là hải long hoàng tộc sinh linh. người cầm đầu chính là hải long hoàng tộc trẻ tuổi nhất trưởng lão long nguyên cao hắn thân mang xanh thăm long giáp tóc dài tối tung cái chân sừng rồng sáng chói có phù văn lưu chuyến chiêu sáng dạng dỡ trong tay nắm lấy một thanh màu vàng kim thiên thương nêu động hừng hực phiền sáng cả người oai hùng anh vũ khi phách cây người một thân bất phàm đế cảnh uy áp cũng là không giữ lại chút nào tản ra ánh mắt của hắn không có rơi vào thương vũ gian diệp vũ bọn người trên thân bởi vì cảm giác đến bọn hắn không có uy kiếp chút nào mà là khóa ổn định ở mụng kia lôi trì cùng bàn nhược vạn kiếp quả lên tiên dược long nguyên Câu ánh mắt trong vắt mang theo nóng bỏng chỉ ý Mọi trừ tiên dược bên ngoài mụn kia lôi trì cũng là bất phàm là khó được trí bảo long nguyên câu bỏ qua diệp vũ đám người tiến lên liền muốn thu lấy như mã diệp vũ ngăn tại long nguyên câu phía trước diệp công tử thương vũ san cùng thương lộ nhi vẻ mặt đều là hơi đối các nàng biết diệp vũ tu vi là chuẩn đế đối mặt đế cảnh long nguyên câu gần như không có khả năng có sức phản kháng long nguyên Công mày kiếm nhảy lên trong mắt lộ ra một vệt lạnh ý ngươi muốn chớ ngươi không hiểu tới trước tới sau đạo lý sao diệp vũ vẻ mặt bình tĩnh nói tới trước tới sau ta ngược lại thật ra cảm thấy dùng nắm đấm tới sắp xếp tương đối dễ dàng long nguyên câu dứt lời trực tiếp là ra tay trong tay màu vàng kim thiên thương hoành không như một đạo kim sắc thiểm điện trực tiếp chấn sát hướng diệp vũ hắn lười nhác nói nhảm một tôn chuẩn đế trong mắt hắn có thế tùy ý trấn áp diệp công tử thương vũ san hai nữ hơi cần răng à nhi đến diệp vũ cứu tính mạng của các nàng các nàng cũng là muốn tế ra một chút bí bảo thủ đoạn khẽ nhưng diệp vũ chẳng những không có tránh nấy đối mặt trấn áp mà đến long nguyên câu khóe miệng ngược lại là nâng lên một vệt đường cong hắn tế ra một vật chính là một cái lúc chừng lớn chừng quả đấm người tí hon màu đen nhìn qua lu mờ ảm đạm thậm chí có một chút vết dạn tràn ngập lộ ra người điểm xưa cũ thấy diệp vũ tế ra một cái thường thường không có gì lạ màu đen con tối long nguyên câu nhíu mày hắn không có phát sát được cái gì gợn sóng thế nhưng trong nháy mắt diệp vũ trong miệng nỉ non đọc thâm lấy cái gì cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ người tí hon màu đen lập tức nở rộ ánh vàng chỗ mi tâm phát sáng sau đó rất nhiều phức tạp phù văn cổ xưa trong người tí hon màu đen bên trong thấu thể mà ra nó giống như là biến thành một vòng màu vàng kim thái dương chói mắt sau đó trực tiếp trốn tới diệp vũ diệp vũ cả người trong nháy mắt liền bị bao khóa tại ánh vàng rực rỡ thân mang bên trong trên người hắn bắt đầu có từng mảnh từng mảnh áo giáp màu vàng kim bao trùm như là một loại nào đó yêu thú lân phiến đến cuối cùng diệp vũ toàn thân đều là khoác chụp lên một tầng màu vàng kim chiến khải nhưng thời khắc này diệp vũ nhìn qua như là thần binh thiên hàng lộ ra đến mức dị thường thần võ đối mặt cái kia chém tới màu vàng kim thiên thương diệp vũ cũng là nhô ra tay cánh tay của hắn tay cầm cũng là ông chọn lấy kim giáp đúng là trực tiếp bắt lấy màu vàng kim thiên thương bắn ra tia lửa đây là long nguyên câu sắc mặt hơi đối một chút nếu như thứ này chỉ là cái gì áo giáp loại hình thì cũng thôi đi tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ diệp vũ nhất thời nhưng chủ yếu là giờ phút này theo trên thân diệp vũ lại có đế cảnh khí tức tàn ra cái này khiến thông nguyên câu đều là cực độ ngoài ý muốn thương vũ san thương lộ nhi hai nữ ở một bên thấy này đột nhiên chuyển biến thế cục cũng là giật mình Diệp Vũ trước đó đạt được bảo bối gì, các nàng cũng không rõ ràng. Ta đồng ý lời của ngươi nói. Quả nhiên ở cái thế giới này, năm đấm mới là đạo lý. Diệp Phũ khóe miệng nhấc lên một ta cười lạnh. Giá hắc sắc con rối. Chính là hẳn trên mặt đất môn bí tàng này bên trong, lấy được chân quý nhất bảo bối một trong. Tạo hóa thiên môn khí linh nói. Thứ này chính là thượng cố chiến nỗ, lại xương bất diệt kim thân. Hắn bản chất cùng khôi lỗi không sai biệt lắm. Nhưng khác nhau chính là, này đông dạng là một kiện thần binh hình người có thể cùng người thân thể tương hợp làm người phẳng phất ủng có bất diệt kim thân nhịp thiên nhất chính là nay chiến ngẫu hóa thành kim thân cùng người tương hợp về sau còn có thể gia trì chiến lực bất quá này chiến ngẫu luyện chế quá mức phức tạp tay nghề 10 điểm cố lão mà lại thậm chí cân huyết tế đế cảnh cường giả hơn luyện chế quá mức khó khăn lại làm đất trời oán giận cho nên tại hiện tại trên cơ bản không thể nhận ra cũng chính là trên mặt đất môn bí tàng bên trong mới có thể tìm được một bộ. Dù là Long Nguyên Câu, thương vũ săn đám người, cũng không rõ ràng thứ này là cái gì. Bất quá ngoại vật mà thôi. Long Nguyên Câu đế cảnh chiến lực bùng nổ, lại lần nữa thăng hướng Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ giờ phút này, đến bất diệt kim thân gia trì, cũng là không sợ Long Nguyên Câu. Trực tiếp ra tay, hắn cảm nhận được đế cảnh tầng cấp chiến lực, đối với hắn mà nói rất có dẫn dắt. Bất quá đáng tiếc là, cỗ này chiến ngẫu là tàn phá, cũng không coi là hoàn chỉnh. Mặt ngoài thậm chí có thật nhiều vết rách, nếu như là hoàn hảo, cái kia phát huy ra lực lượng sẽ càng khủng bố hơn. Diệp Phú hiện tại ra tay, Sư Việt Hán nguyên bản cảnh giới chiến lực, Sư Việt đế cảnh hông cùng siêu xích, có thể nói là một lần thế nhiệm khó được. Tại phát giác được chính mình vô pháp trong thời gian ngắn chân áp Diệp Phú sao? Long Nguyên công sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì hắn biết, lưu cho thời gian của Hàn cũng không nhiều. Quả nhiên, không có quá nhiều lúc, mấy bóng người lại lần nữa xuất hiện chính là hải thần truyền nhân cùng hải thần điện lão ấu cùng với lâm nhi một nhóm người